Đấu phá thương khung chương 579, chia ly, Linh Tuyền, câm miệng. Tiêu gia cùng gia tộc ta có minh ước, ta cấm ngươi xuất khẩu làm nhục. Nhận thấy được Tiêu Viêm sắc mặt âm lãnh, Huân Nhi trong lòng quýnh lên, hướng về phía Linh Tuyền lớn tiếng quát lên. Ha, hả? Tiểu thư sao vậy, ta chỉ thuận miệng nói thôi sao lại quát ta? Linh Tuyền cười cười, đang nói đột nhiên chuyển vấn đề khác, bất quá chuyến này đến đây, tộc trưởng đại nhân phân phó qua. Nếu là gặp phải Tiêu Viêm thiếu gia, có thể hỏi qua một chút Tiêu gia cất bộ phận chìa khóa chỗ nào. Nói đến đây, Linh Tuyền mỉm cười đem ánh mắt hướng Tiêu Viêm, không biết Viêm thiếu gia, có thể cho ta biết được không? Nghe vậy, Huân Nhi trong lòng đại chấn, rất sợ Tiêu Viêm lộ ra vết tích, quyết định ngắt lời. Một bên Tiêu Viêm hơi nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói, không biết. Cao mày nhìn Tiêu Viêm nghi hoặc, Linh Tuyền tức trong lòng âm thầm nghĩ, lẽ nào hắn thật không biết? Hôm nay Tiêu gia tứ phân ngũ liệt, cũng không biết hồn điện đến tục cùng có hay không thực sự đem cái chìa khóa cướp được chưa, nếu thực sự đến tay bọn họ, sợ là một phen phiền phức. Ta tại Tiêu gia nhiều năm như vậy, cũng không từng thấy cái chìa khóa, ngươi như vậy để liền muốn biết được sao, chẳng lẽ không phải nằm mơ. Trong lòng thở dài một hơi, Huân Nhi nhàn nhạt nói, ha ha, ta cũng chỉ là tùy ý hỏi mà thôi, ta chuyến này chủ yếu là đón tiểu thư trở lại, cái khác chỉ là hỏi qua mà thôi. Linh Tuyền cười, chợt quay Huân Nhi không người nói, tiểu thư. Tộc trưởng đại nhân rất nhớ đến người. Mày liễu vừa nhíu, Huân Nhi hơi lắc lắc đầu, vừa bước đi. Một bên Tiêu Viêm nắm cánh tay của nàng, thanh âm trầm thấp nói, ngươi phải đi. Tiêu Viêm ca ca, ta đã dời tộc nhiều năm, trong lúc trì hoãn nên ở lại thêm thời gian, lần này, xem ra ta không về không được. Tiêu Viêm ca ca nhớ kỹ những lời ta nói trước đây. Nghìn vạn lần không nên tiết lộ đà xá cổ đế ngọc ở trong tay ngươi cho ai biết, ngày sau, ngươi cũng có thể biết thế lực phía sau Huân Nhi là thế nào, bất quá, Tiêu Viêm ca ca có năng lực bảo vệ tốt cổ ngọc trước, nghìn vạn lần đừng tới tìm Huân Nhi, bằng không trong tộc, một ít người, sẽ lưu lại ngươi, trong tay ngươi có cổ ngọc có dính dáng quá lớn. Huân Nhi hơi cúi đầu, môi nhẹ nhàng nhúc nhích, một tia yếu ớt mang theo lời cầu xin, truyền vào trong tai Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sắc mặt âm tình bất định, nắm chặt lấy bàn tay Huân Nhi rung lên nhẹ nhẹ, Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi chờ ngươi. Chờ ngươi chân chính trở thành cường giả ngại thị quần hung, Huân Nhi vẫn tin tưởng, ngươi sẽ đứng ở đỉnh của đại lục, đến lúc đó, Tiêu gia có ngươi mà lần thứ hai đứng sừng sững trên đại lục. Bàn tay rung rẩy không ngừng, Tiêu Viêm tâm tình hỗn loạn, tuy rằng qua mấy năm đi khổ luyện, hắn đã sớm hiểu được một điều là không nên hành động theo tình cảm, nhưng trải qua gia tộc lúc biến cố, lần thứ hai bị ly biệt. Thật sự là làm cho hắn không thể tiếp thu được, hơn nữa, gần tới lúc khoảnh khắc chia lìa, hắn mới rõ ràng tỉnh ngộ, người thiếu nữ trước mặt, đã chiếm toàn bộ tình cảm của hắn Tiêu Viêm thiếu gia, chúng ta đang đi làm nhiệm vụ, sở dĩ, ngươi hãy buông tay tiểu thư ra. Nhìn thấy Tiêu Viêm nắm tay Huân Nhi như vậy, Linh Tuyền trong lòng tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ tươi cười, không để ý một chút nào đến lời nói của Linh Tuyền, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chăm chú Huân Nhi, chỉ chốc lát, sau. Rốt cuộc Linh Tuyền không chịu được chậm rãi buông lỏng tay ra chưởng, nhưng mà, ngay lúc này bàn tay Tiêu Viêm vòng qua cái eo mềm mại đưa Huân Nhi ôm vào lòng ôm ấp, đầu vùi sâu vào tóc Huân Nhi, mùi thơm tản ra nhàn nhạt, thì thào nói, Huân Nhi, chờ ta, rồi ta sẽ tìm được ngươi, ta mặc kệ phía sau ngươi thế lực khổng lồ kinh khủng thế nào, ngươi là của ta, nếu trong mắt thế lực kia cần đạt được là đấu tôn, ta đây khắc, hướng đấu tôn phấn đấu tôn không được, vậy đấu thánh không được thì đấu đế. Các tiền bối Tiêu gia có thể đạt tới đỉnh phong cao độ, ta Tiêu Viêm, tất nhiên cũng có thể. Hàm răng cắn chặt môi, mắt Huân Nhi sáng lên như bảo thạch sáng bóng, ngốc a, nếu đạt đến đấu đế, bất kỳ nữ tử trong đại lục này, ngươi đều có thể chọn lựa. Nhìn Tiêu Viêm gan lớn ôm Huân Nhi trong lòng, Linh Tuyền ngoài khuôn mặt tiếu ý rốt cục thu hồi một chút, mắt âm lãnh như đao phong dừng, lại trên người Tiêu Viêm, bàn tay chậm rãi nắm chặt. Hỏa diễm ở nắm tay dâng lên muốn phát, cảm thụ được bên cạnh có năng lượng ba động, Huân Nhi mạnh mẽ giãy khỏi tay Tiêu Viêm, thấp giọng nói vào tai Tiêu Viêm, nhớ kỹ lời ta nói, chí ít, không đạt được đấu tông thì, đừng tiếp xúc với gia tộc ta. Nói xong Huân Nhi xoay người, đào ngón chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân hình bay lên không trung, vai hơi rung lên, một đôi cánh ngọc kim sắc đấu khí, từ phía sau hiện ra, hơi cánh rung lên, vừa bốn cánh sừng sững xuất hiện. Cuồng phong đại chấn quay xa xa phía chân trời bay vút đi, nhìn Huân Nhi bay đi, phía sau Linh Tuyền bốn thân ảnh cưỡi quái thú cũng nhanh chóng dời đi, theo sau đuổi kịp mà lên, đem Huân Nhi vững vàng bảo hộ ở chính giữa,
ánh mắt chăm chú nhìn từ từ xa dần, Tiêu Viêm trong lòng thấy cô đơn, ánh mắt quay lại, thấy Linh Tuyền vẫn ở đó không đi, nhàn nhạt nói, Linh Tuyền phó thống lĩnh sao không đi, thật ra ta không vội. Linh Tuyền cười cười, chợt dáng tươi cười biến thành âm lãnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, cười lạnh nói, chỉ muốn nói với ngươi một việc, bằng ngươi Tiêu gia thành chó nhà có tang, căn bản không xứng đáng với tiểu thư, lời nói thật muốn nói với ngươi, tộc trưởng đại nhân suy đoán tiểu thư có tình cảm với ngươi, bởi vậy cũng giao phó ta truyền câu nói cho ngươi, hãy quên tiểu thư đi. Tiểu thư tại tộc ta địa vị cực kỳ quan trọng, cùng nàng xứng đôi chỉ có đại lục cường giả chân chính, ngươi còn không từ bỏ. Nói xong mấy câu, Linh Tuyền trên khuôn mặt tỏ ra khinh thường, huân nhi trong tộc bao nhiêu thiên tài truy đuổi làm mục tiêu, trong đó tự nhiên bao quát cả hắn, nhưng lúc trước nhìn Tiêu Viêm dám đem huân nhi ôm vào lòng, nếu không có huân nhi hắn đã sớm không nhịn được tại chỗ đánh gục Tiêu Viêm, hôm nay nói như thế để có thể sử dụng lời nói đem Tiêu Viêm đã kích, thỏa mãn trong lòng, nhưng mà, dứt lời nhìn mặt Tiêu Viêm bình tĩnh ngoài ý muốn của hắn, mắt đen kịt hờ hững nhìn chằm chằm Linh Tuyền, một lát sau, nhếch miệng cười, lắc lắc đầu nói, ta đây không xứng, thì cũng không tới phiên ngươi khoa tay múa chân, hơn nữa ngươi hẳn là ở đó đố kỵ ta đi, khuôn mặt tức giận. Linh Tuyền ánh mặt lạnh lạnh lung nhìn Tiêu Viêm, ngươi muốn chết. Đừng tưởng rằng có tiểu thư che chở mà ngươi kiêu ngạo, ta muốn giết ngươi như nghiền chết một con kiến. Tiêu Viêm bình thản nhìn khuôn mặt sát khí của Linh Tuyền, dáng dấp không có một chút sơ hãi, Linh Tuyền trong lòng sát ý nổi lên không ngớt, ngay khi sát ý Linh Tuyền lan tràn thì, có giọng nói già nua nhàn nhạt vang lên lung lay các ngọn cỏ, Linh Tuyền phó thống lĩnh, cho các ngươi tiến vào nội viện tìm người đã là nhân nhượng, bây giờ còn tại nội viên ta đụng đến học sinh, theo thanh âm già nua hạ xuống, thân ảnh màu đen quỷ dị hiện ra giữa không trung, rõ ràng là đại trưởng lão Tô Thiên, nhìn Tô Thiên xuất hiện, Linh Tuyền trên người sát ý nháy mắt thu vào, hướng về người phía trước chắp tay, cười nói, đại trưởng lão nói chi vậy, ta chỉ là cùng Tiêu Viêm thiếu gia nói chuyện mà thôi, được rồi. Đừng đúng trước mặt ta mà uống lưỡi, ta cho các ngươi vào tìm người, đã là cho tộc các người mặt mũi, hiện người đã tìm được, lập tức ly khai đi. To Thiên nhíu nhíu mày nói, nghe To Thiên hạ lệnh trục khách, Linh Tuyền cười cười, cũng không phản bác, không người quay đi, chợt ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng Tiêu Viêm, ngoài cười cười trong lòng thì không cười nói, xem ra ngươi chưa từ bỏ ý định, cũng được, chờ ngươi sau này có bản lĩnh, đến tộc ta tìm tiểu thư, đến lúc đó, ta phó thống lĩnh hội sẽ cho ngươi biết thế nào là sự chênh lệch. Nói xong, Linh Tuyền vai ru lên, một đôi cánh đỏ thẫm sắc đấu khí bắn ra, hai cánh hơi chán động, thân hình cấp tốc bay lên trên không, bay vút đi trong thời gian ngắn, nhìn Linh Tuyền ly khai, Tô Thiên chậm rãi hạ thân hình xuống. Rơi bên cạnh Tiêu Viêm, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, than thở, tiểu tử kia, đã kích ngươi, không phải đã có thể như lời hắn nói đâu, tộc bọn họ cùng người bình thường có chút bất đồng. Đứng lên tu luyện có chút gặp may mắn, nhưng thật muốn luận khởi điểm tu luyện thiên phú, hắn so ra kém ngươi. Tiêu Viêm mỉm cười, yên lặng gật đầu, nhẹ giọng nói, nếu vừa rồi hắn động thủ, có liều mạng lần thứ hai trọng thương, ta cũng sẽ lưu lại cho hắn một ít thương tổn. Nhìn giọng nói nhỏ nhẹ của Tiêu Viêm, Tô Thiên cũng nao nao, hắn rõ ràng, người trước mặt cũng không phải nói đùa, hắn cười nói, ta tin tưởng ngươi. Một người bằng khả năng bản thân thực lực đem Vân Lam Tông quậy long trời lỡ đất như vậy, lời nói lúc nãy cũng không làm cho ngài ý muốn, ha ha, được rồi, tiểu tử kia, ngày mai là ngày tiến nhập thiên phần luyện khí thấp tiếp thu tâm hỏa nhập thể, nếu là ngươi có thiên phú tu luyện, tấn chức đấu vương là chuyện bình thường, hiện tại nói cái gì đều chỉ là vô dụng, chỉ có trở thành một cường giả chân chính, ngươi mới có thể đi đến tộc đó, tìm được bạn gái của mình. Tô Thiên vỗ vai Tiêu Viêm, thoải mái nói, chợt quay người hướng trong rừng rậm chậm rãi bước đi. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, nhìn bóng lưng Tô Thiên khuất dần trong rừng, lúc này mới xoay người, đem ánh mắt hướng phương bắc xa xôi phía chân trời, lẩm bẩm nói, huân nhi chờ ta. Nắm tay chậm rãi từ trong áo bào vương ra, máu từ khe hở kẻ tay tràn ra, Linh Tuyền cái loại không phải là chân chính vậy đối với Tiêu Viêm không có chút ảnh hưởng. Linh Tuyền trái nhục này, ta sẽ nhớ kỹ, khi Tiêu Viêm vừa trở lại bàn môn thì vừa vặn gặp Ngô Hạo Hổ gia. Hai người nhìn thấy Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm thì liếc mắt nhìn nhau một cái, không rõ là ai đã đem cái tên khuôn mặt thường xuyên tươi cười này chọc giận rồi. Ánh mắt Tiêu Viêm lơ đãng, nhìn vào chẳng đoán ra được gì, Hổ gia nhịn không được, thấp giọng hỏi, huân nhi đâu? Tiêu Viêm cước bộ dừng lại một chút, rồi chậm rãi thở ra một hơi, nói, đi rồi, đi rồi. Nghe vậy, Ngô Hạo cùng Hổ gia nhất thời ngẩn ra, thần tình kinh ngạc, đi đâu, khi nào thì trở về?
nàng trở về gia tộc, về sau sợ là không thể quay lại. Tiêu Viêm dừng tại cửa phòng, nhàn nhạt nói một tiếng, lặng thinh đẩy cửa vào, sau đó thình thịch một tiếng, cửa phòng bị đóng lại thật mạnh. Ngô Hạo cùng Hổ Gia chăm chăm nhìn cánh cửa đóng chặt kia, một lúc lâu sau mới có chút tiếc nuối thở dài một hơi, trải qua một thời gian ở chung lâu như vậy, hai người đối với cô gái luôn nhu hòa mỉm cười kia, hay cơ hồ là tất cả mọi người trong bàn môn đều có cảm giác kính yêu cùng tôn sùng, nay chợt nghe thấy nàng rời đi, tự nhiên trong lòng mọi người đều cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ai, tin tức này nếu truyền ra ngoài, sợ rằng sĩ khí không ít thành viên bàn môn sẽ tụt xuống mất. Thật lâu sau, Hổ Gia thở dài một hơi, nói, Ngô Hạo cười gật đầu, thấp giọng nói, khó trách, ta luôn cảm giác được Huân Nhi gần đây có điểm kỳ quái, nguyên lai là sắp phải rời đi a, ta sợ Tiêu Viêm trong lòng cũng không chịu nổi a. Hổ Gia bất đắc dĩ buông tay, chợt xoay người đi ra bên ngoài, nói, quên đi, không nên quấy rầy hắn, cứ để hắn yên tĩnh a. Ngô Hạo gật đầu, không biểu lộ cảm xúc gì đi theo sau. Trong căn phòng nhỏ nhàn nhạt mùi thơm của thiếu nữ lưu lại, Tiêu Viêm nằm trên chiếc giường mềm mại, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng xuất hiện hình ảnh một cô gái động lòng người nhất kia cau mày cười, như dao khắc thật sâu trong tâm tưởng hắn. Khi nàng còn ở bên, hắn thật ra chưa từng có cảm giác như vậy, hiện giờ nàng đã đi xa rồi, cổ cảm xúc kia mới từ trong sâu thẳm bên trong tâm trí hắn len lỏi mà ra, cảm giác giống như tẩu hỏa nhập ma vậy, cứ quanh quẩn trong đầu liên miên không dứt. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, giờ hắn biết cái hình ảnh kia, sợ là sẽ bám theo hắn suốt cả cuộc đời này, ta sẽ đi tìm ngươi cả cuộc đời này. Tiêu Viêm nắm chặt tay lại, nhủ thầm nhưng thanh âm cứ vang lên trong phòng. Sau một thời gian ngắn yên tĩnh, ngày hôm sau, nội viện lại trở nên náo nhiệt, bởi vì hôm nay 10 người đứng đầu cường bảng sẽ tiến vào thiên phần luyện khí tháp tầng dưới cùng để tiếp thụ căn nguyên tâm hỏa phân thể. Người trong nội viện đều rõ, chỉ cần chịu qua được lại phân thể này, cơ hồ về sau sẽ dễ dàng tấn giai đấu vương hơn, loại cơ hội này chỉ có thể ngộ không thể cầu, đủ để làm cho bất cứ ai cũng phải lóa mắt. Bên trong bàn môn, một đoàn thành viên vây quanh phía trước tiểu lâu cát, nhìn cửa phòng đóng chặt, cúi đầu nói nhỏ khe khẽ. Giác chi, trong lúc mọi người đang nói chuyện, cửa phòng đóng chặt đột nhiên vang lên một tiếng rất nhỏ, tất cả âm thanh khe khẽ bây giờ đều ngưng lại, từng đạo ánh mắt nóng bỏng cùng tôn sùng chầm chầm nhìn về cửa phòng. Tại nơi tất cả ánh mắt nóng cháy kia nhìn chăm chú, một hắc bào thanh niên chậm rãi đi ra, nhìn khuôn mặt ấm áp kia, tất cả thành viên bàn môn đều có một loại cảm giác phấn chấn. Hiện giờ bàn môn chính là bang phái đứng đầu, nhất cử nhất động của Tiêu Viêm đều tác động đến tinh thần của bàn môn, mặc kệ gặp loại đối thủ nào, chỉ cần hắn không bại, như vậy bàn môn mọi người đều sẽ có ý chí chiến đấu vô cùng kiên định. Nhìn Tiêu Viêm khôi phục lại thần sắc trước kia, Ngô Hạo cùng Hổ Gia cũng lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm một hơi, nếu người này vẫn như ngày hôm qua, âm trầm, cô đơn, sợ rằng tâm tình mọi người ở đây sẽ vô cùng xấu a. Ánh mắt nhìn chung quanh quảng trường, tầm mắt Tiêu Viêm lướt về phía chỗ thành viên bàn môn, người nào được lướt qua sẽ không tự chủ được ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt nóng cháy đầy kích động. Tiêu Viêm mỉm cười, chậm rãi giơ tay lên, sau chợt hạ xuống, thanh âm ngắn gọn rõ ràng, đi. Nói xong, Tiêu Viêm cước bộ dẫn đầu, hướng cửa bàn môn bước ra, sau đó, rất nhiều thành viên bàn môn chậm rãi theo sát sau. Đội quân lớn như vậy hành tẩu trong viện, tự nhiên gây ra xôn xao không nhỏ, từng đạo ánh mắt từ bốn phía hướng đến. Khi bọn hắn nhìn thấy đầu lĩnh hắc bào thanh niên kia, nhất thời giật mình, chợt hiện vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn theo. Khí thế bàn môn tăng vọt trong lòng mọi người, hiện giờ bàn môn bởi đang dược duyên cớ, dĩ nhiên chân chính lũng đoạn thị trường đang dược trong nội viện. Hơn nữa, theo thực lực bàn môn tăng cường, dược ban kia ngày càng khó cùng bàn môn tranh đoạt, hỏa năng sung mãn khiến cho loại chế độ thưởng phạt hỏa năng đặc thù của bàn môn càng hoàn thiện, bởi vậy bên trong nội viện, cho dù một ít người sớm đã gia nhập thế lực khác, cũng đối với đãi ngộ của thành viên bàn môn hâm mộ vô cùng. Một đoàn người chậm rãi thẳng đến thiên phần luyện khí tháp, ven đường cũng gặp qua vài ba thế lực khác, bất quá thanh thế so với bàn môn không thể nghi ngờ là yếu hơn rất nhiều. Tuy rằng các thế lực khác thủ lĩnh cũng là nằm trong 10 người đầu, bất quá Tiêu Viêm có thể đem cả Liễu Kình đánh trọng thương, đứng trước hắn không ai dám có chút ngạo ý, dù sao bọn họ đều rõ ràng. Nếu Tiêu Viêm cùng Liễu Kình không vì lưỡng bại câu thương mà tham gia đến cuối, chỉ sợ hai người đều bài danh ba người đầu. Sắp tới thiên phần luyện khí tháp, Tiêu Viêm cũng dồn dạn gặp Lâm Tu Nhai dẫn theo một đám người, song phương gặp mặt, đều là ngẩn người ra, rồi chợt cười vang tiếp đón nhau. Vừa lúc tiếp đón, Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua đám người phía sau Lâm Tu Nhai, tính ra chỉ vẻn vẹn có 20 người, nhưng trong lòng thầm khen một tiếng,
Họ nhân số tuy kém so với bàn môn nhiều, nhưng hơi thở đều là ẩn lại, trong mắt lấp lóe tinh quang, cả người khí thế ngưng tụ, thực lực đều ít nhất là nhất tinh đấu linh. Nói vậy đây chính là nanh sói nổi tiếng nội viện A, người không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều có thể lấy một địch 10, đây mới là chân chính tinh nhuệ A. Khi Tiêu Viêm đánh giá nanh sói phía sau Lâm Tu Nhai, Lâm Tu Nhai cũng liếc mắt nhìn bên cạnh Tiêu Viêm, nhưng không thấy bóng dáng đã khắc sâu trong tâm trí hắn, trong mắt lập tức hiện lên một chút thất vọng. Hắn cùng Tiêu Viêm chuyện trò cười nói, rồi bước nhanh tới đỉnh tháp đã xuất hiện ở cuối tầm mắt kia. Khi Tiêu Viêm dẫn người đến thiên phần luyện khí tháp, nơi này bên ngoài đã sớm tấp nập xôn xao, bởi vì hôm nay 10 người đứng đầu cường bảng tiến vào tầng dưới cùng của thiên phần luyện khí tháp, nơi mà nội viện đã cấm các đệ tử khác tiến vào. Tuy rằng trong lòng mọi người có chút không đồng ý, nhưng cũng hiểu được đây là quy củ lâu đời, khó có thể thay đổi. Đám người Tiêu Viêm xuất hiện liền được mọi người chú ý đến. Danh vọng Tiêu Viêm bây giờ không thấp hơn so với Lâm Tu Nhai, tự nhiên trong nháy mắt liền bị mọi người nhận ra. Lập tức trong đám người đủ loại thanh âm vang lên, không để ý tới những thanh âm ầm ĩ này, đám người Tiêu Viêm dựa vào số đông, trực tiếp như thanh đao nhọn đâm vào đám người mở đường ra, cuối cùng nghênh ngang đi tới bãi đất trống trước cửa thiên phần luyện khí tháp. Ngoài cửa thiên phần luyện khí tháp có một mảnh đất trống trải, bất quá nơi này chỉ dành cho những thế lực có thực lực sử dụng, bàn môn hiện giờ hoàn toàn có đủ tư cách này, bởi vậy đoàn người cũng không khách khí trực tiếp tìm một nơi xếp bằng ngồi xuống. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Ngồi trên đất, Tiêu Viêm nhìn đám đông đang chen nhau đứng chật chội kia, không khỏi có chút cảm thán. Hơn nửa năm trước, hắn cũng chỉ có tư cách đứng ở bên ngoài đó, hâm mộ nhìn các thế lực tại nơi này chiếm lấy vị trí tốt nhất để ngồi, không nghĩ tới hiện giờ, hắn lại đổi vị trí so với lúc xưa. Hắc, Liễu Kình, tên đó cũng tới rồi. Thân ảnh Lâm Diễm đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, đặt mông ngồi xuống hướng hắn biểu môi nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, ánh mắt liền quét tới. Quả nhiên, tại đám đông bỗng xôn xao hẳn lên, một đám người hùng hổ xông vào thẳng hướng đến cửa thiên phần luyện khí tháp. Đầu lĩnh của đám người đó, lưng đeo đại liệt sơn thương, Liễu Kình, phía sau là Liễu Phỉ, Diêu Thịnh cùng một đám người dáng người có chút cường tráng, nhưng khí thế không thể so cùng nanh sói của Lâm Tu Nhai. Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào Liễu Kình, hắn cũng như có cảm ứng, hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về hắc bào thanh niên đang ngồi xếp bằng kia. Bốn mắt đối nhau, cước bộ Liễu Kình dần dần chậm lại, mắt nhìn chăm chăm về một phía. Hành động này tự nhiên khiến cho mọi người chú ý, vì vậy, từng đạo ánh mắt lại chuyển dời lên người Tiêu Viêm. Nhìn thấy hai vị đối thủ có thể nói là oan gia ngõ hẹp đang đối mặt nhìn nhau, tiếng ồn ào chung quanh nhất thời yên lặng đi rất nhiều, đám đông chung quanh nhìn chăm chú. Liễu Kình thoáng chần chờ một chút, rồi liền dẫn người chậm rãi hướng Tiêu Viêm đi tới, phía sau Tiêu Viêm. Mọi người bàn môn nhìn thấy Liễu Kình dẫn người đến, nhất thời đều khẩn trương, ánh mắt biểu lộ địch ý, trực tiếp rút vũ khí ra. Hành động của song phương lập tức làm cho thanh âm chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hồi hộp nhìn hai phương thế lực như sắp triển khai chiến đấu sống mái với nhau. Cách còn khoảng 10 thước, Liễu Kình liền dừng cước bộ lại, vung tay lên. Đám đại hán hùng hổ kia nhất thời đều dừng lại, nhanh gọn đứng chỉnh tề, rất có khí thế. Liễu Kình mang theo Liễu Phỉ, Diêu Thịnh chậm rãi tiến tới trước mặt Tiêu Viêm. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt đang tươi cười kia, thanh âm trầm thấp nói, ngươi rất mạnh, ta đã xem thường ngươi. Tiêu Viêm cười cười, hướng về phía Liễu Kình chắp tay, nói, may mắn mà thôi, trong chiến đấu không tồn tại may mắn. Liễu Kình nhàn nhạt nói, ánh mắt chợt có chút nóng bỏng hướng Tiêu Viêm, nói, bất quá, từ giờ trở đi, đối thủ của ta lại có thêm một người, điều này đối với ta mà nói, là một đại hỷ sự. Về sau khi có dịp, ta sẽ tìm ngươi tỉ thí lại. Liễu Kình nói xong cũng không đợi Tiêu Viêm đáp lời lại, liền xoay người mang người đi đến địa phương không xa đó chờ đợi cửa mở. Nhìn Liễu Kình đi, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, người này, nguyên lai thật là phiền toái. Sau khi Liễu Kình dẫn người đến không lâu, lại có thêm một số đám người tới. Cuối cùng gần nửa giờ sau, hai bên tả hữu, đột nhiên có tiếng xé gió vang trời. Vài đạo thân ảnh già nua thoáng hiện ở ngoài cửa tháp. Trong đó có một người dẫn đầu, chính là đại trưởng lão Tô Thiên. Ha ha, xem ra mọi người đã đến đông đủ, vậy ta cũng không nhiều lời. Tô Thiên đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, rồi cũng không nói nhiều liền vung tay lên. Cánh cửa tháp nặng nề đột nhiên vang lên một trận thanh âm giác chi, rồi từ từ mở ra. 11 người đứng đầu cường bảng, theo ta tiến vào. Những người khác không được phép. Nếu vi phạm, trong vòng nửa năm, đừng nghĩ đến chuyện tiến vào trong đó. Tô Thiên nhàn nhạt nói một tiếng,
cũng không để ý tới mọi người bị hình phạt nghiêm khắc này làm cho kinh hãi thối lui, xoay người tiến vào trong thác, nhìn bóng dáng Tô Thiên, Tiêu Viêm đứng dậy trong từng đạo ánh mắt hâm mộ, dẫn đầu tiến vào trong thiên phần luyện khí tháp. Khi tiến vào trong thiên phần luyện khí tháp, quang mang bỗng ảm đạm đi rất nhiều, Tiêu Viêm hướng mắt lên đã thấy Tô Thiên đứng tại phía trước tựa hồ như đang đợi bọn họ. Tô Thiên nhìn thấy Tiêu Viêm dẫn đầu tiến vào, liền hướng phía hắn cười cười, nhưng nhìn người thanh niên đứng trước mặt khuôn mặt vẫn bình thản. Hắn vui vẻ gật gật đầu, trong lòng âm thầm khen, tiểu tử này, không chỉ có thiên phú kinh người, hơn nữa định lực lại cứng cỏi, có thể có thành tựu như vậy, cũng không phải đều là do ngẫu nhiên. Sau lưng Tiêu Viêm, không bao lâu sau khi hắn đến, Lâm Diễm, Lâm Tu Nhai cùng đám người cũng là lục tục tiến vào. 11 người đều dừng lại đứng trước mặt Tô Thiên, ngoại trừ Tử Nghiên có chút thiếu kiên nhẫn, còn những người khác phần lớn đều rất hưng phấn. Uy, Tiêu Viêm, đồ vật kia ta đã ăn hết sạch rồi. Chờ sau khi rời khỏi đây, ngươi nên luyện chế thêm cho ta a. Tử Nghiên không thèm để ý tới Tô Thiên, nhảy nhót đến bên cạnh Tiêu Viêm, lôi lôi kéo kéo tay áo hắn, mái tóc đuôi ngựa vung vẩy, thấp giọng than thở nói, trong khu tháp này tối quá, ân. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Hắn biết bản thể Tử Nghiên vốn là ma thú nên đối với hỏa diễm có chút tâm lý bài xích, tâm hỏa căn nguyên đoán thể đối với nàng cũng là không có mấy tác dụng, dù sao nàng đã tiến vào đấu vương giai cấp rồi. Bất quá có chút ít còn hơn không, có thể miễn phí đoán thể một lần, dù ít dù nhiều cũng có lợi, cho nên Tử Nghiên cũng không phản đối tham gia. Tính tình nàng tuy rằng đơn thuần, nhưng đối với việc này vẫn có thể phân rõ nặng nhẹ. Tô Thiên ho nhẹ một cái, trừng mắt lên, không thèm nhìn Tử Nghiên một cái, bất đắc dĩ đem ánh mắt sang nhìn đám người Tiêu Viêm, nghiêm túc nói, các ngươi phải đi theo sau ta, không được tự tiện đi lại một mình. Tới tầng dưới rồi cũng không được tùy ý đi lại. Mặc kệ có động tĩnh gì, cũng không được đi loạn xung quanh, nếu không, ta sẽ hủy bỏ tư cách của các ngươi, hiểu chưa? Mọi người nghe vậy mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng gật đầu. Tô Thiên nhìn thấy mọi người gật đầu đáp ứng, lúc này mới xoay người đi trước dẫn đường. Lộ tuyến đi xuống tầng dưới cùng của thiên phần luyện khí tháp có rất nhiều nhưng Tô Thiên lại dẫn đám người Tiêu Viêm trực tiếp tiến vào thông qua một cái cửa sắt. Tiêu Viêm nhìn Tô Thiên đang đi phía trước, trong lòng nhất thời nhảy dựng lên. Hắn rõ ràng cảm thấy sau cửa sắt một hắc động sâu không thấy đáy, ẩn núp trong đó đích thị là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tiêu Viêm với tâm trạng kích động đi theo Tô Thiên đi tới trước, tiến vào cửa sắt. Từ trên các vách tường, một thứ ánh sáng nhàn nhạt hôn ám tỏa xuống, chiếu lên tấm cửa sắt tạo ra một cảm giác có chút mông lung. Bất quá, tuy rằng ánh sáng có chút yếu ớt, nhưng cũng không gây trở ngại cho Tiêu Viêm nhìn về phía giữa cái không gian khổng lồ kia đang có một động khẩu dần mở rộng. Mặt khác, mấy người còn lại cũng là có chút tò mò, hết nhìn đông tới nhìn tây, thậm chí ngay cả đám người Liễu Kình và Lâm Tu Nhai cũng là lần đầu tiên tiến vào, nên tò mò ngước nhìn xung quanh, sau đó không lâu thì dừng lại tại giữa không gian khổng lồ kia. Tuy rằng mọi người trong lòng tràn đầy tò mò, nhưng vừa nghĩ tới lời dặn dò khi nãy của Tô Thiên cũng không dám tùy ý bước ra khỏi hàng để đi tới xem xét. Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao dừng lại tại hắc động tối đen kia, một lúc lâu sau một quang mới hướng về Tô Thiên phía trước. Lộ tuyến của Tô Thiên lúc này chính là vị trí bên cạnh không gian rộng lớn kia, bởi vậy khoảng cách tới trung ương hắc động còn khá xa. Bất quá như thế, đám người Tiêu Viêm vẫn cảm nhận được một luồng nhiệt lưu nóng cháy. Dọc theo một bên mà đi, Tô Thiên mang theo mọi người tiến vào một thông đạo uốn lượn ánh sáng mờ mịt. Tô Thiên cước bộ vẫn không ngừng rẽ ngang lên thang lầu đi tới. Tiêu Viêm có thể nhận thấy được, đám người bọn hắn đang ở sâu dưới đáy thang lầu thông đạo thiên phần luyện khí tháp. Phòng thủ xâm nghiêm như vậy đủ để cho đám người Tiêu Viêm cảm thấy khiếp sợ, cơ hồ mỗi một vài bước đi, lại xuất hiện một gã thủ vệ đứng thẳng như tượng được điêu khắc. Phòng thủ nghiêm mật như vậy phối hợp với không khí u ám xung quanh, khiến cho vài người thầm nuốt một ngụm nước miếng mà run sợ. Nếu không phải mọi người trong nội viện đều tín nhiệm lời nói của Tô Thiên, chỉ sợ bây giờ có người nhịn không được phải hoài nghi Tô Thiên có hay không đem bọn họ mang đến một nơi tuyệt địa nào đó. Bầu không khí như đè nén xuống. Cơ hồ không ai hứng thú nói gì, ngoại trừ Tử Nghiên dọc đường đi không ngừng vòng quanh Tiêu Viêm nói xì xầm gì đó. Những người khác vẻ mặt đều nghiêm trọng, đội ngũ nghiêm chỉnh, chỉ có tâm trạng hỗn độn cùng tiếng ồ ồ hít thở. Loại cảm xúc đè nén hồi hộp này liên tục giằng co. Gần nửa giờ sau, bầu không khí đó cũng bị quang mang xuất hiện ở cuối thông đạo tối tăm đánh cho tan biên đi. Tới rồi. Bước nhanh về phía cuối thông đạo, âm thanh của Tô Thiên nhàn nhạt vang lên. Nhất thời làm tinh thần mọi người phấn chấn lên, cước bộ vội vàng nhanh hơn tiến về phía trước, đi ra khỏi thông đạo tối tăm,
Đám người Tiêu Viêm khi gặp ánh sáng mạnh liền nhắm hai mắt lại, rồi ngay sau đó liền mở ra, ánh mắt mọi người đảo qua khắp nơi, chợt thần tình kinh ngạc. Đây là một khoảng không gian rộng mở vô cùng khoáng đãng, chiếm địa cực quảng, nhìn xuống dưới, cơ hồ so với mặt trên cứ một tầng đều mở rộng thêm. Hơn nữa, bởi vì nơi này cũng không có nhiều tu luyện thất lắm, nên liếc mắt một cái nhìn quanh thì có loại cảm giác trống rỗng. Tiêu Viêm đảo mắt nhìn xung quanh, một lát sau thì ánh mắt dừng lại tại trung ương địa sở. Tại nơi đó có một động khẩu rộng chừng mấy chục thước, đôi mắt Tiêu Viêm nhất thời híp lại, chỉ thấy tại tầng đỉnh cao tới gần 100 mét, một cái động khẩu cực kỳ khổng lồ, cực kỳ tinh chuẩn, rất giống hắc động phía dưới. Hiển nhiên, thiên phần luyện khí tháp mỗi một tầng tựa hồ đều có một cái động khẩu, hơn nữa, các động khẩu này rất giống nhau. Xem ra tại nơi sâu nhất của hắc động là địa phương có bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm, chỉ là không biết, đó là tầng thứ mấy. Tiêu Viêm trong lòng lẩm bẩm nói, tất cả theo ta lại đây. Tô Thiên ánh mắt đảo quanh nhìn một lượt, rồi chợt hướng đám người Tiêu Viêm vung tay lên nói. Tô Thiên tiến tới trung tâm vị trí quảng trường, Tiêu Viêm thấy thế, ánh mắt chợt thay đổi, liền bám theo sau. Càng tiếp cận trung tâm hắc động, Tiêu Viêm càng cảm nhận được một cổ nhiệt lưu khác thường bao phủ ở quanh cơ thể. Khi còn cách động khẩu hắc động chừng 20 lần hô hấp, Tô Thiên dừng cước bộ lại, bàn tay vung lên, nhất thời hai đạo thân ảnh không biết từ chỗ nào vọt ra, cuối cùng đứng cách động khẩu tầm 10 thước. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn hai đạo thân ảnh kia một cái. Hai người này rõ ràng cũng là nội viện trưởng lão, chẳng qua tựa hồ cùng bên ngoài không thường lộ diện, cho nên ngay cả hắn cũng không thấy qua. Tất cả ngồi xuống đi. Tô Thiên chỉ xuống một chỗ trên mặt đất, nơi đó có 11 cái ngọc thai đặc chế, nhìn qua tất cả đều xanh biếc như phỉ thúy. Tiêu Viêm đặt mông ngồi trên ngọc thai, nhất thời cảm giác thấy một cổ ôn hàn nhàn nhạt thẩm thấu vào. Ngồi ở chỗ này, tự hồ ngay cả cái nóng cháy của ngoại giới đều bị ngăn cách lại. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đã ngồi trên ngọc thai, Tô Thiên lúc này mới xoay người cùng một vị trưởng lão thấp giọng nói vài câu, rồi sau đó, hai gã trưởng lão chậm rãi đến gần động khẩu hắc động kia, hai tay nhanh như thiểm điện kết xuất thủ ấn, cuối cùng giọng quát trầm xuống. Theo tiếng quát của hai người dần hạ xuống, chỉ thấy tại hắc động trống trải, bỗng nhiên nổi lên một trận dao động, ngay lập tức có một tầng năng lượng hư ảo hiện lên, chậm rãi xuất hiện ở nơi mọi người đang nhìn chăm chú. Nguyên lai nơi này có năng lượng đặc thù phong tỏa. Xem ra nội viện đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm phòng vệ thật sự nghiêm mật a. Nhìn tầng năng lượng hư ảo nhưng lại cực kỳ vững chắc kia, Tiêu Viêm trong lòng chợt nhủ. Sau khi tầng năng lượng kia hiện lên, hai vị trưởng lão tay xuất nhất chiêu, nhất thời, một đạo hào quang màu trắng nhàn nhạt chậm rãi từ bên trong hắc động phiêu đãng mà ra. Cuối cùng, vầng năng lượng thẩm thấu, huyền phù cách mặt đất hai thước. Sau khi vầng hào quang màu trắng xuất hiện không lâu, lại liên tiếp có một vầng hào quang nữa bay ra. Một lúc lâu lúc sau, tổng cộng có 11 cái luồng sáng xuất hiện ở trước mặt đám người Tiêu Viêm. Mọi người mở trừng hai mắt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn vầng hào quang màu trắng đục trông giống quả trứng gà kia. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Nhìn sắc mặt mờ mịt của mọi người, Tô Thiên ảm đạm cười, tay áo bào nhẹ huy động, nhất thời, vầng hào quang mờ ảo kia cấp tốc trở nên trong suốt, cuối cùng, đem vật bên trong hiện ra trước mặt mọi người. Vầng hào quang dần trở nên trong suốt làm hiện ra bên trong một đoàn năng lượng vô hình, dùng mắt thường có thể thấy nó giống như một đoàn hỏa diễm. Đoàn hỏa diễm này lượn lờ bốc lên, bất quá nhiệt khí tựa hồ toàn bộ đều bị vầng hào quang kia cách ly. Bởi vậy, đám người Tiêu Viêm đều là không phát hiện ra một chút nhiệt lưu nào, đó là căn nguyên tâm viêm. Tô Thiên chăm chú nhìn vào ngọn lửa vô hình đó, nhàn nhạt nói, loại căn nguyên tâm viêm này rất khó đạt được, hàng năm hao tốn của chúng ta nguồn nhân lực lớn, mới có thể có được 3 đến 4 phần hỏa diễm. Hơn nữa, việc này còn phải xem vào vận khí, thứ này đối với những người đấu vương trở lên tác dụng không quá lớn, nhưng dưới đấu vương có thể dựa vào năng lực để tấn cấp đấu vương. Đương nhiên đây là khó khăn không nhỏ, thân thể sẽ chịu đau đớn lớn, phải rất kiên trì nhẫn nại, nếu chỉ có một chút sơ suất sẽ không chỉ thất bại mà còn tạo cho thân thể tổn hại không nhỏ a. Đại trưởng lão, căn nguyên tâm viêm đoán thể này, một năm xác suất thành công là bao nhiêu a? Lâm Diễn duỗi tay ra, thật cẩn thận hỏi, mỗi lần đều có 10 người đứng đầu cường bản tới đây tiếp thụ đoán thể. Thất bại cũng không thấp. Mỗi lần đều có một nửa số người thất bại, Tô Thiên khinh miêu đạm tả, thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại khiến một số người trán toát mồ hôi lạnh, một nửa thất bại có vẻ khó a. Đấu vương giai cấp, đừng nói là đại lục cường giả phân thủy lĩnh, muốn tấn chức giai cấp này có khá nhiều khó khăn. Các ngươi hiện là đấu linh đỉnh phong,
hẳn là cực kỳ rõ ràng, nếu không đủ cơ duyên, cả đời đều dừng lại tại cấp bậc này này, cũng không phải không có khả năng. Tô Thiên liếc nhìn đám người Lâm Tu Nhai, Liễu Kình nói, nếu là không dám tiếp thụ đoán thể, liền có thể nói ra. Căn nguyên tâm viêm này cũng cực kỳ trân quý, có thể tiết kiệm tự nhiên là tốt nhất. Tô Thiên tùy ý nói, mọi người nghe vậy hai mặt liền nhìn nhau. Mọi người tự nhiên không muốn rút lui, cũng theo như lời Tô Thiên, tấn chức đấu vương quá mức khó khăn, có cơ duyên như vậy, nếu là buông tha thì ngày sau sẽ hối hận, nếu không có ý kiến gì nữa. Như vậy, mọi người nhắm mắt dưỡng thần a, không được phân tâm, vạn nhất xuất hiện vấn đề, chúng ta sẽ ra tay. Tô Thiên nhìn đám người không nói lời nào, liền vung tay lên, 11 luồng sáng đó bay vút đến đỉnh đầu mọi người, cuối cùng dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, thình thịch một tiếng vỡ tan mở ra, ngọn lửa vô hình trong đó liền cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống rồi theo đỉnh đầu mọi người chui vào. Theo đoàn ngọn lửa vô hình kia tiến vào đỉnh đầu đám người Tiêu Viêm, nhất thời, thân thể 11 người đều xuất hiện run rẩy ở các mức độ khác nhau. Ngay sau đó, khuôn mặt dần đỏ lên giống như bị than lửa nung, thậm chí còn có nhẹ nhẹ sương trắng, thẩm thấu ra từ trên đầu mọi người. Nhìn khuôn mặt đỏ lên của 11 người kia, Tô Thiên khẽ gật đầu, hướng về hai gã trưởng lão dặn bảo, nói, giám sát chặt chẽ một chút. Đừng để xảy ra sự cố, hai gã trưởng lão không người nhận lệnh. Trong đó một vị trưởng lão áo bào cho thở dài nói, không biết lần này sẽ có bao nhiêu người có thể thành công vượt qua đây, tâm viêm luyện thể loại này, hiệu quả hơn xa so với tâm viêm luyện thể khi tu luyện ở mấy tầng trên. Phỏng chừng như thế này, cho dù có ý chí kiên định đi nữa, muốn vượt qua được cũng không có tuyệt đối chắc chắn. Tô Thiên nhàn nhạt nói, cả trưởng lão kia cũng cười khổ gật gật đầu. Nói, nhóm cường bản tốc 10 lần trước tới đây, chỉ có 4 người thành công vượt qua, còn lại 6 người, đều là thất bại, nhưng lại bị nội thương không nhẹ, ước chừng phải điều trị 2-3 tháng mới khỏi hẳn. Ai, lợi ích của tâm viêm luyện thể dĩ nhiên là làm cho người ta thèm đỏ mắt, cho dù vậy cũng không phải dễ dàng hưởng thụ a, đều xem cơ duyên của chính bọn hắn đi thôi, thất bại cũng không sao. Tâm viêm luyện thể thành công cũng chỉ là làm cho bọn họ ngày sau khi đột phá cấp bậc đấu vương thoải mái một ít, chứ cũng không có hiệu quả trực tiếp đưa bọn họ tăng lên tới đấu vương. Có thể tiến vào top 10 cường bản phần lớn đều là người có thiên phú ưu tú, chỉ cần không phải là người có vận khí cực kỳ đen đủi, hao phí thời gian 5 đến 10 năm. Hết thảy đều có cơ hội tiến vào đấu vương, Tô Thiên tùy ý nói, ánh mắt chợt liếc về hướng phía sau thâm động thật lớn kia, khẽ nhíu mày, nói, gần đây vẫn lạc tâm viêm như thế nào rồi? Có động tĩnh gì không? Nghe được Tô Thiên đặt câu hỏi, trưởng lão áo bào cho lúc nãy vội vàng nói, trong khoảng thời gian này vẫn lạc tâm viêm lại là bình tĩnh một cách kỳ lạ, thậm chí là ngay cả một chút dao động cũng không có xuất hiện, nếu không phải lúc trước chúng ta phát hiện nó có dấu hiệu hoạt động, chỉ sợ ta đã cho rằng nó đã lặng lẽ chạy thoát, không có động tĩnh. Nghe vậy, Tô Thiên chẳng những không vui mừng, ngược lại sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, qua nhiều năm như vậy, vẫn lạc tâm viêm luôn luôn đánh sâu vào phong ấn, làm sao có thể trong lúc này lại đột nhiên hoàn toàn không có động tĩnh. Điều quá bình thường lại là bất thường, chẳng lẽ là vẫn lạc tâm viêm chuẩn bị gây chuyện. Các ý niệm trong đầu chuyển động, Tô Thiên sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng, một lát sau, trầm giọng nói, phong ấn như thế nào, chúng ta đã triệu tập tất cả trưởng lão nội viện lại đây, dưới trợ giúp của 18 người và tiêu phí thời gian 5 ngày, đã tu bổ hoàn toàn phong ấn đã bị đánh sâu có chút bị tán loạn mấy ngày trước. Một gã trưởng lão khác nhìn sắc mặt ngưng trọng của Tô Thiên, cười nói, đại trưởng lão không cần quá mức lo lắng. Cho dù tầng thứ nhất phong ấn bất hạnh bị phá, nhưng hôm nay chỗ tầng ngoài thiên phần luyện khí tháp, còn có phong ấn mà lúc trước viện trưởng đại nhân đích thân bố trí, vẫn lạc tâm viêm này muốn phá tan phong ấn, khó khăn cũng không nhỏ. Tô Thiên nhíu nhíu mày, khiển trách nói, không cần xem thường vẫn lạc tâm viêm, dị hỏa bực này, là lực lượng mang tính hủy diệt nhất trong thiên địa. Trải qua 5 tháng trường kỳ ngưng tụ, loại lực lượng này có thể nói là đạt đến tình trạng khủng bố, nếu là một khi xuất hiện sai lầm, toàn bộ nội viện đều bị hủy diệt mất ở trong khoảnh khắc, điều này, già nam học viện chúng ta không chịu đựng nổi, bị Tô Thiên khiển trách một chút, tên trưởng lão kia cũng là có chút xấu hổ, phái thêm nhiều người chú ý vẫn lạc tâm viêm một chút, có chút động tĩnh gì, lập tức phát tín hiệu, ta đã thông báo cho ngoại viện biết, hễ khi vẫn lạc tâm viêm xuất hiện vấn đề, ngay lập tức sẽ có người nhanh chóng tới. Tô Thiên trầm giọng nói, là, hai gã trưởng lão nghe vậy, âm thanh cung kính vội vàng đáp, còn có, các ngươi quan tâm đám tiểu tử kia một chút, đừng để xảy ra chuyện,
ta muốn đi xuống tầng cuối cùng xem xét tình hình cụ thể thế nào. Tô Thiên dứt lời, thân hình vừa động, quỷ dị biến mất ngay tại chỗ, lưu lại hai vị trưởng lão mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, đau, xâm nhập đến tận cốt tủy. Đây là cảm thụ của Tiêu Viêm lúc này, ngay sau khi đoàn vô hình ngọn lửa kia tiến vào thân thể, ngay lập tức cả người giống như bị ném vào bên trong ló lửa, hơn nữa loại lửa này, đó là thiêu đốt dựng lên ngay trong cơ thể, hừng hực lửa nóng, nhiệt độ nóng cháy, hết thảy, giống như nếu không đốt người thành tro tàn sẽ không bỏ qua. Ngay trong cái phỏng xâm nhập cốt tủy, từng giây từng phút đều có loại cảm giác sống một ngày bằng một năm. Tuy rằng Tiêu Viêm có loại xúc động muốn hôn mê tại chỗ, nhưng là tại nung khô trong vô hình ngọn lửa, theo cảm giác của hắn, ngược lại khí quan tựa hồ trở nên càng thêm mẫn tuệ, mà này, cảm giác đau đớn cũng là không ngừng tăng lên, luyện thể như thế này, quả thực chính là một loại tra tấn. Trải qua mấy năm nay tu luyện cùng lịch lãm, Tiêu Viêm đối ý chí kiên cường của mình cảm thấy tin tưởng, hơn nữa cũng bởi vì thành công luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa, bởi vậy đối với dị hỏa thật cũng là có một chút thích ứng. Bất quá cho dù là vậy, tâm viêm luyện thể cũng khiến cho hắn bị thống khổ khó có thể tưởng tượng được. Mặt khác đối với người chưa từng trải qua thích ứng, đều phải chịu đựng phải đạt đến trình độ đáng sợ như thế nào. Phải chịu, cắn răng chịu, đây là lời nói trong lòng Tiêu Viêm không ngừng nhắc tới. Thời điểm lúc này, hắn cũng chỉ có thể dùng phương pháp gần như là tự thôi miên chính mình để làm cho mình có thể kiên trì đến càng lâu. Thời gian dày vò, trôi qua luôn cực kỳ chậm rãi. Bất quá, theo loại này đau nhức kéo dài, nhưng thật ra Tiêu Viêm trở nên dần dần chết lặng, ở trong lòng sự chú ý đối với đau đớn dần giảm từng chút một, rốt cục là hắn có thể phân tâm ra cảm giác trong cơ thể mình, ở trong căn nguyên tâm viêm đun khô, một tia nhỏ bé, biến hóa. Đoạn thời gian trước bởi vì thực lực đột nhiên tăng mạnh hai tinh, mà khiến cho đấu khí hơi có chút không ổn định, tại đây ở trong tâm viêm nung khô, cơ hồ lấy một cái tốc độ cực kỳ đáng vui mừng trở nên ngưng thật, Tiêu Viêm có thể cảm giác được, bên trong đấu tinh, cảm giác yếu ớt khi điều động đấu khí trước kia đang nhanh chóng biến mất, đấu tinh, lại lần nữa khôi phục trạng thái ngưng thực như trong quá khứ, cốt cách, kinh mạch, thậm chí cơ thể, cũng là giống như tinh cương trong lửa nóng, lấy một cái tốc độ chậm rãi, bị rèn luyện cho càng thêm cứng cỏi cùng với tràn ngập nổ mạnh lực lượng. Tiêu Viêm do nhiều loại nguyên nhân, vận may, vượt qua thời kỳ thống khổ, nhưng mà những người khác, lại không có vận may như vậy, ngay sau khi căn nguyên tâm viêm tiến vào trong cơ thể ước chừng một giờ, một gã đệ tử dẫn đầu xuất hiện tình huống bất thường. Sắc mặt ửng hồng nguyên bản nháy mắt hóa thành tái nhợt, thân thể cấp tốc run rẩy, giống như động kinh, hai vị trưởng lão kia vẫn chú ý đám người Tiêu Viêm, tự nhiên là phát hiện trước tiên cử động bất thường của vị đệ tử này, lập tức sắc mặt đều hơi đổi. Thân hình chợt lóe xuất hiện ở bên cạnh người này, hai đôi bàn tay khô héo đồng thời áp vào, cuối cùng nhẹ nhàng từ từ dừng ở phía sau lưng của hắn, chỗ lòng bàn tay, đấu khí hồn đột nhiên bạo dũng tiến vào trong cơ thể hắn. Theo đấu khí bạo dũng, thân thể vị đệ tử đó run rẩy càng thêm nhiều hơn, cuối cùng khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy lại lần nữa nảy lên một chút ửng hồng, một nguồn máu tươi đỏ sẫm nén không được trào lên phục ra, máu tươi rơi trên mặt đất, nhất thời vang lên thanh âm suy suy. Một trận khói trắng bốc lên, cuối cùng lưu lại trên mặt đất nhợt nhạt đỏ sẫm, máu tươi phun ra, tên đó cũng là chậm rãi mở ra đôi mắt, hắn dường như cũng rõ ràng chính mình đã thất bại. Trong đôi mắt một đôi đồng tử tràn ngập ảm đạm cùng bất đắc dĩ, trước hết ngươi ở một bên nghỉ ngơi a, tâm viêm luyện thể, thất bại là chuyện thường tình, không cần để ý nhiều làm gì. Tên trưởng lão áo bào cho nhìn hắn thần sắc ảm đạm, nói an ủi một câu, nhưng mà vừa nói dứt câu, lại có một gã đệ tử, thân thể nhanh chóng trở nên run rẩy, hai người cười khổ một tiếng, đành phải lại bay lướt đến người nọ bên cạnh, động tác giống như lúc nãy, đem tâm viêm trong cơ thể hắn bước ra, dẫn đầu có hai người thất bại, giống như là xuất hiện phản ứng dây chuyền, ngắn ngủn một giờ thời gian, ngay lập tức lại có thêm ba người thất bại, làm cho hai vị trưởng lão vội đến luống cuống tay chân. Sau khi đem vấn đề của gã đệ tử cuối cùng giải quyết xong, hai vị trưởng lão nhìn sáu người còn lại. Nhìn thấy bọn hắn kia tuy rằng khuôn mặt ửng hồng, tuy nhiên hơi thở vẫn như cũ ổn định, lúc này mới như trút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sáu người này rõ ràng đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất, kế tiếp chỉ cần không xuất hiện sai lầm gì lớn, hẳn là có thể thành công rồi, nhìn chung số người thành công lần này so với lần trước nhiều một chút. Một gã trưởng lão đang lau mồ hôi, cười nói, gã trưởng lão còn lại gật gật đầu, ánh mắt nhìn phía năm người đang nản lòng vì thất bại, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đứng dậy nói, ngươi cứ ở đây trong đám người này, để ta đem bọn họ ra ngoài tháp trước. Nói xong,
hắn xoay người đi hướng năm người kia, phất phất tay, mang theo bọn họ dọc theo căn phòng tĩnh lặng đi ra. Căn nguyên tâm viêm luyện thể là việc tiêu tốn không ít thời gian, tuy rằng 6 người bọn Tiêu Viêm đều là vượt qua thời kỳ gian nan nhất, trong thời gian 3 ngày tiếp theo đều là ở tiếp thụ tâm viêm nung khô, mà ở trong giai đoạn nung khô này, bọn họ đều có thể cảm giác được rõ ràng, khí quan trong cơ thể, bất luận kinh mạch, cốt cách, đều cũng có không nhỏ cường hóa. Sau khi mọi người được tâm viêm luyện thể đạt đến ngày thứ 3, quá trình này cũng dần dần đến hồi kết thúc, nét ửng hồng trên khuôn mặt cũng đang chậm rãi biến mất, một cổ hơi thở cường độ không đồng nhất, từ trong cơ thể bọn họ bốc lên, tuy rằng cường độ cổ hơi thở này so với trước khi tiếp thụ luyện thể cũng không có khác biệt quá lớn, bất quá, hiện tại hơi thở, rõ ràng so với mấy ngày trước trở nên càng thêm ngưng thực. Nhưng mà, tại thời điểm khi mọi người sắp đại thành, thiên phần luyện khí tháp chỗ tầng dưới chót, Tô Thiên vẫn đang chú ý vẫn lạc tâm viêm động tĩnh, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thiên phần luyện khí tháp tầng dưới cùng, cảnh tượng ở nơi này hoàn toàn không giống với mấy tầng phía trên, nhiệt độ nóng cháy bốc lên trong khoảng không gian rộng lớn, thậm chí làm cho tầm nhìn có chút mơ hồ hư ảo, hút một hơi nhẹ nhàng vào trong cơ thể, nhất thời có cảm giác hút một hơi ngọn lửa. Ánh lửa màu đỏ không biết thẩm thấu từ nơi nào mà ra, làm cho toàn bộ không gian sáng sủa lên một chút, tại mảnh đất trung tâm của khoảng không gian này, cũng có một cái thâm động cực kỳ rộng lớn, cái cửa của thâm động này, so với bất kỳ tầng nào phía trên phải rộng hơn nhiều lắm, hơn nữa bên trong đó cũng không nhìn thấy đáy màu đen mà là tràn ngập một loại nhàn nhạt đỏ sậm, giống như máu tươi đọng lại. Bên ngoài thâm động, mắt thường có thể nhìn thấy được một cái lồng năng lượng hình trụ phong tỏa chặt chẽ thâm động, mặt ngoài lồng năng lượng, tràn ngập những đường nét hoa văn huyền bí, tựa như xà uống lượng tạo nên những vết sâu quanh co khúc khuỷu. Hơn nữa lồng năng lượng nơi này cũng cực kỳ cuồng bạo, một tia năng lượng hùng hồn lạc y không ngừng khuếch tán ra, thậm chí trong lúc đó còn có âm thanh không khí bạo liệt mơ hồ và cực kỳ trầm thấp truyền ra. Ở cách bên ngoài lồng năng lượng đó không xa, Tô Thiên ngồi xếp bằng, đôi mắt khép hờ, vận dụng đấu khí khổng lồ và ý niệm bao vây toàn bộ thiên phần luyện khí tháp tầng dưới cùng, dù là dao động rất nhỏ, đều không trốn thoát cảm ứng của hắn. Trong cái im lặng của tầng dưới cùng, đột ngột vang lên âm thanh nhàn nhạt lưu động. Thanh âm này lan truyền giống như mặt nước hồ lăng tăng, nhưng chính thanh âm rất nhỏ như vậy, lại làm cho sắc mặt ngưng trọng của Tô Thiên nháy mắt đại biến, rồi hai mắt đột nhiên mở, ánh tựa như hai mũi nhọn, bắn thẳng về hướng chỗ thâm động trung ương, thanh âm đó đúng là từ nơi này truyền ra. Đứng dậy như tia chớp, thân ảnh Tô Thiên đã động, khi xuất hiện trở lại, ngay lập tức đã đến bên cạnh thâm động, ánh mắt như điện, bắn thẳng hướng vào bên trong thâm động, nhưng mà một lúc lâu sau, âm thanh lưu động tựa như chất lỏng đột nhiên vang lên lúc nãy, nhưng lúc này lại giống như hoàn toàn biến mất. Hơi hơi cau mày, Tô Thiên thoáng chần chờ một chút, hai tay chậm rãi áp lên mặt trên lồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo kia. Năng lượng cuồng bạo có thể dễ dàng làm chấn thương một gã cường giả đấu vương, ở trong tay Tô Thiên, lại giống như là sủng vật thấy chủ nhân, nhanh chóng trở nên yên tĩnh lại. Theo hai tay hắn chậm rãi tách ra, một cái lối đi vừa một thân người ở trên lồng năng lượng hình tròn cũng mở ra. Thân hình chợt lóe, Tô Thiên nháy mắt xông vào lồng năng lượng, hai chân vững vàng đứng ở bên cạnh phía trên thâm động, nhất thời, một luồng nhiệt độ cực kỳ nóng cháy táp thẳng vào mặt, dưới cái nóng này, cho dù với thực lực Tô Thiên cũng không dám coi thường, cùng lúc tay áo bào vung lên, một luồng đấu khí hùng hùng bao vây thân thể hắn lại, do vậy cũng giúp ngăn cách với nhiệt độ nóng cháy bên ngoài. Làm xong cái phòng hộ này, ánh mắt Tô Thiên lúc này mới bắt đầu hướng vào bên trong thâm động, phía trên đồng tử hai mắt dần dần bao trùm lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu vàng, mà ở dưới tầng ánh sáng màu vàng này, ban đầu không thấy chỗ sâu bên trong ở đáy thâm động, rốt cục cũng xuất hiện một chút cảnh tượng, đó là một mảnh hải dương nham thạch nóng chảy. Chẳng qua, nhan sắc nham thạch nóng chảy nơi này, thì nham thạch nóng chảy tầm thường không thể so sánh được, ở đây lại có màu sắc đỏ đậm khác lạ, nó giống như vô số máu tươi trộn lẫn ở trong đó, toàn bộ đều lộ ra một loại nhan sắc quỷ dị. Nhìn một góc thế giới nham thạch nóng chảy kia, ở chỗ xâm nhập sâu bên dưới nền đất cự ly xa nhiều ít không rõ, phía trên khuôn mặt ngưng trọng Tô Thiên cũng là càng thêm ngưng trọng, tuy rằng biết rõ bản thể vẫn lạc tâm viêm là tiềm tàng ở trong đó, bất quá tại trong loại hoàn cảnh cực kỳ ác liệt kia, cho dù là với thực lực của hắn, cũng không dám dễ dàng xâm nhập, huống chi ở trong đó có cất giấu một cái vẫn lạc tâm viêm như hổ rình mồi và hơn nữa còn có linh tính. Dưới trợ giúp của thị lực tăng phúc, Tô Thiên có thể thấy rõ mơ hồ một góc thế giới nham thạch nóng chảy, tràn ngập trong tròng mắt đỏ sậm, cho dù với thực lực của hắn muốn nhìn xem lâu như vậy, cũng phải cảm giác thấy mệt mỏi bắt đầu xuất hiện trong, hắn biết rõ,
đây là do Vẫn Lạc Tâm Viêm quấy rối, loại ngọn lửa hiện ra từ trong lòng người là quỷ dị nhất, như thế nào không có động tĩnh. Trong thế giới nham thạch nóng chảy, vẫn bình tĩnh như trước, cũng không có một chút dấu hiệu dị động, có thể mới trước đây, Tô Thiên cảm nhận được rõ ràng một khối năng lượng cực kỳ khổng lồ đang lưu động, tại nơi không có sinh mệnh nào khác ở dưới nền đất chỗ sâu bên trong, ngoại trừ Vẫn Lạc Tâm Viêm kia, còn có cái gì có thể mang năng lượng khổng lồ khiến cho ngay cả hắn cũng phải cảm thấy khiếp sợ chứ. Cao mày, với thực lực của Tô Thiên, tự nhiên là biết rõ, đó căn bản không có khả năng là ảo giác gì cả, nhưng mà hiện tại thình thịch, trong lúc đó lại đột ngột có thanh âm rất nhỏ lặng lẽ theo trong thế giới nham thạch nóng chảy vang lên, truyền qua thâm động không biết dài bao nhiêu và truyền vào trong tai Tô Thiên. Thanh âm rất nhỏ này, giống như âm thanh trái tim nhảy lên, làm cho trái tim người nghe cũng nhịn không được muốn nhảy lên theo. Trong nháy mắt đồng tử co nhỏ lại giống như đầu cây kim, lần này Tô Thiên có thể xác định, phía dưới thế giới nham thạch nóng chảy, tuyệt đối có sự tình gì sắp phát sinh, âm thanh kỳ dị lúc nãy hiển nhiên cũng có một chút cổ quái. Bất quá, tuy rằng biết bên dưới nền đất có việc gì đó phát sinh, nhưng Tô Thiên cũng vẫn không dám tiến vào trong đó, dù sao một khi hắn gặp chuyện không may, đến lúc đó Vẫn Lạc Tâm Viêm lại đột nhiên bùng nổ, như vậy sẽ làm cho nội viện lâm vào tai nạn diệt vong. Thình thịch, trong lúc Tô Thiên đang trầm ngâm, lại có một âm thanh trầm thấp lặng yên vang lên, hơn nữa, âm thanh này, so với lúc trước càng thêm to rõ hơn, bộ dáng này giống như là có cái gì đó sắp phá vỡ trói buộc mà ra. Nắm tay trong tay áo bào chậm rãi nắm chặt, sắc mặt Tô Thiên âm tình bất định, dưới phản xạ ánh sáng hồng sẫm, cảnh sắc có vẻ mang vài phần âm trầm, thình thịch. Lại là một âm thanh giống như trái tim nhảy vang lên, lần này, thanh âm so với lần trước càng mạnh, thình thịch. Ngay sau âm thanh này 5 phút đồng hồ, lại có một cái khác, tiếp sau đó 3 phần chung, lại xuất hiện thêm một cái, theo thời gian trôi qua, cái âm thanh quỷ dị kia nhảy lên với tần suất càng thêm dồn dập, tới cuối cùng, Tô Thiên có chút kinh hãi phát hiện, thanh âm kia nảy lên đã hoàn toàn trùng nhịp với trái tim của bản thân đập, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, sắc mặt Tô Thiên đột nhiên đại biến, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía bên dưới nền đất ở trong thế giới nham thạch nóng chảy, nơi đó, một luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo và rít gào, theo đáy nham thạch nóng chảy đang chậm rãi trào ra, hơn nữa, theo luồng năng lượng cuồng bạo này dâng lên, sự bình tĩnh của thế giới nham thạch nóng chảy cũng ầm ầm bị đánh vỡ, cuồng phong không biết từ nơi nào mà đến ở phía trên nham thạch nóng chảy gào thét lên, sóng triều màu lửa lôi kéo nham thạch nóng chảy kia lên cao tới hơn 10 trượng, chợt lại đập mạnh vỡ vụn rơi vãi tung tóe, âm thanh gầm rú thoáng chốc kia, tựa như sơn băng địa liệt, luồng năng lượng này cảm thụ được năng lượng quen thuộc kia đột nhiên dâng lên, trên khuôn mặt Tô Thiên nảy lên một mảng màu xanh, trải qua nhiều năm tiếp xúc như vậy, tự nhiên là hắn cực kỳ biết rõ, luồng năng lượng này, tất cả chính là của Vẫn Lạc Tâm Viêm, thứ này định làm cái gì? Như thế nào so với trước kia năng lượng lại đột nhiên biến cường hùng hồn hơn vài lần? Sắc mặt Tô Thiên khiếp sợ lẩm bẩm nói, năng lượng biến cường nhiều như vậy liệu phong ấn đó còn hiệu quả trong giây lát nhớ tới chuyện cực kỳ quan trọng, nhất thời trong lòng Tô Thiên phát lạnh. Mà ngay tại lúc tính toán lập tức triệu tập nhân thủ tăng cường phong ấn, đáy thâm động kia, lại mạnh mẽ vang lên một trận nổ ầm vang, ánh mắt hắn hướng xuống dưới xem, nhất thời chậm rãi hút một hơi khí lạnh. Trong vô tận thế giới nham thạch nóng chảy, nham thạch màu đỏ sậm, đang lúc đột nhiên kịch liệt bốc lên, một luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo, tràn ngập trong đó, nham thạch nóng chảy trong lúc quay cuồng, giống như có cái gì đó sắp phá nước mà ra, một lúc lâu sau, nham thạch nóng chảy quay cuồng đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại, nhưng ánh mắt Tô Thiên chưa bởi vậy mà thả lỏng, hắn cảm giác được rõ ràng, luồng năng lượng cuồng bạo kia, khoảng cách so với mặt ngoài nham thạch nóng chảy càng ngày càng gần, phốt. Mặt ngoài nham thạch nóng chảy bình tĩnh đột nhiên nhấc lên một trận sóng ba đào, bay vụt qua nham thạch nóng chảy, một con hỏa mãng nhìn không thấy toàn thân, thân thể gần như trong suốt, đầu khổng lồ ước chừng có khoảng một trượng, cả người ẩn có vô hình ngọn lửa thẩm thấu ra. Xuyên phá nham thạch nóng chảy, mà vây xung quanh là năng lượng rít gào chấn động không ngừng, xuất hiện trong ánh mắt ngưng trọng của Tô Thiên, kỹ. Phá ra nham thạch nóng chảy, hỏa mãng khổng lồ dữ tợn trong suốt nhìn không thấy cuối, giống như bị nhốt ngàn năm, giơ lên đầu thật lớn, âm ba sắc nhọn đủ để chấn bạo đương trường thân thể của một gã đấu linh tầm thường, cấp tốc khuếch tán ra, theo luồng âm ba kia khuếch tán, thế giới nham thạch nóng chảy giống như bị đầu nhập vào vô số bom. Tiếng gầm rú trầm thấp không ngừng vang lên, nham thạch nóng chảy bạo bắn, ngọn lửa chung quanh cuồng phun. Sau lúc gần như điên cuồng phát tiết, con hỏa mãng khổng lồ trong suốt,
giống như là cảm ứng được phía trên mặt đất có người nhìn chăm chú, trong giây lát nâng cái đầu thật lớn lên, đồng tử tam giác mênh mông ngọn lửa vô hình, cắt cao tập trung tại của thâm động chỗ trên người Tô Thiên, thân thể bị hỏa mãn trong suốt phóng nhãn tập trung, Tô Thiên nhất thời cảm thấy được thân thể chợt lạnh, bộ dáng kia, giống như toàn bộ thân thể bị đối phương nhìn thấu từ trong ra ngoài, xà tràn tập trung Tô Thiên, vẻn vẹn sau nháy mắt, linh trí thôi thúc nó nhận ra lão già này là đối thủ, lập tức một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố dao động, đột nhiên theo trong thân thể cao lớn kia bốc lên, kia luồng năng lượng cuồng bạo và hỗn loạn đến mức cho dù là Tô Thiên đều cảm thấy có chút trái tim băng giá, kỹ. Lại là một luồng sóng âm cuồng bạo bén nhọn bạo dũng mà ra, thân thể cao lớn hỏa mãn vô hình vỗ mạnh một cái lên nham thạch nóng chảy, nhất thời, thân hình rất to lớn ước chừng gần 2-30 trượng, giống như một cái tia chớp vô hình, mang theo nhiệt độ nóng cháy và với năng lượng cuồng bạo, vượt qua thâm động, vọt mạnh lên, nguy rồi, súc sinh này đánh vào chỗ xung yếu của phong ấn. Hỏa mãn vô hình hành động làm cho Tô Thiên biến sắc, mũi chân khẽ điểm, thân hình như là tia chớp rời khỏi lồng năng lượng ra bên ngoài, trong tay ấn kết mạnh mẽ vừa động, chỉ thấy tại chỗ cửa thâm động, năng lượng chợt bạo dũng, cuối cùng hình thành một cái lồng năng lượng màu sắc nhàn nhạt phong ấn lại cái của thâm động, ở trong tay ấn kết kết động chốc lát, một tiếng quát giống như lôi đình, đột nhiên từ trong miệng Tô Thiên truyền ra, cuối cùng chậm rãi vang vọng lên trên bầu trời của thiên phần luyện khí tháp và toàn bộ nội viện. Tất cả trưởng lão đang nghe truyện trên TV audio CV lập tức chạy tới trong tháp, toàn bộ đệ tử rời khỏi thiên phần luyện khí tháp ngoài khoảng cách 100 mét, nghe được tiếng quát lôi đình vang vọng ở trên bầu trời, toàn bộ nội viện, thời khắc này đều hoàn toàn yên tĩnh lại, lồng năng lượng màu sắc sặc sỡ, tựa như một cây thông tươi đẹp, đã phong ấn chặt chẽ cái cửa thâm động kia, khi lồng năng lượng thành hình xong được một chút, chung quanh không gian này, bỗng nhiên gợn lên từng đợt dao động, hiển nhiên, cái lồng năng lượng này nhìn có vẻ như được tùy ý ngưng kết thế nhưng năng lượng chứa đựng trong đó lại cực kỳ hùng hồn. Cái lồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ này là phong ấn an toàn mà nội viện đã thiết đặt từ sớm, để cho các trưởng lão đều có thể mở ra ở thời khắc mấu chốt chính là vì để đề phòng vẫn lạc tâm viêm đột nhiên bạo động. Bất quá cái lồng năng lượng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà ngay khi luồng nhiệt độ cực kỳ nóng chảy tới gần trong chớp mắt, thoáng chốc nó giống như mặt hồ bị ném vào cục đá, nổi lên từng đợt sóng dao động cực kỳ dồn dập. Phanh, nham thạch khổng lồ màu đỏ nóng chảy, đột nhiên từ vô tận dưới nền đất bạo dũng ra, cuối cùng mang theo lực lượng dời non lấp biển, mạnh mẽ va chạm vào cái lồng năng lượng sặc sỡ kia, thoáng chốc, một âm thanh nặng nề vang lên văng vẳng ở toàn bộ tháp tầng dưới chót, âm thanh vừa truyền tới trong nháy mắt, đột nhiên trong sắc mặt khẽ biến của Tô Thiên, từng cái khe rất nhỏ xuất hiện trên cái lồng năng lượng, cuối cùng, sau một âm thanh thanh thúy vang lên, lồng năng lượng rốt cuộc bị vỡ tan tành, trải qua hồi lâu tích lũy, lúc này mức độ dao động kịch liệt của vẫn lạc tâm viêm so với trước kia càng lúc càng mạnh, bởi vậy, với lực phòng ngự cực kỳ cường đại của lồng năng lượng, sau cái va chạm đầu tiên, cũng chỉ vẻn vẹn kiên trì một chút thời gian đã bị hoàn toàn nổ tan tành, giống như cái gọi là một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, vẫn lạc tâm viêm bạo phát lần này đã thể hiện ra một năng lượng cuồng bạo, cho dù là Tô Thiên, đều là cảm thấy một đợt tim đập nhanh. Theo sau lồng năng lượng nổ tan tác, bỗng chốc, một trụ nham thạch huyết sắc nóng chảy cao vài chục thước, giống như núi lửa bùng nổ, từ trong thâm động phun trào ra. Ngay lúc trụ nham thạch huyết sắc nóng chảy phun trào, bên cạnh thâm động, lồng năng lượng cuồng bạo hình trụ cũng lại lần nữa mạnh mẽ xuất hiện, đều đã che chắn chung quanh nham thạch nóng chảy đang phun trào. Uống. Phong, vòng phong ấn thứ nhất nháy mắt bị phá, tuy rằng sắc mặt Tô Thiên hơi có chút biến hóa, tuy nhiên cũng chưa quá mức kinh hoảng. Trong lúc tay đang kết ấn, âm thanh quát khẽ lại lần nữa từ trong miệng thốt ra, theo tiếng quát vang lên, chỉ thấy từ thâm động lên suốt trần nhà cao tới vài chục thước nháy mắt nổi lên một đợt năng lượng dao động, đột nhiên, lại một cái lồng năng lượng mạnh mẽ năm màu sặc sỡ được ngưng kết. Thiên phần luyện khí tháp tầng thứ 8, bọn người Tiêu Viêm vừa mới tỉnh lại sau đợt tâm viêm luyện thể, đã nghe thấy tiếng quát như sấm của Tô Thiên vang vọng bên tai, tức khắc đều trở nên đờ đẫn, một lát sau, tự hồ hiểu được điều gì, bỗng nhiên trong ánh mắt Tiêu Viêm biểu hiện nên vẻ kích động, hắn biết, việc có thể làm cho Tô Thiên trở nên ngưng trọng như thế, sợ là cũng chỉ có vẫn lạc tâm viêm kia. Hai vị trưởng lão kia vẫn đang lưu tâm bọn người Tiêu Viêm, cũng là nghe thấy được tiếng quát của Tô Thiên, lập tức sắc mặt đại biến, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là nhìn ra trong mắt đối phương tia hoảng sợ, các ngươi nhanh chóng ra khỏi tháp, không được lưu lại. Tên trưởng lão áo bào cho lúc nãy, quay đầu lại, nhìn vẻ mặt mờ mịt của bọn người Lâm Diễm, âm thanh dồn dập nói, nhanh lên,
rời khỏi thiên phần luyện khí tháp. Nghe vậy, bọn người Lâm Diễm nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy nhiên cũng không chần chừ, tình huống hiện tại, rõ ràng là trong tháp đã xuất hiện sự việc cực kỳ trọng đại. Mọi người đứng dậy, sau đó là vội vàng xoay người, bước nhanh về phía lối đi. Tiêu Viêm nhìn quanh trầm tư một lát, không dấu hiệu nhìn thoáng qua chỗ thâm động trung ương, dưới trợ lực của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, một luồng nhiệt độ cực kỳ nóng cháy, đang ngưng tụ ở bên dưới thâm động, hơn nữa, một luồng năng lượng dao động cuồng bạo đến nỗi làm cho người ta hoảng sợ, đang nhanh chóng bốc lên. Tiêu Viêm, mau rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Tiêu Viêm rơi lại phía sau, một gã trưởng lão lại lần nữa gấp giọng dồn dập thúc giục, khẽ gật đầu, Tiêu Viêm cũng không nói cái gì, lôi kéo Tử Nghiên với vẻ mặt tò mò ở bên cạnh, bước nhanh đuổi theo bọn người Lâm Tu Nhai, sau đó đoàn người, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hai vị trưởng lão, đi vào thông đạo, nhìn thấy bọn người Tiêu Viêm rời đi, lúc này hai vị trưởng lão mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, nhìn nhau liếc mắt một cái, cả hai thân ảnh vội vàng chớp động, cuối cùng rất nhanh biến mất ở không gian bên trong tháp. Trong thông đạo ánh sáng hôn ám, đoàn người Tiêu Viêm vội vã bước đi, có lẽ bởi vì không có Tô Thiên dẫn đường như lúc đi vào, cho nên không khí giữa mọi người có vẻ sôi động hơn. Hắc, Tiêu Viêm, ngươi có biết trong tháp xảy ra chuyện gì không? Lâm Diễm, vẻ mặt thần bí, tiến đến trước mặt Tiêu Viêm, hắc hắc cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngơ ngác, chợt cười lắc lắc đầu. Nhìn thấy Tiêu Viêm lắc đầu, Lâm Diễm có chút đắc ý, vừa định khoa trương nói, Tử Nghiên ở bên cạnh lại khinh thường biểu môi, âm thanh non nớt quanh quẩn ở trong thông đạo, không phải là ngọn lửa ở dưới đáy tháp bạo động sao, loại chuyện này, mấy năm nay cũng không phải xuất hiện lần đầu tiên. Nghe được lời này của Tử Nghiên, bỗng nhiên trong mắt Tiêu Viêm hiện lên một chút kinh dị, vậy mà nàng cũng biết ở đáy tháp có phong ấn hỏa diễm. Lâm Diễm ngượng ngùng cười cười, chợt hướng về phía Tiêu Viêm cau mày nói, bất quá lần này tự hồ có đôi chút khác lần trước. Tuy rằng những năm vừa rồi trong tháp cũng có xuất hiện chút năng lượng bạo động, tuy nhiên chưa bao giờ nhìn thấy đại trưởng lão ngưng trọng qua như vậy. Năng lượng trong tháp, đúng là trở nên cuồng bạo không ít, trước kia nhưng thật ra cảm giác không rõ ràng lắm. Sau khi trải qua Tâm Viêm luyện thể, hình như loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Bỗng nhiên Lâm Tu Nhai ở phía trước cũng quay đầu lại, nhanh chóng nhíu mày nói. Sau lời nói của Lâm Tu Nhai, đột nhiên xuất hiện một chuỗi âm thanh đồng tình. Đích thật là bọn họ cũng cảm thấy được sau khi trải qua Tâm Viêm luyện thể, đối với năng lượng trong thiên địa, cảm ứng của bọn họ càng thêm mẫn tuệ, hiển nhiên, đây là một trong những lợi ích của Tâm Viêm luyện thể a. Quên đi, việc này cũng không tới phiên chúng ta nhúng tay vào, với thực lực của đại trưởng lão và các vị trưởng lão, chắc là không có việc gì. Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, nói, nếu là với thực lực và thân phận trước kia của Tiêu Viêm, lời hắn nói, đối với nhóm nhân vật ưu tú xuất sắc của nội viện, tất nhiên sẽ không quá mức để ý, nhưng hiện tại lại là không giống như vậy, những người tại đây, chỉ sợ không ai có thể bỏ qua dù là một câu của hắn, bởi vậy, nghe được lời hắn nói, mọi người cũng đều cười gật gật đầu, không bàn tán về đề tài này nữa, hướng đỉnh tháp bước nhanh hơn đi ra, trải qua hơn 10 phút chạy nhanh ra, rốt cuộc đoàn người Tiêu Viêm đi ra khỏi thông đạo tăm tối uốn lượn, tới chỗ sân trống trải trong thiên phần luyện khí tháp tầng thứ nhất. Bước chân bước ra một tầng cầu thang cuối cùng, ánh mắt của Tiêu Viêm, cơ hồ là trong nháy mắt, chuyển dời đến chỗ thâm động thật lớn ở trung ương, nhưng mà ánh mắt thoáng nhìn, sắc mặt lại hơi hơi đổi, bởi vì hắn phát hiện, nguyên bản bên trong thâm động là một mảng tối đen, giờ phút này, lại hiện ra một màu đỏ nhàn nhạt, hơn nữa, tại bên cạnh thâm động đó, lồng năng lượng hình trụ thật lớn, giống như một màn nước bao vây kín toàn bộ thâm động, ánh mắt di động về phía trước lồng năng lượng hình trụ. Tiêu Viêm phát hiện, lồng năng lượng này, thế nhưng lại thông trực tiếp với đỉnh tối đen của thiên phần luyện khí tháp, trong đầu hồi tưởng lại lồng năng lượng đã thấy ở mấy tầng dưới, đột nhiên Tiêu Viêm có chút giật mình, lồng năng lượng chung quanh là điểm mấu chốt để liên tiếp thâm động này từ dưới lên tới đỉnh tháp, có lồng năng lượng này phòng hộ, cho dù vẫn lạc Tâm Viêm có bùng nổ, thì nó cũng chỉ có thể đi theo lồng năng lượng thẳng hướng lên đỉnh tháp, cũng không thể tạo nên nhiều thương tổn ở trong tháp, mặt khác nếu nó có trực tiếp trùng kích vào tháp. Theo hồi tưởng của Tiêu Viêm lúc trước, khi lần đầu tiên thấy thiên phần luyện khí tháp, đã cảm ứng được, ở bên ngoài thân tháp màu đen, có một tầng phong ấn cực kỳ cường đại, vẫn lạc Tâm Viêm muốn phá tan tầng kia phong ấn, thì cũng tiêu hao không nhỏ năng lượng. Chỉ đơn thuần phá hư lồng năng lượng ở chỗ trung ương chỗ kia, đồng thời cũng khiến cho bọn người Lâm Tu Nhai chú ý, lập tức sắc mặt đám người cũng đều có chút kinh ngạc, quay mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút nghi hoặc, khụ, quên đi, đi thôi. Cái đó chắc là các trưởng lão nội viện sắp đặt,
chớ có nhiều chuyện, bằng không vạn nhất xảy ra việc ngoài ý muốn, hậu quả cũng thật là không hay. Ánh mắt nhìn thâm động màu đỏ kia trong ánh mắt Lâm Tu Nhai hiện lên vẻ nhàn nhạt bất an, vì thế vội vàng thúc giục mọi người. Nghe được tiếng thúc giục của hắn, mấy người kia cũng có chút đồng cảm, sau khi trải qua tâm viêm luyện thể, tự hồ đối với một ít vật thể nguy hiểm, bọn họ cũng có một loại cảm ứng cực kỳ mỏng manh. Nghe được mọi người phải rời khỏi, mặc dù Tiêu Viêm có chút không muốn, nhưng vì không muốn làm ra hành động quá mức gây chú ý, cũng đành phải lập tức gật gật đầu. Nhưng mà, khi mọi người mới đi không được mấy chục bước, một luồng chất lỏng bắt đầu khởi động, giống như âm thanh ầm vang của thác nước tan vỡ khi va vào đá, đột nhiên vang lên. Theo sau âm thanh muộn hưởng quỷ dị, sắc mặt bọn người Tiêu Viêm đều trở nên ngơ ngẩn, chợt ánh mắt di động theo hướng âm thanh phát ra, cuối cùng dừng lại ở phía thâm động đang lóe lên hào quang màu đỏ. Sao lại thế này? Một người âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận hỏi, ở trong hoàn cảnh này, âm thanh ầm vang quỷ dị như thế, nhưng làm cho lòng người có chút sợ hãi. Ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa thâm động, hắn có thể cảm giác được cực kỳ rõ ràng, một luồng năng lượng bàn bạc cực kỳ cuồng bạo, đang nhanh chóng tiếp cận. Một bên, Tử Nghiên cũng dường như cảm ứng được luồng năng lượng đó cuồng bạo khủng bố, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi đổi, bàn tay nhỏ bé lại gắt gao cầm lấy ống tay áo của Tiêu Viêm. Oanh, đang lúc mọi người ở đây còn đang kinh hãi, chỉ thấy chỗ cửa hang, đột nhiên mạnh mẽ xuất hiện một tầng lồng năng lượng, nhưng mà, lồng năng lượng vừa mới hiện lên, một luồng nóng cháy đỏ như máu, mạnh mẽ bốc lên như là tia chớp, cuối cùng là tiếng gầm gừ phẫn nộ hỗn loạn, ầm ầm chạm vào nhau. Lồng năng lượng sặc sỡ nhìn như cực kỳ chắc chắn, dưới tác động của luồng năng lượng khủng bố cuồng bạo, thời gian kiên trì vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ, sau đó bị vỡ tan tác. Ngay khi lồng năng lượng bị vỡ, một luồng nham thạch nóng chảy màu máu hình trụ rộng ước chừng mấy chục thước, phô thiên cái địa từ dưới thâm động mạnh mẽ trào ra, cuối cùng dọc theo chung quanh vách tường năng lượng, trong ánh mắt hoảng sợ của bọn người Tiêu Viêm, mạnh mẽ va chạm vào đỉnh tháp. Dưới ánh nhìn kinh hãi của mọi người, huyết sắc dung nham mang theo dòng nham tương nóng bỏng, phô thiên cái địa lao vào đạo phong ấn cuối cùng, rồi chợt va chạm kịch liệt với đỉnh của thiên phần luyện khí tháp. Bang, âm thanh trầm thấp cự đại như nổ lôi đột nhiên ầm vang bên tai của mọi người. Lúc này nó nghe như tiếng vẫn thạch va chạm nhau, đám người Tiêu Viêm đều cảm giác rõ ràng, toàn bộ thiên phần luyện khí tháp rung lên kịch liệt, nhìn dung nham nóng bỏng phun ra từ động sâu, sắc mặt mọi người đều tái nhợt. Cho dù đã có vòng năng lượng cách ly nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được cổ nhiệt độ nóng cháy của dòng dung nham đỏ rực đang va chạm nảy lửa với đỉnh của thiên phần luyện khí tháp. Tuy nhiên cổ khí thế hung mãnh quyết ý tiến lên đó vẫn chưa phá hủy được đỉnh tháp. Trong khoảnh khắc va chạm, đỉnh tháp đen thẫm lập tức hiện lên một tầng năng lượng tráo hắc ám. Tầng năng lượng bảo hộ này có độ dày không bằng đầu ngón tay, trông có vẻ yếu ớt nhưng lại có thể trấn áp dòng dung nham nóng chảy vô cùng hung hãn kia. Trùng kích thất bại. Vô số đá vụn phun ra từ bên trong dòng dung nham, sau đó bắn vào xung quanh vòng năng lượng. Nhưng vừa mới tiếp xúc đã bị năng lượng cuồng bạo trên vòng năng lượng chấn thành phấn mạt. Sau khi thất bại, dung nham đỏ rực vẫn chưa rút đi, chỉ vỏn vẹn hạ thấp vài chục thước. Mà phía trên dung nham đỏ rực, triều lãng nóng cháy không ngừng bốc lên. Chỉ chốc lát sau, triều lãng đột nhiên đại trướng. Lúc này, đám người Tiêu Viêm đang há hốc mồm nhìn một đầu mãng xà lửa trong suốt khổng lồ chậm rãi trường đi trong ngọn sóng lửa, chỉ lộ ra một cái đầu dữ tợn, to khủng bố. Đây là cái thứ gì? Nhìn vô hình hỏa mãng đang lộ ra cái đầu và một đoạn thân hình khổng lồ của mình, cho dù là đám người có định lực như Lâm Tu Nhai cũng không khỏi kinh hãi thất thanh hô lên. Hai mắt chết trân nhìn chằm chằm vô hình hỏa mãng trong dòng nham thạch nóng chảy kia. Yết hầu Tiêu Viêm cũng nuốt cực một cái. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn đầu hỏa mãng khổng lồ ở khoảng cách gần như vậy. Hơn nữa hắn cũng cảm nhận được ngọn lửa vô hình trong dung nham kia chính là bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm thần bí tiềm ẩn dưới đáy thâm động mà hắn gặp ở ngày đầu tiên vào thiên phần luyện khí tháp. Không nghĩ tới Vẫn Lạc Tâm Viêm đã tiến hóa thành bộ dạng này. Thứ này so với ma thú bình thường cũng không khác biệt gì nhiều. Thanh âm dược lão giờ phút này đột nhiên vang lên cực kỳ kinh hãi. Xem ra, vô hình hỏa mãng đã gây cho ông một trận rung động không nhỏ, trong lòng Tiêu Viêm cũng chấn động mà gật đầu. Từ một ngọn lửa vô hình, trải qua vô tận năm tháng tích lũy và ngưng tụ, đã tiến hóa thành hình dáng hiện tại. Sự thần kỳ của thiên địa đại tự nhiên đích xác làm người ta chỉ nhìn thôi đã phải kinh hãi. Thầy ơi, bây giờ phải làm gì đây? Thứ này khủng bố như thế, chẳng lẽ chúng ta trực tiếp bắt nó sao? Trong lòng Tiêu Viêm gấp gáp hỏi. Trực tiếp bắt nó?
Đổi lại là ta trong thời kỳ toàn thịnh còn có thể thử, bây giờ tốt nhất là yên lặng mà chờ đợi hành động của nội viện đi. Đối với câu hỏi của Tiêu Viêm, Dược Lão cười nhạo nói, Tiêu Viêm xấu hổ cười, gật đầu. Cái đầu khổng lồ vươn ra từ dung nham như cảm nhận được mấy chục tên tí hon như một đàn kiến cách đó không xa. Đồng tử tam giác chỉ độc một màu trắng cũng hướng về phía đám người tí hon đó. Dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt ấy, đến cả Tử Nghiên cũng hơi né tránh, lùi về sau một bước chứ đừng nói đến một số kẻ khác sớm đã mặt cắt không giọt máu. Vô hình hỏa mãn xem đám người Tiêu Viêm như mấy con kiến, căn bản không để ý đến. Sau khi nhìn thoáng qua, nó thu hồi ánh mắt, gắt gao nhìn về đỉnh tháp tối đen như mực. Nơi đó, một vòng năng lượng phòng hộ như vải mành màu đen đang chậm rãi xoay tròn, nhìn có vẻ yếu nhược nhưng lại là lớp phòng ngự cực kỳ khủng bố. Chi, đột nhiên, vô hình hỏa mãn phát ra một tiếng rít cực kỳ bén nhọn, một trận sóng âm vô hình đột ngột khuếch tán ra, va chạm mạnh mẽ với bức tường năng lượng. Lúc này, bức tường năng lượng chợt nổi lên từng đợt rung động toàn diện, nhìn lớp vỏ năng lượng đang cấp tốc chấn động, Tiêu Viêm nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ một tiếng rít tùy ý của vật này, lực phá hoại so với sư hổ toái kim ngâm của hắn không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Tiếng rít từ từ hạ xuống, lúc này, cái miệng khổng lồ của vô hình hỏa mãn mở lớn, một cổ vô hình hỏa diễm cực đại theo đó bạo dũng ra. Cho dù có bức tường năng lượng ngăn cách, nhưng khi vô hình hỏa diễm xuất hiện, bọn Tiêu Viêm cũng cảm giác được nhiệt độ nơi này đột nhiên tăng mạnh. Mọi người bị buộc phải thi triển đấu khí bao quanh thân thể thì mới dễ chịu được một ít. Vô hình hỏa diễm mạnh mẽ xông thẳng hướng bức tường năng lượng màu đen kia. Không gian cùng lúc vang vẹo với nhiều mức độ khác nhau thoạt trông như nếp nhăn trên quần áo. Đến cả không gian còn bị nhiệt độ đốt cháy vặn vẹo, nếu dính vào cơ thể, e rằng chỉ trong chốc lát sẽ bị thiêu đến tro tàn cũng không còn. Tốc độ phun của vô hình hỏa diễm không nhanh, ước chừng sau khoảng 30 giây mới có thể mang theo nhiệt độ khủng bố tiếp xúc với màn năng lượng màu đen. Hai thứ chạm vào nhau, nhưng không hề có tiếng nổ như đã nghĩ mà ngược lại giống như băng nổi trên nước, không ngừng bốc khói. Vòng năng lượng hắc ám tuy mỏng manh, nhưng lực phòng ngự lại cường thịnh kinh hoàng, có thể kháng lại vô hình hỏa diễm thiêu đốt, mà vô hình hỏa mãn vốn đang điềm nhiên thấy thế lại tái phát động một tiếng rít bén nhọn. Từng đoàn hỏa diễm giống như không cần động lực thúc đẩy, không ngừng phục lên. Màn năng lượng màu đen tuy rằng rất mạnh, nhưng dưới sự thiêu đốt liên miên bất tuyệt cũng không thể chống đỡ lâu được. Do đó, dưới cái nhìn chăm chú của đám người Tiêu Viêm, màn năng lượng hắc ám đó càng ngày càng nhạt đi, càng ngày càng hư ảo. Vô hình hỏa mãn nhìn thấy màn năng lượng hắc ám ngày càng yếu ớt lại phát ra một tiếng rít. Chẳng qua lần này, đám người Tiêu Viêm còn nghe ra sự vui sướng trong tiếng rít này, mà tiếng rít lại ra sức khiến cho vô hình hỏa diễm cấp tốc phục lên, thiêu đốt không ngừng, khiến cho màn năng lượng hắc ám càng thêm mỏng manh. Khoảng 5 phút sau, màn năng lượng kia đã nhạt đến mức lúc ẩn lúc hiện, hiển nhiên, nó sắp sửa tan tành. Vẫn lạc tâm viêm này quả nhiên khủng bố, đến cả phong ấn của thiên phần luyện khí tháp cũng không vây được nó. Xem ra, việc đột phá phong ấn chỉ là chuyện sớm muộn, nhìn màn năng lượng sắp sửa tiêu tan, Tiêu Viêm không khỏi tự lẩm bẩm, bọn tiểu tử các ngươi, sao vẫn còn ở đây? Ngay khi đám Tiêu Viêm đang trợn mắt há mồm nhìn, hơn 10 đạo thân ảnh từ trong hành lang phóng lướt ra, mà người dẫn đầu cả đám đó rõ ràng là Tô Thiên. Khi hắn dừng lại giữa đám người Tiêu Viêm, lớn tiếng quát, nghe được tiếng quát, đám người Tiêu Viêm mới hồi phục tinh thần, mắt đỏ, nhìn về hướng mười mấy đạo thân ảnh phóng ra, đó rõ ràng đều là nội viện trưởng lão. Đoàn người cẩn thận gật đầu, tính đến việc rút lui, nhưng lại phát hiện sau tiếng hét lớn, Tô Thiên đã nhanh chóng chuyển ánh mắt từ trên người bọn họ sang vô hình hỏa mãn và hỏa diễm đang thiêu đốt vòng năng lượng hư bạc kia. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, nguy rồi. Sát ấn của thiên phần luyện khí tháp sắp vỡ rồi, thứ này không biết lần này đã dùng cách gì mà khiến năng lượng tăng vọt thế, cho dù định lực như Tô Thiên, giờ phút này cũng hoảng sợ, thanh âm trở nên bén nhọn, đại trưởng lão, bây giờ làm sao đây? Một gã trưởng lão vội vàng dò hỏi, bọn họ đều rõ ràng một khi vẫn lạc tâm viêm đột phá phong ấn, hậu quả sẽ nghiêm trọng ra sao? Sắc mặt Tô Thiên âm tình bất định, một lát sau, đột nhiên vung tay lên, lạnh lùng nói, tất cả trưởng lão lập tức theo ta, trong lúc phong ấn của thiên phần luyện khí tháp còn chống đỡ được trong chốc lát, chúng ta chỉ có thể sử dụng trận pháp mà lúc trước viện trưởng đại nhân lưu lại xem có thể phong ấn nó lại hay không. Nói xong, Tô Thiên không một chút đình trệ, thân hình lóe lên, phóng nhanh đến đỉnh thiên phần luyện khí tháp. Khi lướt qua đám người Tiêu Viêm, còn quát lên, các ngươi còn không đi, đi khỏi tháp, càng xa càng tốt, và không cho bất cứ ai vào đây. Nghe được tiếng quát chói tai của Tô Thiên,
cả đám Tiêu Viêm đều co rụt cổ lại, vừa muốn nhúc nhích thì thấy từng đợt thân ảnh nhanh chóng từ bên cạnh lao ra, lưu lại từng đạo tàn ảnh, trực chỉ thiên phần luyện khí tháp, bị tốc độ của đám trưởng lão này hù cho kinh hãi, đám người Tiêu Viêm không dám chần chừ, vội vội vàng vàng xông ra khỏi tháp. Khi sắp ra khỏi tháp, Tiêu Viêm lại lần nữa quay đầu, nhất thời như hít một ngụm khí lạnh, chỉ thấy vòng năng lượng màu đen kia đã bị vô hình hỏa diễm thiêu đốt trở nên vô cùng ảm đạm, xem ra thiên phần luyện khí tháp này cũng không vây được Vẫn Lạc Tâm Viêm bao lâu bữa. Tiếp theo đành phải trông chờ vào các trưởng lão thôi, hy vọng họ có thể chừa lại cơ hội cho ta. Trong lòng âm thầm tự nhắc nhở, Tiêu Viêm cũng không ngừng lại nữa, xoay người xông ra ngoài thiên phần luyện khí tháp. Xông ra ngoài tháp, ánh mặt trời chói chang buộc Tiêu Viêm phải hít mắt lại. Nâng tầm mắt lên, nhìn xung quanh, chợt phát hiện vốn ngoài tháp lúc nào cũng đông đúc tấp nập, giờ phút này trở nên vắng hoe. Phóng xa tầm mắt mới có thể thấy một vài thân ảnh chằng chịt đang ở xa tít mù khơi. Thân hình chợt lóe lên ở một sườn núi nhỏ, Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện có gần 20 đạo nhân ảnh huyền phù trên không, màu sắc của các loại cánh đấu khí hơi chấn động, đều có vẻ như dính chút hỏa diễm. Những thân ảnh này chằng chịt trên bầu trời, vị trí đứng xem có vẻ như tùy ý nhưng lại mơ hồ lộ ra một chút dấu tích kỳ lạ. Nếu cẩn thận xem lại, có thể phát hiện trung tâm nơi họ đứng chính là thiên phần luyện khí tháp, đủ loại màu sắc năng lượng bao phủ xung quanh 20 đạo nhân ảnh. Từng sợi tơ năng lượng mảnh đến mức mắt thường khó có thể nhìn thấp đang yên lặng lan tràn hình thành một trận hình. Trái tim Tiêu Viêm nhảy dựng lên, thanh liên địa tâm hỏa đang chảy xuôi trong kinh mạch lúc này phóng xuất một hơi thở nóng cháy. Sắp vỡ rồi. Như có điều cảm ứng, Tiêu Viêm thấp giọng thì thào, âm thanh vừa dứt, một tiếng nổ sơn băng địa liệt đột nhiên vang vọng trên bầu trời. Đỉnh thiên phần luyện khí tháp vô cùng chắc chắn kia ầm ầm bạo liệt, nham thạch nóng chảy phun lên trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Dòng dung nham nóng chảy tựa như một đạo hỏa trụ, trực chỉ hướng đỉnh thiên phần luyện khí tháp ào ào xông ra. Trong khoảnh khắc đó, trời đất trong toàn bộ nội viện đột nhiên như bạo động cả lên. Sau khi xông ra thiên phần luyện khí tháp, một tiếng rít bén nhọn đầy hưng phấn đột nhiên như tiếng sét truyền ra từ dòng dung nham. Dung nham ngập trời đổ xuống, nơi nó đi qua ngay lập tức bùng phát một ngọn lửa hung mãnh. Do đó, chỉ trong một thời gian ngắn, khu vực mấy chục thước quanh thiên phần luyện khí tháp đều hóa thành một biển lửa. Trong dòng nham tương nóng bỏng đang chảy xuống, một đầu vô hình hỏa mãn khổng lồ, to mấy chục trượng chợt bắn ra, như cảm nhận được sự tự do đánh mất từ lâu, từ trong đôi mắt tam giác của nó tràn ngập vẻ kinh hỉ rất nhân tính. Trên một số tán cây cách thiên phần luyện khí tháp ngoài 100 mét, phía trên nóc phòng, vô số học viên đang đứng lên đó, khuôn mặt kinh hãi nhìn con vật khổng lồ vừa xông ra khỏi tháp. Chưa có ai trong bọn họ tưởng tượng được nơi mà mình thường tu luyện lại che giấu một hung vật cỡ này. Tiêu Viêm đâu? Trên một nóc phòng, Lâm Diễm vừa mới theo Lâm Tu Nhai từ trong tháp trốn ra đột nhiên nhìn quanh, vội vàng hỏi, ở đó kìa. Tử Nghiên Vương ngón tay nhỏ bé chỉ đến một góc trời chung quanh thiên phần luyện khí tháp. Tại đó, một bóng đen đang phe phẩy đôi cánh màu tím đen, huyền phù giữa không trung. Tên khốn này, không phải đại trưởng lão đã bảo phải rời khỏi đó sao? Đến cả đại trưởng lão cũng không giải quyết được việc này, hắn còn đợi ở đó làm gì? Lâm Diễm thấy thế, nhất thời đổi sắc mặt, gấp gáp nói, Tử Nghiên nheo đôi mi màu tím, âm thanh non nớt lại cố tình làm ra vẻ già dặn. Hắn cũng không phải tên ngốc, yên tâm đi, một khi có chuyện, hắn chạy còn nhanh hơn thỏ nữa là. Hắn còn phải giúp ta luyện chế các thứ, làm sao chết dễ vậy được. Nghe vậy, Lâm Diễm nhất thời đần ra, bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục hỏi đáp vô vị như thế nữa. Đem ánh mắt dời tới con quái vật to lớn vừa lao ra khỏi thiên phần luyện khí tháp kia, nhất thời, khuôn mặt tràn lên vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói, đây là ma thú gì mà khủng bố như thế, đám người Lâm Tu Nhai, Liễu Kình cũng lắc đầu, nhãn lực của bọn họ cũng không ra lai lịch của vô hình hỏa mãn này, nó không phải là ma thú. Ta cũng không biết nó là cái thứ gì. Tự nhiên lắc đầu, cắn móng tay suy nghĩ rồi lại cười hăng hắc nói. Nàng thân vốn là ma thú do đó tự nhiên có thể cảm thụ ra vô hình hỏa mãn kia vốn không có khí tức của ma thú, nhưng nếu bắt nàng nói ra nguyên cớ thì thật làm khó dễ người ta quá. Bộ óc nhỏ của nàng chỉ cả ngày nghĩ đến thức ăn. Mọi người đều bất đắc dĩ lắc đầu, mang lực vương này quả nhiên chỉ toàn dựa vào sức ăn a. Khi mọi người đang nói chuyện, trên bầu trời thiên phần luyện khí tháp, Tô Thiên thấy vô hình hỏa mãn nhanh như vậy đã xông ra thiên phần khỏi tháp làm mặt biến sắc, nhưng ngay sau đó lại quát lớn. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, kết thiên tầng phong trận. Lệnh của Tô Thiên vừa hạ, 18 vị trưởng lão đang phiêu phù trên không trung lập tức tề thanh đáp ứng.
18 đạo đấu khí hùng hậu bạo dũng xạ xuất, sau đó đan vào nhau nhanh như tia chớp. Lúc chúng giao nhau trong nháy mắt trông như ngọn đèn chiếc xạ, phản xạ ra vô số sợi tơ năng lượng. Những sợi tơ năng lượng này lại giao nhau, chỉ trong chốc lát đã dựng nên một lưới năng lượng cực kỳ nghiêm mật trên không trung. Năng lượng võng đầy màu sắc không ngừng chiếc xạ, cơ hồ hết tầng này lại đến tầng khác. Hình dáng đó trông cứ như cả nghìn tầng đè ép lên nhau, lực phòng kinh người. Nghiêm trọng nhìn năng lượng võng đang được tạo thành trên không trung, đôi tay Tô Thiên nhanh chóng kết ấn, bất chợt bắn một chỉ vào trung tâm của lưới năng lượng, tức thì, một cổ năng lượng cực kỳ khổng lồ bạo dũng ra, quán chú vào trong đó. Nhận được sự hỗ trợ từ cổ năng lượng khổng lồ này, đôi tay Tô Thiên lại lần nữa giật về. Lưới năng lượng rộng chừng 100 mét trên không trung trong giây lát từ đường biên bắn ra một tầng năng lượng tráo dày đặt xuống phía dưới, mà theo sự đè xuống của năng lượng tráo, nhất thời, một phòng ngự võng cực kỳ chặt chẽ lại lần nữa ngăn trên đỉnh đầu của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Bởi lúc trước đột phá thiên phần luyện khí tháp đã tiêu hao năng lượng quá mức khổng lồ, nên một thời gian ngắn sau khi xông ra, ngọn lửa trên người vô hình hỏa mãn cũng thoáng có chút ảm đạm. Sau khi thiên tầng phong trận trên không trung được kiến tạo xong một lúc lâu, ngọn lửa hừng hực mới lần nữa từ thân thể hỏa mãn bốc cao lên. Ngọn lửa dâng lên, năng lượng cuồng bạo trong cơ thể vô hình hỏa mãn tựa hồ như đã khôi phục khá nhiều. Nó chậm chậm nâng cái đầu khổng lồ lên, mắt lộ ra hung quang nhìn năng lượng tráo chặt chẽ trên khoảng không. Đã nếm được mùi vị ngon ngọt của sự tự do, nó không cam lòng quay trở lại cái thế giới tràn ngập dung nham và hỏa độc nữa. Chi, ngửa mặt lên trời rít vang, sóng âm bén nhọn uyển chuyển như thức cấp tốc khuếch tán ra, sau đó chấn mạnh vào xung quanh các góc của bức tường năng lượng làm dậy lên từng đợt sóng chấn động. Bởi vì phạm vi bao phủ của năng lượng võng trên bầu trời quá lớn, Tiêu Viêm vốn dừng lại ở phụ cận cũng vừa lúc bị bao vây nốt, nhưng hắn cũng tinh linh, nhân lúc vô hình hỏa mãn phát ra sóng âm công kích đã hạ nhanh xuống biển lửa phía dưới, mượn thanh liên địa tâm hỏa bao thân thể lại. Biển lửa xung quanh không chỉ không thể tổn thương mà còn cung cấp một chỗ ẩn thân tốt nhất, sắp đánh nhau rồi. Nhìn song phương sắp triển khai đối đầu trên không trung, sắc mặt Tiêu Viêm chợt hiện lên vẻ kích động. Vì một ngày này, hắn đã chờ đợi một năm, mục đích đến học viện tựa hồ cũng sắp đạt đến, cẩn thận một tí, lần này đánh nhau động tĩnh không nhỏ đâu. Âm thanh dược lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Tuy nhiên, cho dù là nhắc nhở nhưng trong âm thanh cũng khó mà che giấu hết sự vui sướng, Tiêu Viêm gật gật đầu. Sau khi để thân thể trốn kỹ vào sau một cự thạch, hắn không để ý hỏa diễm hừng hực đang thiêu đốt bên cạnh, ánh mắt gắt gao nhìn lên trời. Trên bầu trời, sau khi vô hình hỏa mãn phát ra một tiếng bén nhọn, dần dần lại nổi lên những tiếng rít, đồng tử tam giác gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Thiên ở vị trí trung tâm lưới năng lượng. Theo từng tiếng rít vang lên, hỏa diễm trên mình vô hình hỏa mãn càng bốc lên lợi hại. Thậm chí không gian chung quanh cũng trở nên vặn vẹo cực độ, mắt nhìn về phía hỏa mãn chỉ có thể thấy một thân hình khổng lồ rất mơ hồ. Chư vị cẩn thận, coi chừng nó phản kích, ta đã phát ra tín hiệu, chỉ cần chống đỡ thêm một lát, phó viện trưởng ngoại viện sẽ đuổi kịp đến đây. Đến lúc đó, chúng ta hợp lực có thể phong ấn nó thêm lần nữa. Nhìn vô hình hỏa mãn chuẩn bị tiến công, Tô Thiên nhất thời lớn tiếng quát. Vâng. Nghe được tiếng quát, các vị trưởng lão ngưng sắc mặt, trầm giọng đáp. Chi? Tiếng quát chỉnh tề vừa vang lên, vô hình hỏa mãn kia chợt quét thân hình khổng lồ, bắn về phía trước nhanh như thiểm điện. Tốc độ đó quả thực có thể so với tia chớp, cũng không vì thân hình của nó quá to lớn mà có một chút gì chậm chạp. Chỗ mà hỏa mãn lướt qua, không gian hư vô chợt để lại một vết hằn. Nhiệt độ ở đó nóng cháy khiếp người khiến cho dù đứng ở khá xa, nhưng sắc mặt một vài trưởng lão cũng hơi thay đổi. Đích thân giao phong, họ mới nhận ra Vẫn Lạc Tâm Viêm so với trước kia đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hống, đang trừng mắt, vô hình hỏa mãn cấp tốc phóng đại, chỉ nháy mắt sau, kết ấn trong tay Tô Thiên chợt động, phát ra trước một tiếng quát lớn. Theo tiếng quát đó, năng lượng võng chặt chẽ chợt bột phát ra ngũ thải cường quang chói mắt, bành. Thân hình khổng lồ mang theo lực xung kích cuồng mãnh vô cùng va chạm kịch liệt ngay trên lưới năng lượng chặt chẽ. Cổ kình lực mạnh mẽ trực tiếp đem năng lượng võng đánh lõm vào gần 10 thước. Độ cong gần như phá vỡ năng lượng võng đó trực tiếp khiến trong lòng những học viên đứng xa xa kia đổ một trận mồ hôi lạnh. Lui ra cho ta. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào vô hình hỏa mãn đang điên cuồng giãy giụa trong năng lượng võng, song trưởng Tô Thiên đột nhiên ấn xuống rất mạnh, nhất thời, không khí ở không gian xung quanh đều bị đè mạnh xuống. Theo song trưởng Tô Thiên đè xuống, năng lượng võng đang bị chèn ép đột nhiên phát ra hào quang mãnh liệt, một cổ phản lực mãnh liệt ầm ầm tràn ra. Trực tiếp bắn vào thân hình khổng lồ của vô hình hỏa mãn,
Cổ năng lượng mạnh mẽ đó nhất thời đè ép nó xuống, cái đuôi lớn đong đưa giữa không trung, khi còn cách mặt đất không đến 10 thước, thân hình nó lúc này mới dừng lại. Lần công kích này không hiệu quả, vô hình hỏa mãn không đình trệ chút nào, đuôi lớn vung lên, thân hình lại một lần nữa lao lên trời. Khi còn cách năng lượng võng không đầy 50 mét, nó há cái miệng khổng lồ ra, vô hình hỏa diễm lập tức phun ra ngập trời ngập đất. Thấy mức độ lan đi của vô hình hỏa diễm như thế lửa quét trên đồng cỏ, sắc mặt Tô Thiên cũng thoáng biến hóa, ấn kết trên tay nhanh chóng kết động, đấu khí cuồn cuộn không ngừng được quán chú vào trong năng lượng võng. Vô hình hỏa diễm nhanh chóng va chạm với năng lượng võng, nhiệt độ cực kỳ khủng bố lập tức làm năng lượng võng nổi lên từng đợt dao động. Vô hình hỏa diễm tuy hung mãnh, nhưng năng lượng võng được tạo thành bởi tập hợp 18 gã đấu vương cường giả lại thêm một tên đấu tôn cường giả nên cũng không tầm thường chút nào. Do đó, giữa hai bên dần dần hình thành thế giằng co, không ai làm gì được người kia. Chi? Lại một đạo sóng âm sắc bén đột nhiên vang lên, thế lao đi phô thiên cái địa của vô hình hỏa diễm đột nhiên nhuyễn động. Dưới sắc mặt đại biến của Tô Thiên, nó ngưng tụ thành một con rắn lửa nhỏ to cỡ cánh tay. Hỏa mãn tiểu xà vừa thành hình đã dùng một tốc độ cực kỳ khủng bố lao bổ vào năng lượng võng, ầm ầm nổ tung. Thời khắc bạo tạc xảy ra, năng lượng võng lập tức chấn động. Một lỗ hổng cực nhỏ lẳng lặng xuất hiện. Lỗ hổng này dưới sự chống đỡ của đám người Tô Thiên vẫn chưa trở thành nguyên nhân phá vỡ lưới năng lượng, nhưng khi lỗ hổng xuất hiện trong chốc lát, một cổ năng lượng cực kỳ cuồng bạo từ đây bắn ra, hướng thẳng phía chân trời. Cổ năng lượng ba động đó, cho dù là ngoài ngàn dặm cũng có thể quan sát rõ ràng, nguy rồi. Thời khắc cổ năng lượng cuồng bạo dâng lên, khuếch tán ra, trong lòng Tô Thiên lập tức trầm xuống. Bên ngoài biên giới sơn mạch của nội viện có một thành thị mang tên Phong Thành. Thành này mặc dù không lớn nhưng trong Hắc Giác Vực cũng đạt được địa vị hết sức quan trọng, nguyên do là bởi vì Hắc Giác Vực Dược Hoàng Hàng Phong cư ngụ tại nơi này, là đệ nhất luyện dược sư trong Hắc Giác Vực, Hàng Phong từ sớm đã tiến vào lục phẩm luyện dược sư. Địa vị trong lòng đa số cường giả cũng khá cao, đương nhiên, một gã lục phẩm luyện dược sư cho dù là trên toàn đại lục cũng cực kỳ hiếm thấy, dù là đấu hoàng, hay thậm chí cả đấu tông cường giả khi gặp mắt hắn cũng phải khách khí ba phần. Bởi ai ai cũng biết một vị lục phẩm luyện dược sư có sức kêu gọi lớn đến mức nào. Phong Thành, tòa thành này đặt theo tên của Hàng Phong. Vinh dự đặc biệt này, trong vùng tràn ngập giết chóc và hỗn loạn như Hắc Giác Vực này cũng chỉ có vài người ít ỏi. Mà Hàng Phong là một trong số đó, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chỗ trung tâm thành thị là một mảnh rừng trúc hoàn toàn tương phản với không khí ồn ào, tấp nập của phố thị. Mảnh trúc lâm này được phòng ngự cực kỳ xâm nghiêm, người bình thường, cho dù là ai chớ nói đến việc tiến vào mà chỉ cần đến gần đã bị tấn công. Hàng năm, số người bị trúc lâm thủ vệ giết cũng không ít, nơi này tuy rằng u tĩnh, nhưng lại là cấm địa trong lòng rất nhiều người dân Phong Thành. Sâu trong trúc lâm có một tòa trúc lâu, màu sắc xanh như ngọc bích lại thẩm thấu một loại hương thơm nhẹ nhẹ của trúc. Trong trúc lâu, ở một vị trí cao ráo gần cửa sổ có một vị nam tử đang ngồi xếp bằng. Thân hắn mặc một bộ bào phục của luyện dược sư. Phía sau bào phục được thêu một chữ Phong cực kỳ tinh tế. Lúc này, tâm thần nam tử đang chìm vào một toa thuốc trong tay, lòng không một sự lơ đễnh, cực kỳ chuyên chú. Trong lúc yên lặng trầm thần, cái đầu đang rũ xuống bỗng nhiên ngẩng lên, ánh mắt lợi hại bắn thẳng về phía chân trời phương Bắc. Ở nơi này, hắn cảm nhận được một cổ năng lượng dao động mơ hồ nhưng có một ít quen thuộc. Mày hơi nhíu lại, khuôn mặt anh Tuấn hơi mím chặt đôi môi mỏng, phát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng như vậy lại thêm vài phần mị lực cho hắn, loại cảm giác này. Chậm rãi gõ quyển trục trong tay lên trán, nam tử nhẹ giọng than, trong não không ngừng hiện lên vô số tin tức, sau một lúc lâu, quyển trục đang gõ lên trán đột nhiên cứng lại, nam tử mắt như điện, lại bắn về phía ba động năng lượng đang truyền ra, âm thanh kinh nghi xen lẫn vài phần kinh ngạc, cái này hình như là dị hỏa dao động, tâm cảnh đang bình ổn. Dưới sự dao động năng lượng bất thình lình được truyền tới trở nên bất ổn, đôi mắt hắn chậm rãi nhắm lại, đầu ngón tay gãy nhẹ, một cổ hỏa diễm màu xanh đậm trong như nước hồ, quỷ dị từ trong cơ thể nam tử phục ra, đem hắn bao kín lại. Thâm lam hỏa diễm này có chút kỳ dị, thoạt nhìn thì giống như nước hồ trong suốt đang lưu động nhưng lại khiến cho giác quan người khác cảm nhận được rõ ràng đây không phải là một vũng nước mà là một loại hỏa diễm. Theo thâm lam sắc hỏa diễm bùng lên, linh hồn lực lượng của nam tử vào lúc này cũng tăng trưởng trên phạm vi lớn. Lúc trước là cảm ứng mơ hồ, giờ phút này lại rõ ràng như đang xảy ra bên cạnh, quả nhiên là dị hỏa. Thâm lam sắc hỏa diễm mạnh mẽ quanh thân vừa thu lại, nam tử trở mình đứng dậy,
ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm về phía núi non xa xôi. Một lát sau, hình như đã nhận ra điều gì, đôi mày nhíu lại, tự mình lẩm bẩm, năng lượng dao đồng truyền đến là từ nội viện của Già Nam học viện sao? Chẳng lẽ là bọn họ? Hắn tuy rằng trong Hắc Giác vực có lực kêu gọi vô cùng to lớn, nhưng Già Nam học viện cũng là một con quái vật khổng lồ. Bình thường mà nói hắn sẽ không khinh suất mà trêu chọc vào. Tất nhiên sự cố kỵ này khi động chạm đến một mức độ lợi ích nhất định sẽ tự động tiêu tán, ví như sự hấp dẫn của dị hỏa, Hàn Băng. Đột ngột xoay người, nam tự trầm giọng quát, âm thanh vừa hạ xuống, một đạo thân ảnh uyển chuyển như quỷ mị thiểm lược đến, sau đó, hiện ra trước căn trúc phòng, quỳ một gối xuống, một âm thanh tuy khàn khàn nhưng vẫn không mất một chút cung kính vang lên, chủ tử có gì phân phó, cầm lệnh bài này đến báo cho Viêm Tông, Bát Phiến Môn, Huyết Tông, còn có, bảo bọn họ trong vòng 2 giờ tới Phong Thành, ta có việc cần bọn hắn hỗ trợ. Mặt khác, hai lệnh bài này, người tự mình đưa đến chỗ đó, thỉnh hai vị tiên sinh kia đến một chuyến. Nam tử tiện tay ném ra vài đạo lệnh bài về phái người đang quỳ trên mặt đất, tên này cũng nhanh như tia chớp bắt các đạo tá trợ lệnh bài cất vào nạp giới. Vừa xong, lại có thêm hai đạo lệnh bài một vàng, một bạc được bắn qua, hai tay tiếp được kim ngân lệnh bài đặc thù. Bóng người vốn không biểu lộ sắc mắt chợt hơi động dung, thấp giọng nói, chủ tử, ngay cả bọn hắn ngài cũng muốn mời, người bình thường thì ngay cả nhìn bọn hắn cũng không nhìn. Lần này mời bọn chúng đến, e rằng chủ tử phải lấy ra vật khiến chúng động tâm rồi, chỉ cần chiếu theo lời ta làm là được, nếu ta có thể đạt được mục đích, vật mà bọn chúng muốn cũng không thành vấn đề. Nam tử thản nhiên phất tay nói, dạ. Nghe vậy, bóng người kia cũng không chần chừ, cung kính đáp lai. Thân ảnh lại chợt tiến vào bóng tối, sau đó biến mất, nhìn theo bóng đen biến mất, nam tử mới chậm rãi thở ra một hơi, đi về phía cửa sổ, hướng tầm mắt về phía núi non phía xa. Đôi mắt chợt ảnh lên thâm lam sắc hỏa diễm, dị hỏa, ha ha, tìm kiếm đã nhiều năm, không ngờ lại được che giấu ở sâu trong núi kia, chỉ cần có được loại dị hỏa thứ hai, đem nó thôn phệ, luyện hóa, vậy. Khuôn mắt luôn lạnh lùng nghiêm nghị chợt bốc lên một cổ cuồng nhiệt. Bàn tay nam tử chợt nắm chặt lai, vừa muốn nói chuyện, chân mày đột nhiên nhíu lại, bàn tay bóp chặt ngực, ho khan vài tiếng, hơi thở lúc này cũng thoáng rối loạn, ho khan cả nửa ngày, mới từ từ giảm bớt, nam tử thở dài một hơi, thấp giọng nói, lão già chết tiệt, năm đó đem phần quyết truyền thụ cho ta không phải là không có việc gì sao, cái gì mà tâm thuật bất chính chó má. Thiên phú luyện đan của ta còn cao hơn ngươi nhiều. Câu nói cuối cùng cũng thấp đi rất nhiều nhưng từ nắm tay đang nắm chặt có thể thấy được sự phẫn nộ và hận ý trong lòng hắn. Oành, vô hình hỏa mãn lần thứ hai liên tiếp đụng vào bề mặt năng lượng võng màu sắc sặc sỡ. Nhất thời, làm dậy lên một trận nổ vang như kinh lôi. Tuy nhiên năng lượng võng lúc thắt lúc nới cũng làm vô hình hỏa mãn căn bản khó có thể thoát ra trong thời gian ngắn. Vô hình hỏa mãn liên tiếp va chạm lên năng lượng võng, màu sắc năng lượng võng ban đầu vốn sặc sỡ rõ ràng đã ảm đạm đi nhiều. Một vài trưởng lão sắc mặt cũng tái nhợt, hô hấp dồn dập, có lẽ vì ngăn chặn vô hình hỏa mãn, bọn họ đã tiêu hao không ít. Oành, vô hình hỏa mãn điên cuồng đụng vào năng lượng võng. Thân thể to lớn tràn đầy năng lượng, mỗi lần va chạm đều mang theo uy thế cực kỳ khủng bố. Mà trước sự va chạm điên cuồng này, trong vòng khoảng 1-2 giờ đã có một danh trưởng lão không chịu nổi. Phục, trong một lần va chạm dữ dội, một trưởng lão vì đấu khí trong cơ thể bắt đầu khô kiệt. Ngụm máu tươi không nén được phun ra, hắn miễn cưỡng điều động đấu khí còn sót lại trong cơ thể, thúc động đấu khí chi dực, từ từ đáp xuống, mất đi một vị trưởng lão, áp lực lên các trưởng lão khác tăng lên nhiều. Mà vô hình hỏa mãn kia như cũng rõ ràng giờ phút này cơ hội đã tới, tốc độ va chạm lần sau nhanh hơn lần trước, chừng 10 phút sau, một vị trưởng lão hộc máu lùi ra, 20 phút sau, vị trưởng lão thứ ba bại lui, nhìn tên trưởng lão sắc mặt tái nhớt lui ra, sắc mặt Tô Thiên ngày càng khó coi. Nhiều năm vẫn giao tiếp với Vẫn Lạc Tâm Viêm, thế nhưng hắn chưa bao giờ thực sự giáp mặt với sự bạo phát khủng bố của nó. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy, hắn đã hiểu, linh vật thiên địa này, quá là khủng bố. Trong 3 giờ ngắn ngủi, 18 vị trưởng lão đã lui về 10 tên, chỉ còn lại 8 người cùng với Tô Thiên vất vả, đau khổ chống đỡ. Trưởng lão nội viện tổn thất thảm trọng, nhưng tình huống vô hình hỏa mãn kia cũng chẳng phải tốt. Điên cuồng va chạm như thế, năng lượng tiêu hao làm cho hỏa diễm bên ngoài thân thể ảm đạm đi rất nhiều, vì thế va chạm, chậm rãi yếu đi nhiều. Trong lúc các vị trưởng lão tận lực kiên trì,
cũng cảm giác được thế công của vô hình hỏa mãn đang giảm dần nên mới ánh lên một tia hy vọng. Tiêu Viêm ẩn thân dưới hỏa diễm trên mặt đất nhìn lên bầu trời thấy các vị trưởng lão liên tiếp hộc máu bại lui nhìn không được lau mồ hôi lạnh. Bao nhiêu đây trưởng lão liên thủ mà vẫn bị Vẫn Lạc Tâm Viêm làm cho thê thảm như vậy. Xem ra, muốn thu phục nó, e rằng so với lần thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trước đó còn khó khăn hơn rất nhiều. Xem tình huống này, các nội viện trưởng lão tự hồ không kiên trì nổi rồi. Lão sư, chừng nào thì chúng ta xuất thủ? Trong lòng Tiêu Viêm lo lắng hỏi, Vẫn Lạc Tâm Viêm một khi đột phá phòng ngự e là sẽ nhanh chóng biến mất dạng. Đến lúc đó, muốn tìm nó là cực kỳ khó khăn, đừng nóng vội. Thanh âm dược lão nhanh chóng vang lên trong lòng Tiêu Viêm, hướng đông có rất nhiều hơi thở đang chạy đến, chắc hẳn là ngoại viện cường giả, để cho bọn họ cũng Vẫn Lạc Tâm Viêm hao tổn thêm chút đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, vội hướng ánh mắt về phía chân trời hướng đông. Nơi cuối tầm mắt, quả nhiên mơ hồ nhìn thấy vài chấm đen. Các chấm đen nhanh chóng phóng to, sau một thoáng đã hóa thành một nhóm nhân ảnh, xuất hiện trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Ha ha, Tô trưởng lão, chỉnh đốn nhân thủ quả tiêu phí không ít thời gian, hy vọng chúng ta không tới trễ chứ. Âm thanh già nua cười sang sảng đột nhiên vang vọng từ phía chân trời. Âm thanh này hơi quen thuộc, chẳng phải là ngoại viện phó viện trưởng Hổ Kiền thì còn ai vào đây. Nhìn viện binh xuất hiện tại thời khắc mấu chốt, Tô Thiên cũng thở phào một cái. Xem ra hôm nay sẽ không xuất hiện tình huống xấu nhất, lúc viện binh từ ngoại viện đến nội viện cũng là lúc bên ngoài vùng núi non xa xăm kia, đông đảo những kẻ có địa vị cực kỳ quan trọng tại Hắc Giác vực nhất tề tụ trong phong thành. Cuối cùng, dưới tiếng cười của tên nam tử theo lưng theo hình lá phong, đại đoàn cường giả triển khai đôi cánh đấu khí, đằng không hướng đến phía núi non một đầu nội viện mà cấp tốc phóng đi. Đại chiến thực sự, tức khắc bộc phát. Đám người Hổ Kiền vừa xuất hiện không nghi ngờ là một đội quân đầy đủ sinh lực làm cho các trưởng lão vốn đã tiến vào trạng thái cực hạn tinh thần đại chấn. Chúng trưởng lão nghe lệnh, thay thế các vị trưởng lão. Đại đoàn nhân ảnh đang lượt thiểm trên năng lượng tráo trên bầu trời, Hổ Kiền vừa vung tay, tức thời, mười mấy danh cường giả vừa từ ngoại viện đuổi tới phi thân lên. Dưới sự phối hợp ăn ý đã thuận lợi chuyển giao sang, gánh nặng trong tay vừa chuyển đi, vài trưởng lão kia cũng thở dài nhẹ nhõm. Hướng về phía đám người Hổ Kiền chắp tay tỏ lòng cảm kích, sau đó phi thân hạ cánh, ngồi xếp bằng dưới đất, nhanh chóng khôi phục lại đấu khí tiêu hao trong cơ thể. Tuy nói những trưởng lão ngoại viện mà Hổ Kiền mang đến so với thực lực nội viện trưởng lão có phần yếu hơn nhưng lại hơn ở chỗ nhân lực nhiều. Do đó, tuy màu sắc năng lượng võng nghiêm mật trở nên ảm đạm, nhưng vẫn có thể chống lại sự va chạm điên cuồng của vô hình hỏa mãn. Cảm nhận được lực công kích của vô hình hỏa mãn ngày càng yếu, trong lòng Tô Thiên cũng thở dài nhẹ nhõm. Xem ra, nó đã tới lúc kiệt sức, phía ngoài năng lượng võng nghiêm mật khoảng 100 mét, đám người bu đen trên các nóc phòng, nhìn chằm chằm đến khoảng không khủng bố phía đối diện, đều có cảm giác nao nao không biết nói gì. Các trưởng lão thường ngày được mọi người kính sợ lại trở nên cực kỳ yếu ớt dưới vô hình hỏa mãn kia, cho dù với nhãn lực của bọn họ cũng có thể thấy được, lúc trước, nếu không có viện quân kịp lúc từ ngoại viện, e rằng năng lượng võng kia đã bị vô hình hỏa mãn phá tan. Không một lời nói, nhưng ai cũng mang một cảm giác kinh hãi đối với vô hình hỏa mãn thần bí kia. Bằng vào tự thân sức lực, lại có thể làm cho nội viện long trời lỡ đất, cho đến cả đại trưởng lão cũng có vẻ cực kỳ kiên kỵ. Đó đến tột cùng là cái gì vậy? Trong lòng của mọi người đều lẩm bẩm trong sự khiếp hãi. Trên bầu trời, cảm thấy điên cuồng công kích không có hiệu quả, vô hình hỏa mãn rốt cục cũng đình chỉ hành động vô ích lại. Lần nữa dừng thân thể khổng lồ ở giữa không trung, con người trắng giả gắt gao nhìn vào năng lượng võng trên bầu trời. Chiếc lưỡi rắn to cỡ nửa thước phun ra suy suy, tựa như đang ngưng tụ lại năng lượng tiếp tục công kích, mắt thấy vô hình hỏa mãn ngừng lại xúc lực, áp lực lên đám người Tô Thiên cũng giảm mạnh, nhưng họ không dám lơi lỏng chút nào bởi ai cũng rõ không chừng con quái to lớn phía dưới sẽ liều chết triển khai công kích cực kỳ hung hãn ngay sau đó. Tô trưởng lão, tiếp tục đối chọi như vậy với nó, đối với chúng ta thật không khéo chút nào, duy trì năng lượng võng này rất tiêu hao đấu khí, nếu nó vẫn đứng yên, chúng ta cũng không có khả năng kéo dài được lâu. Hổ Kiền thiểm lược đến bên cạnh Tô Thiên, ánh mắt chằm chằm nhìn vô hình hỏa mãn bên trọng năng lượng võng, nhíu mày trầm giọng nói. Tô Thiên khẽ gật đầu, chợt cười nói, yên tâm, nó hiện giờ cũng rơi vào trạng thái khánh kiệt. Trong một thời gian ngắn hẳn là không phát huy được lực công kích quá mực mạnh mẽ, mà trong lúc này, ta cũng nên chuẩn bị cho bước phong ấn tiếp theo. Ngoại viện chúng ta phụ trách duy trì năng lượng võng, người chỉ huy người của nội viện tiến hành bước phong ấn tiếp theo đi.
Hổ Kiền gật gật đầu, hai tay chất kết ấn, một cổ đấu khí hùng hồn từ lòng bàn tay bạo dùng ra, nhận lấy những sợi tơ năng lượng trên tay Tô Thiên. Thực lực Hổ Kiền tuy rằng kém hơn Tô Thiên, nhưng tốt xấu gì cũng là đấu hoàng đỉnh phong cường giả, do đó, việc trở thành trận tâm thao túng năng lượng võng cũng sẽ không xuất hiện việc luống cuống tay chân. Tô Thiên vừa rảnh tay, thân ảnh lại chậm rãi bay lên, sau đó huyền phù ở trung tâm của năng lượng võng, ánh mắt quét qua thiên phần luyện khí tháp trong biển lửa, chợt trầm giọng quát, nội viện chúng trưởng lão, chúng đạo sư nghe lệnh, dựa theo vị trí trận thế đã xác định, tiến hành phương án phong ấn, theo lệnh Tô Thiên hạ xuống, chúng trưởng lão đang tĩnh dưỡng cũng vội vàng mở mắt, thân hình nhoáng lên, lại lần nữa lủi lên giữa trời, đứng phiêu phù, chằng chịt giữa khoảng không. Sau khi các trưởng lão đã ổn định vị trí, từ đám người nội viện ở xa xa đột nhiên bắn ra rất nhiều bóng người, những người này số lượng rất nhiều, khí thế thì đừng nói so với các vị trưởng lão mà so với đám người Lâm Tu Nhai, Liều Kình cũng còn kém một chút. Đó là các nội viện đạo sư, tuy khí thế không mạnh nhưng lại được cái số lượng nhiều, nên khi một số đông thân ảnh thiểm lược ra cũng làm cho thanh thế đại chấn, mà một số đệ tử ở xa xa cũng bị một màn này làm cho nhiệt huyết sôi trào, thực có ý muốn nhào lên hỗ trợ một tay. 88 vị đạo sư, cũng không có bản lĩnh bay trên trời, do đó, phần lớn đều nhảy lên các ngọn cây xung quanh năng lượng võng, thân ảnh chằng chịt cùng ứng với vị trí các vị trưởng lão ở trên không trung. Kết phong trận, thân hình huyền phù trên khoảng không cao cao trên năng lượng võng, hai tay Tô Thiên mạnh mẽ nắm chặt, trầm giọng quát. Theo tiếng Tô Thiên quát, các đạo đấu khí hào quang đột nhiên tràn ra từ giữa không trung. Cuối cùng, từ miệng các vị trưởng lão cùng đạo sư cũng phát ra một tiếng quát đồng loạt cực kỳ chỉnh tề. Đấu khí chợt tuôn ra, gần trăm đạo đấu khí hào quang từ tay mọi người bạo xả ra, mục tiêu, không phải là vô hình hỏa mãn bên trọng năng lượng võng mà là bầu trời phía trên Tô Thiên. Sắc mặt ngưng trọng nhìn theo chùm tia sáng đấu khí phát ra từ các nơi, hai tay Tô Thiên mạnh mẽ biến đối kết ấn, một vòng sóng không gian hùng hồn bồng bềnh dựng lên trước mặt, cuối cùng, hình thành một vòng tròn chân không khoảng nửa trượng. Gần trăm đạo đấu khí hào quang đều tiến hết vào trong đó, nhất thời, chân không lại tràn ngập đấu khí và sóng xung kích cực kỳ cường hãn. Sau đó, một quả cầu chân không đấu khí cỡ nửa trượng xuất hiện trên đôi tay Tô Thiên, như cảm ứng được năng lượng cực kỳ khủng bố đang hội tụ trên bầu trời, vô hình hỏa mãn đang hồi phục năng lượng ở giữa lưng chừng không cũng chợt dậy lên cảm giác bất an. Trong đôi nhãn đồng tam giác trắng giả, hung quang sắc bén hướng về Tô Thiên trên khoảng không giữa trời. Vô hình hỏa diễm nóng cháy lại lần nữa mạnh mẽ tràn ra trên thân nó, sau đó, cái đuôi vĩ đại vung lên, thân hình lại lần nữa như tia chớp bạo xạ vào năng lượng võng. Hai bên đường, không gian không chịu nổi chấn động, vặn vẹo như những nếp nhăn, chư vị hãy cẩn thận, đừng để súc sinh này phá vỡ năng lượng võng. Nhìn vô hình hỏa mãn mang theo thanh thế vô cùng hung hãn phóng đến, khuôn mặt Hổ Kiền ngưng trọng, trầm giọng quát, vâng. Mọi người cùng hô lên ứng với tiếng quát. Đấu khí trong cơ thể điên cuồng trào ra, quán chú vào trong năng lượng võng làm cho nó tỏa ra màu sắc sáng như ngọc. Thân thể khổng lồ lướt ra không gian, sau đó, như một khối cự đại vẫn thạch, nện rầm rầm lên trên năng lượng võng. Tức thời, một cổ thanh âm bùng nổ ầm ầm như sơn băng địa liệt từ chỗ va chạm tràn ra, chỉ trong chớp mắt, sắc mặt đông đảo ngoại viện cường giả thoáng trở nên trắng thêm ít, con súc sinh này, quả nhiên đã có chút nóng lên. Tô Thiên thấy năng lượng võng đang bị uốn cong cực độ nguy hiểm, đấu khí trong cơ thể như hồng thủy ầm ầm chảy xuôi, sau đó không ngừng cuồn cuộn quán chú vào trong năng lượng võng, đè ép nó xuống. Nhưng lúc này, vô hình hỏa mãn như nhận thực được năng lượng ngưng tụ trong tay Tô Thiên trên bầu trời có tính nguy hiểm rất lớn, do đó, nó cơ hồ liều mạng giãy giụa, mà hào quang năng lượng võng dưới sự giãy giụa của nó cũng ảm đạm đi một ít. Tô trưởng lão, nhanh lên! Cắn chặt răng, tay Hồ Kiền không ngừng run rẩy. Hướng về phía Tô Thiên trên trời quát to, ánh mắt Tô Thiên gắt gao tập trung vào vô hình hỏa mãn đang kịch liệt giãy giụa trong năng lượng võng, đấu khí cầu khổng lồ trong tay, hào quang càng ngày càng sáng, y bào trên thân, không gió cũng tự dựng lên bành trướng cực độ, trông như một quả bong bóng bị thổi căng, đấu khí cầu trong tay theo sự ngưng tụ đã giống như một mặt trời thu nhỏ, cực kỳ chói mắt. Tiếp theo đó, cổ khí cầu khổng lồ lại đột ngột rung lên kịch liệt. Tô Thiên biết, nó đã đạt tới điểm giới hạn. Cảm thụ độ run rẩy của khí cầu trong tay, ánh mắt Tô Thiên xẹt qua, sẵn giọng quát lạnh như tiếng sấm vang vọng khắp toàn bộ nội viện, súc sinh, trở về cho ta, tiếng quát hạ xuống, hai tay Tô Thiên đột nhiên nhấn xuống phía dưới một phát, đấu khí cầu khổng lồ kia cũng suy một tiếng, cắt xuyên qua các chướng ngại không gian,
lặng yên không một tiếng động tiến vào trong năng lượng võng. Cuối cùng, nó như một quả đạn nện lên trên thân hình khổng lồ của vô hình hỏa mãng. Chi, bị dính một đòn công kích mạnh mẽ như vậy, cho dù với thực lực của vô hình hỏa mãng cũng phải rống lên một tràng tê minh thê lương. Một vụ nổ hung hãn bộc phát trực tiếp ép nó xuống mặt đất, dưới sự khống chế của Tô Thiên, hỏa mãng bị đẩy về bên trong thiên phần luyện khí tháp đã bị vỡ nát kia. Phong, vô hình hỏa mãng bị đẩy về thiên phần luyện khí tháp, sự mừng rỡ thoáng dâng lên trong mắt Tô Thiên, đôi tay đột ngột kết ấn, quát lớn, tiếng quát của Tô Thiên vang vọng, đỉnh thiên phần luyện khí tháp vốn đã vỡ tan lại một lần nữa xuất hiện một màn năng lượng màu đen nhạt đem nó bao phủ lại một cách nghiêm cẩn. Ồ, thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm kia lại bị phong ấn vào trong tháp, vô số đệ tử ở phía xa xa đột nhiên phát ra tiếng hoang hô nghiêng trời lệch đất. Lão sư trong một vùng hỏa diễm, Tiêu Viêm nhìn thấy màn năng lượng của thiên phần luyện khí tháp lần nữa xuất hiện, liền nhướng mày, trong lòng nhẹ giọng hô lên, đừng có gấp, Vẫn Lạc Tâm Viêm không dễ bị phong ấn thế đâu. Hơn nữa hình như còn có một thế lực khác bị dao động ở đây kinh động rồi. Âm thanh dược lão kinh nghi chợt vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt biến sắc mặt, thất thanh hô, chẳng lẽ là người của Hắc Giác Vực, bên ngoài Già Nam học viện chỉ có Hắc Giác Vực, nói vậy chắc cũng không sai, bọn khốn này, thiệt là gian như mèo, đến cả việc của nội viện cũng muốn nhúng tay vào. Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, ánh mắt hướng về bầu trời trong sáng. Nội viện tuy rằng có một tầng kết giới không gian bao phủ nhưng đối với cường giả chân chính mà nói thì cũng chẳng che giấu được lâu. Trên bầu trời, nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm bị phong ấn, Tô Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nghe được tiếng hoang hô xa xa, khuôn mặt cũng nhẹ cười, nhưng nụ cười vừa hiện lên lại đột nhiên cứng ngắc vì một tràng tiếng cười nhẹ đột nhiên vang lên. Ha ha, không tưởng được nội viện còn che giấu dị hỏa cỡ này. Tô Thiên đại trưởng lão, ngài thật là giấu kỹ quá chứ. Theo tiếng cười nhẹ hạ xuống, bầu trời trong sáng đột nhiên nổi lên một trận dao động. Một nhóm lớn bóng người chậm rãi xuất hiện, huyền phù giữa trời. Bất chợt một cổ hơi thở máu tanh bao phủ cả bầu trời nội viện, thình lình có tiếng cười, tiếng hoang hô vang vọng đột nhiên ngừng lại, vô số đệ tử ngưỡng mặt kinh ngạc, nhìn khoảng không trên trời đột nhiên xuất hiện một nhóm đông người, có chút không rõ lắm tình huống phát sinh. Trên bầu trời, Tô Thiên sắc mặt âm trầm nhìn đoàn người phá vỡ kết giới. Ánh mắt chậm rãi dừng ở một nam tử mặc bào phục luyện dược sư, ánh mắt lập tức híp lại, cười lạnh nói, không biết kẻ đến là ai, nguyên lai là Dược Hoàng Hàng Phong của Hắc Giác Vực A, ha ha, đại trưởng lão khách khí rồi, danh hiệu kia, bất quá là bằng hữu ở Hắc Giác Vực tùy ý đặt cho, ta thực không dám nhận. Nam tử được xưng là Hàng Phong kia, đôi môi mỏng hơi tươi cười, hướng về phía Tô Thiên mỉm cười nói, Hàng Phong, đây là địa phương của Già Nam học viện, các ngươi không mời mà tới. Là muốn cái gì? Sắc mặt của Hổ Kiền, cũng vì đám người Hàng Phong xuất hiện, mà trở nên có chút nghiêm trọng, bay đến sau Tô Thiên, hướng về phía Hàng Phong quát, hắn chính là Hàng Phong. Trên mặt đất, Tiêu Viêm nghe được cái tên này, ngẩn ra, chợt thấp giọng kinh ngạc nói, ánh mắt thầm đánh giá người có thể tính là luyện dược sư đồng môn sư huynh của mình. Hàng Phong nhẹ nhàng cười, ánh mắt hướng về phía đỉnh thiên phần luyện khí tháp vỡ tan kia, thanh âm ôn hòa nói, dị hỏa chính là thiên địa kỳ vật. Các ngươi lại đem nó phong ấn ở đây, có thể nói có chút quá mức tàn nhẫn, ta thân là luyện dược sư, dị hỏa trong lòng chúng ta như là một loại tín ngưỡng, cho nên Hàng Phong muốn mời đại trưởng lão đem phóng thích dị hỏa ra, không nên nhốt lại nữa. Hàng Phong vừa nói ra lời này, không chỉ có đám Tô Thiên sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị, mà những người sau lưng Hàng Phong cũng là vẻ mặt cổ quái, bọn họ ở Hắc Giác Vực giết chóc là chuyện như cơm bữa, làm gì quan tâm đến thứ chó má bị nhốt kia. Hơn nữa tối trọng yếu là thứ bị nhốt kia căn bản không phải nhân loại, mà chính là một ngọn lửa mà thôi, tuy rằng bản thân nó có năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, thật sự là cái cớ buồn cười, ngươi nghĩ người ở Già Nam học viện đều là hài tử 3 tuổi hết phải không? Hổ Kiền cười lạnh một tiếng, vung tay lên, chỉ nghe tiếng xé gió vang lên đầy trời, chợt gần 20 bóng người sau lưng hiện đôi cánh bằng đấu khí bay vọt đến, nhìn chằm chằm đám người Hàng Phong, muốn cướp dị hỏa thì nói rõ trực tiếp luôn đi. Nói bóng gió không hợp với thân phận của ngươi. Tô Thiên phất một ống tay áo, ánh mắt bỗng nhiên đảo qua đám người hình dạng cổ quái sau lưng Hàng Phong, bàn tay nhất thời hơi nắm chặt, nhàn nhạt nói, ha ha, không hổ là Dược Hoàng A, ngay cả thủ lĩnh của các thế lực huyết tông, địa viêm môn, bát phiến môn đều có thể thỉnh đi được, lực kêu gọi này, chỉ sợ trong Hắc Giác Vực chỉ mình ngươi có được A, ha ha, đại trưởng lão thật đúng là người nhanh mồm nhanh miệng. Hàng Phong cười cười, chợt hít một tiếng. Nói, nếu đại trưởng lão cũng đoán ra mục đích của ta,
vậy phiền ngươi dàn xếp một chút a. Ngươi hẳn là biết dị hỏa đối với luyện dược sư chúng ta trọng yếu như thế nào, chỉ cần ngươi có thể giao dị hỏa cho ta, mặc kệ điều kiện của ngươi là gì, ta cũng sẽ cố hết sức thực hiện. Tô Thiên khóe miệng khẽ nhếch châm chọc, vung tay áo bào, cười nhạo nói, Hàng Phong ngươi là người như thế nào ta còn không rõ. Nếu là lão sư dược tôn giả của ngươi nói lời này, ta còn thật sẽ cân nhắc, bất quá cỡ như ngươi, cứ tiếp tục tu luyện vài thập niên nữa đi a. Già Nam học viện có thể tồn tại sừng sững ở đấu khí đại lục nhiều năm như vậy, cũng không phải dễ chọc. Khuôn mặt tươi cười hơi thu liễm, Hàng Phong ánh mắt tràn ngập ôn hòa dần dần trở nên âm lãnh, nếu đại trưởng lão không giao ra, vậy cũng đừng trách Hàng Phong dùng vũ lực đoạt đi a. Vừa nói, một cổ ngọn lửa nhìn như thủy dịch màu xanh đậm, đột nhiên từ trong cơ thể bùng ra, một cổ cảm giác cực kỳ nóng cháy chậm rãi phát tán, dị hỏa. Thâm lam hỏa diễm vừa xuất hiện, khắp trời vang lên tiếng kinh hô. Với nhãn lực mọi người, tự nhiên liếc mắt có thể nhìn ra thân thế hỏa diễm của Hàng Phong. Phía trên mặt đất, Tiêu Viêm ánh mắt chăm chăm nhìn bầu trời, trông thấy hỏa diễm, đột nhiên rùng mình, nhẹ hít một hơi lãnh khí, lẩm bẩm nói người kia thế nào cũng có được dị hỏa. Lời vừa nói ra, Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi, hắn nhận thấy hắc sắc giới chỉ trên ngón tay, đột nhiên trở nên cực kỳ nóng, cố nén cảm giác phỏng, Tiêu Viêm lại là im lặng không nói, lần đầu tiên khi nghe thấy tên Hàng Phong. Hắc sắc giới chỉ liền vì linh hồn dược lão bạo động mà trở nên nóng cháy, mà hiện giờ, cảm giác này càng trở nên kịch liệt, lão sư, Tiêu Viêm trong lòng nhẹ nhàng la lên một câu, thanh âm nói ra, một lát sau, thanh âm dược lão mang theo một tia trầm thấp chậm rãi vang lên, ta không sao, không cần lo lắng, chính là không nghĩ tới tên khi sư phản đồ này, còn có vận khí đến vậy, Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt ve, đảo hắc sắc giới chỉ, trong lòng nhẹ giọng nói, yên tâm đi lão sư. Chuyện thanh lý môn hộ này cứ giao cho ta làm, ngươi có quyết tâm vậy là được rồi, ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của hắn, thời gian tu luyện của hắn dài hơn ngươi, hiện giờ còn có thêm dị hỏa, cho nên trong khoảng thời gian tới không nên cùng hắn xung đột. Dược lão thở dài nói, Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, hắn biết lời dược lão nói không sai, lấy bổn sự của hắn hiện giờ, mặc kệ là ở thực lực hay cấp bậc luyện dược, đều là kém xa so với vị sư huynh này, bất quá, đột nhiên. Tiêu Viêm nghi hoặc nhíu nhíu mày, trong lòng thất vọng nói, lão sư, ta nhớ rõ, luyện dược sư bình thường chỉ có thể hấp thu một loại dị hỏa a. Sao Hàng Phong đã có rồi mà còn muốn đi cướp đoạt? Lời Tiêu Viêm vừa nói ra, dược lão liền lâm vào trầm mặc, mãi một lúc sau mới nghe một âm thanh khàn khàn trầm thấp vang lên, bởi vì hắn cũng tu luyện phần quyết, thân thể đột nhiên cứng ngắc, Tiêu Viêm vẻ mặt khiếp sợ, bất quá hắn tu tập chỉ vẻn vẹn là tàn cuốn phần quyết mà thôi. Dược lão nói, nghe vậy Tiêu Viêm thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tàn cuốn. Đây là ý tứ gì? Năm đó, khi hắn vẫn là đệ tử của ta, nhưng lúc ta không phòng bị, học trộm phần quyết, bất quá bị ta phát hiện, bởi vậy lúc đó hắn chỉ có được một phần nhỏ công pháp lộ tuyến của phần quyết, làm như nhớ lại chuyện xưa, thanh âm dược lão hơi có chút khàn khàn, bất quá ta cũng đã nói, thiên phú của hắn trong thuật luyện dược là vô cùng mạnh mẽ, không thể yếu hơn nếu đem so với ngươi. Trải qua nhiều năm nghiên cứu mày mò như vậy, ta nghĩ hắn cũng mò ra được một chút gì đó, nếu không sẽ không đối với loại dị hỏa thứ hai này hứng thú như vậy. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh trên bầu trời kia, không nghĩ tới hắn cũng tu luyện phần quyết, tuy rằng chỉ vẻn vẹn là tàn cuốn, nhưng vẫn làm cho Tiêu Viêm có cảm giác hơi quái dị, đó là nhất định phải giết hắn. Loại cảm giác này không phải từ tâm Tiêu Viêm sinh ra, mà ngược lại như một loại bản năng, trực tiếp phản ánh. Xâm nhập vào sâu trong óc Tiêu Viêm, làm cho sát ý của hắn đối với Hàng Phong nảy sinh càng thêm nồng đậm, chậm rãi hít một hơi, áp chế sát ý bốc lên trong lòng kia, Tiêu Viêm ánh mắt quét qua hai phe thế lực trên bầu trời, không khỏi nhíu mày, nếu so về nhân số thì tất nhiên Già Nam học viện chiếm lợi thế, bất quá trong học viện phần lớn đều là cấp đấu vương đỉnh phong, đấu hoàng cường giả trừ Hổ Kiền ra thì chẳng còn ai, mà Hàng Phong một phương, đông đảo thủ lĩnh các thế lực đến đều là đấu hoàng đỉnh phong, hơn nữa một ít cường giả thế lực khác cũng là đấu vương đỉnh phong, ai là người thắng còn chưa định được. Bất quá nội viện còn có đại trưởng lão, hắn là đấu tông cường giả, có hắn tọa trấn, cho dù đám người Hàng Phong đấu hoàng cường giả có nhiều đi nữa, chỉ sợ cũng không dám tùy ý vọng động a. Tiêu Viêm đang nghe truyện trên TV audio CV trong lòng không ngừng tính toán thực lực của hai bên. Hàng Phong, lão phu khuyên ngươi hay là nên sớm rời đi, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng phát sinh, nếu không ngày sau viện trưởng trở về. Các ngươi ở đây sợ một người cũng trốn không thoát, nhìn thân thể Hàng Phong bốc lên thâm lam hỏa diễm, Tô Thiên lớn tiếng quát, ha ha,
đại trưởng lão cũng không cần đe dọa chúng ta, viện trưởng các ngươi nhiều năm như vậy chưa từng hiện thân, ai biết được hắn đã đi đâu. Hàng Phong cười cười, nhìn về thiên phần luyện khí tháp, ánh mắt nồng cháy, hơn nữa, chỉ cần ta có được dị hỏa này, cho dù ngày sau hắn tới tìm ta, đến tột cùng là ai không may còn chưa biết đâu, cho nên, ta cũng xin khuyên đại trưởng lão, hay là giao dị hỏa ra đây đi, ngươi cũng rõ ràng người trong hắc giác vực chúng ta tính tình như thế nào, vạn nhất sau này đồng loạt nổi dậy, sợ nội viện cũng là bị hủy diệt. Hít sâu một hơi, khuôn mặt Tô Thiên xanh mét, song chưởng chậm rãi nắm chặt áo bào, hơi hơi nắm chặt, không gian lúc này kịch liệt chấn động lên, âm lãnh nói, thiệt nhiều năm rồi không hề động tay, hôm nay lão phu sẽ cân nhắc một chút, xem ngươi có tư cách hay không nói lời này. Các vị trưởng lão nghe lệnh, bảo vệ dị hỏa. Tô Thiên đột nhiên quát khẽ một tiếng, thanh âm như tiếng sấm vang lên phía chân trời, vang vọng mãi không ngừng, bảo vệ dị hỏa. Tất cả cường giả học viện đều chỉnh tề quát chói tai, thoáng một cái, một cổ khí thế hùng hùng bạo dũng phía chân trời, giận quá mất khôn, đấu tông chính xác mạnh mẽ, bất quá cũng không phải là vô địch, hắc giác vực, vẫn như cũ không ai cùng ngươi địch nổi. Cảm nhận được cường thế áp bách từ trong cơ thể Tô Thiên lan tràn ra, Hàng Phong thoáng lui về sau từng bước, cười lạnh một tiếng, chợt xoay người cung kính nói, Kim Ngân tiên sinh, thỉnh ngài hiện thân a. Ha ha, Hàng Phong, ngươi thỉnh chúng ta ra tay đại khai sát giới, hy vọng có thể chịu được cái giá phải trả. Hàng Phong thanh âm vừa dứt, nhất thời hai đạo tiếng cười to đột nhiên vang lên, không gian một trận dao động, hai thân ảnh một vàng một bạc, như quỷ mị xuất hiện trên bầu trời. Nhìn trên không trung xuất hiện hai thân ảnh vàng bạc, đám người Tô Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, thanh âm như tiếng gió lạnh lẽo, từ hàm răng nghiến lại phát ra, không nghĩ tới là ngay cả các ngươi cũng được mời đến. Phía trên bầu trời, hai đạo thân ảnh quỷ dị hiện lên, một người kim bào, một người ngân bào, bất quá nhìn thật kỹ, lại có thể phát hiện, gương mặt hai người, cơ hồ hoàn toàn giống nhau, đều là đầu bạc râu bạc trắng, ngũ quan cũng giống như một cái khuôn mẫu ấn ra. Đối với thanh danh của hai người, cho dù là nội viện các vị trưởng lão cũng là cũng không xa lạ, bởi vậy sắc mặt đều cũng có chút biến hóa, này gọi là Kim Ngân tiên sinh, đó là hai gã cường giả đứng đầu tại Hắc Giác vực Hắc Bản, hai người là huynh đệ song sinh, hơn nữa tu luyện công pháp cũng là hoàn toàn giống nhau, bởi vậy, nếu tách hai người ra, thực lực nhưng thật ra chỉ có thể xấp xỉ cùng đấu hoàng đỉnh cường giả, nhưng nếu là cộng đồng đối địch thì liền bổ trợ cho nhau, cho dù là đối mặt đấu tông cường giả, cũng có phần thắng không nhỏ. Bởi vậy, uy danh hai người ở trong Hắc Giác vực cường giả cực kỳ vang dội, thậm chí ngay cả nội viện các trưởng lão cũng đều có nghe qua. Các ngươi cũng muốn nhúng tay vào việc này. Thanh âm Tô Thiên âm trầm chậm rãi nói, được người khác ủy thác, có qua có lại, cũng không có biện pháp nào khác. Kim bào lão giả hướng về phía Tô Thiên cười cười, nói, Tô lão đầu, ta nói ngươi hay là đem dị hỏa cấp Hàng Phong, nếu viện trưởng của các ngươi ở chỗ này nói, chúng ta thật cũng sẽ không đáp ứng cuộc mua bán này. Bất quá đáng tiếc, lão gia hỏa kia nhiều năm như vậy cũng không có tin tức, cũng không biết là đã chết hay là như thế nào. Thanh âm ngân bào lão giả có chút không hảo ý cười nói, thanh âm kia ngữ điệu, thế nhưng cũng là cùng với kim bào lão giả giống nhau. Hắc, si tâm vọng tưởng, ta cũng là muốn nhìn một chút, nghe đồng liên thủ có thể vượt giai đối địch Kim Ngân nhị lão, đến tột cùng có chỗ gì khó lường, cho dù viện trưởng không ở chỗ này, cũng không tới phiên các ngươi qua đây dương oai. Tô Thiên cười lạnh nói, nói như vậy, các ngươi nội viện cường giả, có chút không đủ dùng a. Kim bào lão giả hắc hắc cười nói, tuy nói Hàng Phong bên này ít người, bất quá lại thắng ở thực lực cao hơn hầu hết học viện trưởng lão, chân chính chiến đấu có thể lấy một địch hai, quá mức thì một địch ba. Sắc mặt Tô Thiên băng hàn, không nhiều lời vô nghĩa, hai tay giơ lên, bàn bạc đấu khí ở trong lòng bàn tay trào ra, đem khoảng không xung quanh chấn động, xuất hiện một chút run rẩy. Tô Thiên đại trưởng lão, hỏi ngươi một lần cuối, dị hỏa, ngươi đến tột cùng là giao, hay là không giao? Tại đây va chạm, Hàng Phong kiên nhẫn cũng dần dần mất đi, nhìn Tô Thiên mọi người, nhàn nhạt nói. Mặt Tô Thiên không chút thay đổi, quay mắt về phía Hàng Phong, chính là tay áo bào vẻn vẹn vung lên, một đạo đấu khí thất luyện cường hãn, đột nhiên từ trong tay áo bào bắn mà ra, thẳng đến Hàng Phong. Hừ, Tô Thiên ra tay trước, làm Hàng Phong sắc mặt cũng là dần dần trở nên âm lãnh. Hừ một tiếng trầm đục, bấm tay hiện lên thâm lam sắc hỏa diễm, cuối cùng nhẹ nhàng vung lên, cùng đấu khí thất luyện, mãnh liệt va chạm cùng nhau, thình thịch, âm thanh vang lên trầm thấp, cổ năng lượng gợn sóng tản ra, đem Hàng Phong chấn lui một quãng, mới có thể đứng vững thân hình, tuy nói có dị hỏa phụ trợ, Tô Thiên dù sao cũng là đấu tông cường giả,
trực tiếp va chạm, cũng không chiếm được tiện nghi cái gì. Một kích chém ra, thân hình Tô Thiên không có chút nào đình trệ, trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, nháy mắt vọt tới Hàn Phong. Ha ha, Tô lão đầu, còn chúng ta nữa mà. Một kim một ngân hai đạo thân ảnh nháy mắt thoáng hiện ở trước người Hàn Phong, hướng về phía Tô Thiên bạo bắn mà đến, nhếch miệng cười, chợt hai bàn tay trái phải của hai người nắm chặt lại, một cổ đấu khí cực kỳ cường hãn màu lục nhạt bạo bắn ra, vặn vẹo thân hình né tránh đấu khí màu lục nhạt bạo bắn đến, thân hình Tô Thiên vừa động, liền xuất hiện trước mặt Kim Ngân Nhị lão, nhất thời, tam phương chưởng phong lần lượt giao thủ, chưởng phong trầm thấp như sấm rền, làm người ta hoa cả mắt, tàn ảnh không ngừng liên tiếp hiện ra. Nhìn thấy Tô Thiên bị Kim Ngân Nhị lão cuốn lấy, ánh mắt Hàn Phong chuyển hướng về phía đám người Hổ Kiền, vung tay lên, nghiêng đầu hướng về nhóm người phía sau cười nói, kế tiếp liền phiền toái chư vị ngăn cản những người khác, ta đi xuống phá tan phong ấn, một ít đấu vương mà thôi, giao cho chúng ta là được, huống hồ, máu tươi nội viện trưởng lão hương vị ra sao, ta còn chưa bao giờ nếm thử quá. Khuyết Tông Tông chủ Phạm Lao âm trầm liếc mắt đám người Hổ Kiền một cái, nhếch miệng lộ răng nanh có chút bén nhọn. Từ ngày con trai độc nhất ở trong Hắc Giác vực bị giết một cách bí ẩn, hơn nữa tìm kiếm hung thủ không có kết quả, tính tình Phạm Lao vốn là âm trầm, càng trở nên có chút nóng giận bất thường, động là giết người hút máu, cực kỳ tàn bạo. Ha ha, đa tạ chư vị, sau chuyện này, Hàn mỗ chắc chắn hậu tạ. Hàn Phong hướng về phía đám người Phạm Lao vừa chắp tay, thâm lam đấu khí song dược sau lưng hơi chấn động, toàn lực phóng xuống thiên phần luyện khí tháp, ngăn bọn họ lại. Thấy thế, Hổ Kiền vung tay lên, nhất thời gần ba mươi mấy học viện cường giả phía sau, phô thiên cái địa thiểm lược ra, đem Hàn Phong lộ tuyến ngăn trở. Chật chật, đối thủ của các ngươi là chúng ta, mười đạo nhân ảnh mang theo hơi thở nồng đậm huyết tinh, đột nhiên thiểm lược mà ra, cuối cùng cùng học viện cường giả hình thành cục diện đối lập. Hàn Phong cười hắc hắc, thân hình né tránh, tiếp tục hướng thiên phần luyện khí tháp, mà ba mươi mấy học viện cường giả vừa mới có động tác, trước mặt hơn 10 người cường giả Hắc Giác vượt đỉnh cũng nhất tề thiểm lược, lập tức mang theo vô số kình phong, hung hăng đánh tới, cuối cùng bóng người thiểm lược, ngắn ngủn trong chớp mắt, đó là đem đội ngũ cường giả ba mươi mấy người, đều phân cách. Phía trên bầu trời, chiến đấu cực kỳ mãnh liệt, các vị đệ tử ở xa xa cũng không rõ ràng lắm trên bầu trời đã phát sinh bích sát sự tình gì, bất quá sau lúc chiến đấu bùng nổ, âm thanh năng lượng nổ mạnh liên tiếp không ngừng truyền ra, lại làm sắc mặt mọi người hơi đổi, tới hiện tại. Bọn họ cũng có thể đoán ra thần bí nhân đột nhiên xuất hiện, tất nhiên là lai giả bất thiện. Bất quá cho dù trong lòng biết như thế, một ít đệ tử có tâm muốn trợ giúp, nhưng chiến đấu ở trên bầu trời, lại khiến bọn họ theo không kịp, bởi vậy, cũng chỉ có thể trông mong nhìn khoảng không trên trời bùng nổ hỗn chiến dữ dội, trong lòng không ngừng cầu nguyện các vị nội viện trưởng lão có thể đem khách không mời mà đến này đuổi đi. Ở trên bầu trời bắt đầu hỗn chiến, hai cánh Hàn Phong rung lên, liền xuất hiện phía trên thiên phần luyện khí tháp, nhìn phía dưới màn năng lượng hào quang tản ra ám trầm, chưa kịp có động tác gì, một đạo tiếng gió bén nhọn, chợt vang lên trên đỉnh đầu, khẽ cau mày, Hàn Phong chấn động hai cánh tránh được kình phong tập kích, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Hổ Kiền vẻ mặt băng hàn theo dõi hắn, không cần vọng tưởng có chủ ý đối với dị hỏa. Trong tay đấu khí hùng hồn cấp tốc ngưng tụ, Hổ Kiền trầm giọng nói, bằng một người ngươi, sợ là ngăn cản không được ta. Nhìn Hổ Kiền thoát ly đại hỗn chiến, Hàn Phong cảm thấy kinh ngạc, chợt cười nói, bằng vào thực lực của hắn, mượn sự trợ giúp của dị hỏa, trong đấu hoàng cơ hồ ít có đối thủ, bởi vậy, tuy nói thực lực Hổ Kiền ở đấu hoàng đỉnh, nhưng thành thật mà nói vẫn chưa có kiên kỵ nhiều lắm, vậy thử xem. Hổ Kiền cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời vô nghĩa, khí thế hùng hồn trong cơ thể tràn ngập mà ra, đang lúc đấu khí bạo dũng, đem Hàn Phong nhíu mày bao vây vào, nhất thời. Hai người cũng là hóa thành thân ảnh mơ hồ, lần lượt đối chiến cùng nhau. Vì thế, phía trên bầu trời, hoàn toàn triệt để lâm vào trong chiến đấu hỗn loạn, chỗ ánh mắt nhìn tới, cơ hồ toàn bộ đều là hỏa bạo chiến đấu, thanh âm năng lượng nổ vang, âm thanh vang lên không ngừng giống như pháo. Trên mặt đất, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc nhìn khoảng không trên trời hỗn chiến, Tô Thiên đã bị cái gọi là Kim Ngân Nhị lão chế trụ, Hổ Kiền cũng cùng Hàn Phong lâm vào chiến đấu kịch liệt, các vị trưởng lão cũng bị tông chủ Huyết Tông cùng với các thế lực khác lấy một địch hai, thậm chí là ba mạnh mẽ kéo lấy, hơn nữa lấy tình huống địch chúng tại đây, thậm chí là còn có thể chiếm thượng phong, không thể không nói, đấu vương cường giả cùng đấu hoàng, chênh lệch cũng không nhỏ. Ánh mắt vì nhìn chiến đấu hoa cả mắt mà hơi có chút mê muội, Tiêu Viêm chỉ phải cười khổ ở trong lòng dò hỏi, lão sư, hiện tại làm sao bây giờ,
chỉ có thể đợi, tại đây trong song phương đại chiến, ngươi lại không có khả năng một mình đi phá giải phong ấn, nói vậy, sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thanh âm của Dược lão nhanh chóng vang lên, khẽ gật đầu, Tiêu Viêm cũng đành phải theo lời, lại đem thân thể co đầu rút cổ ở dưới sự che lấp của ngọn lửa, nhưng mà, ngay tại khi mới che giấu tốt thân thể, một đạo kình phong bén nhọn đột nhiên từ bầu trời bão bắn tới, làm kinh hãi sau lưng Tử Vân Dực mạnh mẽ chớp động, thân hình thiểm lược giữa không trung, đem kình phong kia tránh né, nhưng mà tuy rằng thành công tránh được công kích, bất quá cũng phải hiện thân, cũng may chưa kinh động đến ai. Một số người vẫn chưa áp dụng thế công đối Tiêu Viêm, mà hắn cũng là không dám dừng lại ở nơi đều tràn ngập kình khí loạn lưu trên bầu trời, lập tức dùng Tức Thanh Hỏa đấu khí vội vàng bao vây thân thể, sau đó định thối lui. Ngay tại Tiêu Viêm sắp phải thối lui, một chỗ trên bầu trời, Huyết Tông Tông chủ Phạm Lao đang cùng ba gã đấu vương cường giả đánh đến quên cả trời đất, nhiên đem ánh mắt tùy ý quét lại đây, chợt, ánh mắt ngưng lại, thân ảnh bị Thanh Hỏa đấu khí bao vây tự hồ có chút bóng dáng quen thuộc. Làm ánh mắt Phạm Lao trong nháy mắt nảy lên màu đỏ, mượn dùng cảm ứng, hắn có thể biết, bóng dáng này, cùng lúc trước dùng máu đứa con chính mình chết đi để luyện ra kính tượng hung thủ bóng dáng, tuyệt đối là cùng một người, tìm mọi cách cũng không thấy hung thủ sát tử, không nghĩ tới, thế nhưng trong ở trường hợp này, ngẫu nhiên gặp nhau, trong mắt màu đỏ ngưng tụ, một đạo bạo âm gầm gừ tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý từ trong miệng phát ra, một cổ đấu khí đỏ sẫm cường hãn, đột nhiên dũng mãnh tiến ra. Nhất thời, chung quanh ba gã đấu vương cường giả, không kịp trở tay bị chấn động phi thân trở ra. Đang lúc ba vị đấu vương trưởng lão lui ra phía sau, sau lưng Phạm Lao huyết sắc song dực đột nhiên rung lên, thân hình giống như một đạo huyết sắc, trong vô số ánh mắt kinh hãi, trực tiếp từ một chỗ trên bầu trời bạo bắn tới Tiêu Viêm, tiếng gầm gừ sắc nhọn, kinh sợ phía chân trời. Tiểu tạp chủng, ngươi lại làm cho ta vất vả tìm, cùng chung cùng với con ta đi thôi. Đột nhiên ở phía chân trời tiếng hô vang vọng như sấm, làm cho cả người Tiêu Viêm đang ở trạng thái chiến đấu cũng rung lên, vội vàng quay đầu lại, một đạo thân ảnh huyết hồng, ngay ở trong tầm mắt đang cấp tốc tiến đến, nguy rồi, lão gia hỏa này làm như thế nào mà lại phát hiện. Tiếng quát của Phạm Lao, Tiêu Viêm cũng nghe được rõ ràng, bởi vậy lập tức trong lòng một trận kinh ngạc, cùng lúc đó, hai cánh sau lưng cũng liền cấp tốc chấn động, thân hình như tia chớp lóe lên, muốn đem Phạm Lao bỏ ra, vù, thân hình vừa mới chuyển động, một đạo kình phong bén nhọn nháy mắt đánh tới, Tiêu Viêm trong lòng phát lạnh, thân hình mạnh mẽ chuyển động, đem đạo huyết hồng kình khí nguy hiểm kia lách tránh, thân hình đột nhiên bay lật ngược, trong miệng nổi giận mắng, lão cẩu, ngươi xuống tay cũng thật ác độc a. Khuôn mặt oán độc của Phạm Lao được phủ kính xanh mét, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, sau lưng huyết sắc song dực chấn động khoảng không, thân hình hóa thành huyết ảnh, lập tức quay về phía Tiêu Viêm mà hung hăng đánh tới, phía trên bàn tay, dày đặc huyết sắc đấu khí cấp tốc ngưng tụ, tuy rằng Tiêu Viêm cũng có phi hành đấu kỹ trợ giúp, nhưng nếu luận về tốc độ phi hành, thì lại kém so với đấu khí hóa cánh chân chính, bởi vậy vẻn vẹn trong chớp mắt, Phạm Lao đã thoáng hiện ở đỉnh đầu của Tiêu Viêm, huyết sắc năng lượng trong tay hung hăng nện xuống, khoảng khắc đó, ngay cả không gian toàn bộ bị kịch liệt chấn động, hiển nhiên, Phạm Lao xuống tay không có chút nào lưu tình, hoàn toàn là hạ sát thủ, đến đây trả mạng cho con trai ta, khuôn mặt hung tợn, Phạm Lao nhe răng cười nói. Hắn có thể cảm ứng được thực lực Tiêu Viêm, một cái đấu linh tiểu tử mà thôi, giết hắn quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Suy, huyết mang cuồn cuộn quét đến, đột nhiên, vang lên tiếng sấm mờ nhạt, tức thì, Tiêu Viêm thân thể đang đứng yên nơi bầu trời khẽ rung lên, toàn bộ thân thể lúc này đây, giây lát trở nên có chút hư ảo. Thình thịch, huyết mang hung hăng đánh xuống, cứng rắn mạnh mẽ nện lên trên thân thể Tiêu Viêm, tuy nhiên, lại không có phát sinh sự tình tưởng tượng như là hộc máu trọng thương. Huyết mang kia, không hề trở ngại xuyên thấu thân thể Tiêu Viêm, sau đó, làm cho thân thể đó chậm rãi tiêu tán. Nguyên lai thân ảnh ấy, dĩ nhiên là một đạo tàn ảnh, di chuyển ra ngoài mấy chục thước bên trên huyết mang, Tiêu Viêm thở hổn hển đột nhiên thoáng hiện ra, hướng về phía vẻ mặt kinh dị của Phạm Lao cười lạnh nói, giết ta cũng không dễ dàng như vậy, lão cẩu, bàn tay vung lên, đem huyết mang đang cuồn cuộn mà chấn tan, Phạm Lao ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm, thanh âm rít gào nói, tam thiên lôi động. Xem ra giết nhi tử của ta quả nhiên là ngươi, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Phạm Lao, bất kể như thế nào mà nói, đối phương chính là cấp bậc đấu hoàng cường giả, lúc trước nếu không có tam thiên lôi động, dưới tình huống đối phương bất ngờ đối với hắn mà thi triển, sợ là trốn không thoát, kết quả là bị trực tiếp chém giết ngay tại đó, dù sao, tại lúc này thì thực lực của hắn và Phạm Lao chênh lệch quá lớn, trong cơ thể,
Một cổ đấu khí mạnh mẽ theo bên trong đấu tinh cuồn cuộn không ngừng chảy ra, cuối cùng như hồng thủy ở trong kinh mạch dâng lên mãnh liệt, cảm giác phủ lấp tràn đầy lực lượng, cũng là làm cho Tiêu Viêm trong lòng thoáng dâng lên chút lo lắng. Hảo! Tốt lắm! Hai cánh huyết sắc hơi hơi bị chấn động, Phạm Lao đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười đầy oán độc làm người khác cả người phát lạnh, chờ ta bắt ngươi, sẽ không làm ngươi chết một cách dễ dàng, ta sẽ đem ngươi nuôi dưỡng thành huyết nô, mỗi ngày mỗi đêm, cung cấp huyết dịch mới nhất, nói cách khác, coi như xem là chuộc lỗi cái chết của con trai ta, lão cẩu, ngươi tới thử xem nào. Màu đen chiếm dần trong con ngươi mắt, khí chất cũng dần trở nên âm lãnh hàn ý, Tiêu Viêm chậm rãi nói, lấy thân phận của Phạm Lao hiện giờ, bị Tiêu Viêm một tiếng gọi lão cẩu, đã làm cho hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, lập tức trong lòng quyết định, tất nhiên muốn làm cho Tiêu Viêm sống không bằng chết, song chưởng sắc bén hơi hơi xoay chuyển, mênh mông huyết sắc đấu khí, giống như tiên huyết, mạnh mẽ tuôn ra, cuối cùng hình thành hàng vạn hàng nghìn tơ máu, lượn lờ quanh thân Phạm Lao, cấp tốc gào thét, cảm thụ được trong cơ thể Phạm Lao dần dần dâng lên khí thế khủng bố, Tiêu Viêm khuôn mặt cũng cực độ ngưng trọng, cùng cường giả khác biệt cấp bậc này chiến đấu, chỉ cần thoáng ra một chút sai lầm, cơ hồ kết cục đó là chết không có chỗ chôn. Trên bầu trời, ở nơi chiến trường hỗn loạn cực độ, Tiêu Viêm cùng Phạm Lao đối chọi, tự nhiên cũng khiến cho vô số nội viện đệ tử ở xa xa chú ý, lập tức mọi người sắc mặt đều biểu hiện tột cùng khó hiểu, bọn họ cũng không rõ ràng lắm hiện trạng, bất quá xem ra hiện tại với bộ dáng này, hình như là Tiêu Viêm chủ động tiến ra, vì nội viện chia sẻ một gã cường địch, bởi vậy, trong lúc nhất thời cũng không có ít người đối với Tiêu Viêm trong tâm sinh ra một cổ kính nể, ở bên trong nội viện tu luyện nhiều năm như vậy, đối với nơi này bọn họ cũng là có cảm tình không nhỏ, hiện giờ cường địch xâm nhập, tự nhiên đều cùng chung một kẻ thù, cùng chung tâm trạng đối phó với kẻ địch bên ngoài, bất quá bởi vì thực lực cùng với nguyên nhân khác, bọn họ vô năng vô lực, thực sự chỉ có thể ở đây mà nhìn vào cuộc chiến xảy ra, mà hiện tại Tiêu Viêm mạnh dạn bước ra, không thể nghi ngờ là đã trở thành đại diện cho bọn họ, vì thế từng đạo âm thanh trợ uy đinh tai nhức ó, cũng từ trong hàng ngàn đệ tử nội viện xa xa kích động hò hét sôi động, giờ khắc này, không thể không nói, Tiêu Viêm danh vọng, đã chân chính vượt qua đám người Lâm Tu Nhai, Liễu Kình. Đột nhiên nghe thấy được âm thanh cổ vũ vang vọng bầu trời, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, một quan liếc đến phương hướng truyền đến thanh âm, nhìn thấy trên mặt những đệ tử hiện ra vẻ cuồng nhiệt cùng tôn sùng, nhất thời có chút khó xử. Nếu không phải bị Phạm Lao phát hiện ra lời nói, hắn đã sớm chạy trốn thật xa, ai mà vui được khi mà chiến đấu với đấu hoàng cường giả trong lúc nguy hiểm như vậy, ta sẽ làm cho ngươi ở trong lòng bọn họ mất hết danh vọng, một cái nho nhỏ đấu linh, mà có thể thật sự lật trời. Phạm Lao cười lạnh, bàn tay lập tức mạnh mẽ huy động, ngay lập tức, phục hồi từng tia huyết sắc năng lượng ở quanh thân, trong giây lát ùng ùng áp đảo quét đến, tiếng xé gió bén nhọn, âm thanh suy suy không ngừng. Tiêu huyết sắc năng lượng kéo đến làm nghiêng trời lệch đất, cơ hồ đem tất cả không gian tránh né của Tiêu Viêm hoàn toàn bao trùm, Phạm Lao cũng rõ ràng, tu luyện tam thiên lôi động đối phương nhanh nhẹn ra sao nên không dám khinh thường, bởi vậy, một khi xuất thủ là đem tốc độ của đối phương hạn chế xuống, ánh mắt gắt gao nhìn năng lượng huyết ti đang ùng ùng đến, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, khí, đột nhiên quát khẽ một tiếng, thanh sắc hỏa diễm mãnh liệt bạo dũng mà ra, cuối cùng đem thân thể bao vây ở bên trong ngọn lửa bên trong. Thanh sắc hỏa diễm xuất hiện, nhất thời làm cho Phạm Lao sắc mặt đại biến, lấy lịch duyệt của hắn, tự nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra chi tiết của hỏa diễm, bất quá lúc này thế công đã triển khai, mặc kệ đối phương thi triển loại nào công kích, hắn cũng chỉ có thể tiếp chiến, huống hồ, cho dù Tiêu Viêm thật sự có được dị hỏa, nhưng muốn phát huy được lực lượng, cũng là phải xem thực lực bản thân, bởi vậy, thanh sắc hỏa diễm xuất hiện tuy rằng làm cho Phạm Lao chấn động, nhưng lại không phải làm cho cảm thấy bối rối. Huyết ti mang khí thế áp đảo nhanh như chớp xuyên thủng không gian, trong chớp mắt, liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm, nhưng mà, ngay lúc huyết ti đến gần Tiêu Viêm còn khoảng cách 3 thước, nhiệt độ nóng cháy đột nhiên bùng nổ, thuộc tính huyết ti vốn chủ yếu là âm hàn, nhất thời bị hòa tan thành hư vô. Mặc dù thanh sắc hỏa diễm đối với âm hàn huyết ti có một ít tác dụng khắc chế, nhưng huyết ti lại mãnh liệt không hề suy giảm, do đó, ngọn lửa của Tiêu Viêm bị huyết ti cuồn cuộn không ngừng đánh lên, đang lui dần dần. Cười lạnh nhìn hỏa diễm của Tiêu Viêm lui dần dần, Phạm Lao bàn tay vung lên, huyết ti đầy trời quỷ dị vặn vẹo, chợt quấn quanh với nhau, cuối cùng tạo thành một cái huyết cầu võng, mà trong võng, chính là Tiêu Viêm đang nguy hiểm chống lại, có dị hỏa thì đã làm được gì? Bằng thực lực của ngươi, căn bản không phát huy được sức mạnh của nó, cười một cách âm lãnh,
Nhìn Tiêu Viêm đang đau khổ kiên trì bên trong huyết ti, Phạm Lao nắm chặt bàn tay, huyết sắc năng lượng ngưng tụ, một lát sau, động lại thành một thanh huyết sắc trường mâu mũi nhọn lấp lánh. Tiểu tạp chủng, đi tìm chết đi. Khóe miệng hiện lên một chút oán độc, Phạm Lao cười một tiếng âm lãnh, cánh tay mạnh mẽ rung lên, nhất thời, huyết sắc trường mâu giống như tia chớp cắt qua không gian, kèm theo kình phong bén nhọn, hướng tới Tiêu Viêm bên trong huyết cầu võng mạnh mẽ phóng tới. Lão gia hỏa, đấu hoàng cường giả cùng đấu linh chiến đấu, ngươi cũng không xấu hổ sao? Ngay lúc huyết sắc trường thương sắp đâm vào bên trong huyết cầu võng, đột nhiên ở bầu trời thanh âm non nớt vang lên, ở bên ngoài huyết cầu võng chợt một đạo thân ảnh nhỏ xinh đột ngột xuất hiện, đung đưa biếm tóc đuôi ngựa màu tím, nắm tay nhỏ nhắn mảnh khảnh hung hăng hướng phía trước vung lên, nhất thời, lúc này không khí phía trước mặt bị đè ép thành một đoàn vô hình không khí bắn tới, tức khắc, cùng huyết sắc trường thương ầm ầm va chạm, thình thịch, trong tiếng nổ mạnh trầm thấp, sóng khí âm thầm cấp tốc khuếch tán, đem tất cả không gian hơi hơi chấn động rung chuyển, ánh mắt như độc xà, chắc cao tập trung trên người tiểu hài nhỏ xinh xuất hiện ở bên ngoài huyết cầu võng, Phạm Lao khuôn mặt trầm xuống, quát, ngươi muốn chết, Tử Nghiên biểu môi, nắm tay nhỏ trước mặt đánh mấy quyền uy vũ sinh phong, dưới nắm tay tạo ra âm thanh trầm thấp, nàng ngẩng cao đầu lên, không một chút sợ hãi đối với Phạm Lao, lão nhân, ngươi đem Tiêu Viêm giết chết, ngươi tới chế dược hoàng cho ta ăn sao, sắc mặt từ từ âm trầm. Phạm Lao cũng không bận tâm một cách vô nghĩa, lấy tính tình của hắn, đừng nói trước mặt chính là một tiểu cô nương, ngay cả một em bé, có lời nói chọc cho hắn tức giận, cũng giết chết không chút nương tay, bởi vậy, lập tức nơi bàn tay, huyết sắc năng lượng lại lần nữa hung mãnh ngưng tụ, có vẻ cảm ứng được trong cơ thể Phạm Lao sát ý bốc lên cao, Tử Nghiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn như ngọc cũng hơi hơi ngưng trọng, nắm tay nhỏ chậm rãi nắm chặt, suy, ngay khi Phạm Lao sắp động thủ, đột nhiên có hai tiếng xé gió vang lên, lưỡng đạo thân ảnh bay lên trên không, xuất hiện ở bên cạnh Tử Nghiên, thoáng nhìn mục tiêu, không nghĩ tới chính là hai người Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình, lúc này hai người, sau lưng đều cũng có một chút hư mỏng đấu khí song dực, toàn bộ nội viện đệ tử, ngoại trừ Tử Nghiên, Tiêu Viêm, sợ cũng chỉ có hai người bọn họ có thể miễn cưỡng thăng thiên tác chiến, nội viện đại nạn, nhưng không phải là việc của một mình ngươi. Liễu Kình quay đầu lại nhìn Tiêu Viêm đang cố gắng hóa giải huyết ti cầm cố. Trong ánh mắt hắn, thậm chí có một tia nhàn nhạt kính phục. Ha ha, Liễu Kình nói đúng, ngươi trước giải quyết phiền toái của ngươi đi, chúng ta đến lôi kéo hắn một chút. Lâm Tu Nhai trong tay trường kiếm thon dài nhẹ nhàng chấn động, chợt thêm một câu, bất quá nói thật ra, gia hỏa nhà người thật là không biết sợ là gì, nếu ngươi không động thân dẫn đầu, chỉ sợ ta cũng không thế nào trong trường hợp này dám nhúng tay. Kinh ngạc nhìn ba người bên ngoài, Tiêu Viêm lắc lắc đầu cười khổ. Hắn đâu phải cố ý muốn làm cánh chim đầu đàn a, xem ra chỉ có thể dốc hết toàn lực a. Nhìn ánh mắt Phạm Lao tràn ngập oán độc cùng sát ý, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói, xa xa trên bầu trời, chiến trường hỗn loạn, từng đạo thân ảnh nhẹ nhàng đối mặt nhau. Phía sau, một huyết cầu thật lớn mà mắt thường cũng có thể thấy được, cho ta 3 phút. Tiêu Viêm hướng mắt về phía ba người Tử Nghiên, đột nhiên nói, nghe vậy, ba người Tử Nghiên ngẩn ra, chợt khẽ gật đầu, khặc khặc. Chỉ bằng 3 đấu vương các ngươi. Thậm chí trong đó còn có 2 người chỉ mới bước được nửa bước vào đấu vương, các ngươi nghĩ rằng có thể cầm chân ta sao? Phạm Lao cười quái dị, nói, lão già, ngươi nói nhiều thật. Tử Nghiên chu miệng mắng một tiếng, rồi hướng Liễu Kình và Lâm Tu Nhai bên cạnh nói, ta lên trước, các ngươi tự bảo trọng. Tử Nghiên vừa nói xong, không đợi hai người đáp lại, thân ảnh nhỏ nhắn khẽ rung lên, lập tức hướng Phạm Lao cách đó không xa bắn tới. Bàn tay gắt gao nắm chặt, cả người toát lên một cổ lực lượng kinh khủng. Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai nhìn Tử Nghiên xông lên, cũng đành bất đắc dĩ, rồi lập tức vội vàng động thân, nhanh chóng lao theo. Đấu khí trong cơ thể hai người lúc này đã được phát huy đến mức tối đa, đối thủ lần này không như những lần trước, vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần sơ ý cái là có thể trọng thương hoặc tại mất mạng, đó đều là những việc có khả năng xảy ra. Ba người Tử Nghiên đột nhiên lao ra viện trợ cho Tiêu Viêm, liền trở thành tâm điểm chú ý của tất cả các đệ tử nội viện. Bốn người này có thể nói là bốn cường giả mạnh nhất nội viện, bọn họ cùng nhau đối chiến một gã đấu hoàng, bực đối chiên hấp dẫn thế này, khiến nhiều người nhiệt huyết sôi trào. Một ít đệ tử có chút thực lực tham chiến nhưng không thể xông lên, đều là bị chiến ý tràn ngập trong lồng ngực làm thần tình đỏ bừng bừng. Trong số đó có đám người Lâm Diễm, Nghiêm Hạo, trong toàn bộ đệ tử nội viện, chỉ có loại cấp bậc như họ mới miễn cưỡng có tư cách tham gia loại chiến đấu này, một đám tiểu bối mà cũng dám cuồng ngôn như thế sao? Phạm Lao cười lạnh nhìn ba người Tử Nghiên đang lao tới,
cánh tay trắng nhợt khô héo đột nhiên rung lên, nhất thời ba cổ huyết sắc đấu khí hùng dũng bay ra, động lại thành ba con huyết xà tráng kiện to chừng cánh tay. Phạm Lao bấm tay bắn ra, huyết xà đột nhiên vọt tới, cái miệng đỏ như máu mở lớn dữ tợn, một cổ tanh hôi ập vào mặt, huyết xà nháy mắt đã vọt tới. Tử Nghiên cảm nhận được trong cơ thể huyết xà ẩn chứa năng lượng cuồng bạo dày đặc, sắc mặt thoáng ngưng trọng, bàn tay chậm rãi mở ra, năm ngón tay nhắm ngay huyết xà kia, phá, thình thịch. Theo thanh âm vang lên, năm ngón tay Tử Nghiên bỗng nắm chặt lại, nhất thời, một cổ tia chớp vô hình dao động dần khuếch tán ra, không gian 10 thước trước mặt giống như bị một cổ cự lực khủng bố làm cho vặn vẹo, huyết xà vừa vặn bay qua chỗ này, liền bị bóp nát thành một cổ huyết vụ. Tử Nghiên một kích bóp chết một con huyết xà, nhưng lại bị hai huyết xà còn lại làm cho có chút luống cuống chân tay. Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai, hai người bấm tay, bắn ra hai đạo kình phong, đem hai con huyết xà đánh cho rách tả tơi thành một đoàn huyết vụ. Giải quyết hết đám huyết xà quấn quanh, Tử Nghiên điểm mũi chân một cái, thân hình nhỏ xinh uyển chuyển quỷ mị xuất hiện trước người Phạm Lao, vòng eo hơi uốn, bàn chân nhỏ nhắn tinh tế xoay một hình cung tròn, hung hăng hướng sau đầu đối thủ đá tới. Bàn chân Tử Nghiên nhìn nhỏ mà nhu nhược, cơ hồ có cảm giác chỉ cần nắm chặt nhẹ nhàng là sẽ bẻ gãy, nhưng ai mà dám xem nhẹ lực lượng khủng bố ẩn chứa bên trong đó, chắc chắn sẽ phải chịu quả đắng thê thảm. Phạm Lao đã có nhiều năm kinh nghiệm ở Hắc Giác Vực, nơi mà người ăn thịt người hỗn loạn như vậy, nên khi cùng Tử Nghiên đối chiến, hắn tự nhiên sẽ không phạm sai lầm cơ bản đó. Hơn nữa, khi hắn nhìn thấy Tử Nghiên một quyền bóp nát huyết xà, hắn đã biết tiểu cô nương nhìn có vẻ nhu nhược này sở hữu một lực lượng khủng bố như thế nào. Bởi vậy, hắn đối với một cước này của Tử Nghiên, tự nhiên lựa chọn chỉ khinh thường đứng nhìn. Đôi tay khô héo cấp tốc chuyển động, một cổ huyết sắc năng lượng đột nhiên từ trong cơ thể Phạm Lao trào ra, cuối cùng ngưng tụ bên trên thân thể hắn một đạo tựa như tấm màn năng lượng bằng máu. Phanh! Chân Tử Nghiên mang theo lực bạo âm trầm, hung hăng đá lên huyết sắc tráo. Nhất thời, một đạo tiếng oanh tạc nặng nề vang lên, bề mặt huyết sắc năng lượng tráo lập tức bị chấn động, mũi chân ẩn chứa kình lực khủng bố, Tử Nghiên trực tiếp đem huyết sắc năng lượng tráo đánh cho lõm sâu vào trong. Bất quá, ngay khi mũi chân chỉ còn cách khuôn mặt Phạm Lao vẻn vẹn nửa tấc, thì khí thế mạnh mẽ rốt cục bị huyết sắc năng lượng tráo hoàn toàn hóa giải. Một tiếng băng tiếng vang, huyết sắc năng lượng tráo đột ngột hung hăng bật ngược lại, đem mũi chân Tử Nghiên dội ra, cách xa khỏi thân thể Phạm Lao. Hừ. Tử Nghiên thấy thế công bị cản trở lại, khẽ hừ một tiếng, thân thể mượn cổ phản lực kia, thoáng di động rồi chợt lóe lên, trước tiếp bay vọt hướng tới Phạm Lao. Cánh tay tinh tế cấp tốc vũ động, từng đạo tàn ảnh hiện lên, đều mang theo vô tận kình phong hung hăng hướng ngực Phạm Lao đánh tới. Phạm Lao tuy chưa bao giờ có thái độ khinh thị Tử Nghiên, bất quá vẫn bất ngờ trước tốc độ, sự linh mẫn cùng phản ứng thông minh của nàng. Bởi vậy, hắn nhất thời bị nắm tay bé nhỏ kia của Tử Nghiên đánh trúng mấy quyền. Cổ kình lực kinh khủng kia làm hắn có chút biến sắc, lực lượng cơ thể khủng bố bực này, cho dù là một ít đấu vương cường giả chuyên tu luyện thân thể cũng khó so sánh được. Phệ huyết giáp, tuy rắn chắc, nhưng sau khi trúng mấy quyền, cũng làm huyết khí bên trong trở nên nhạt bớt một chút. Bất quá Phạm Lao cũng là một gã đấu hoàng cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nên chỉ trong thời gian cực ngắn ngủi đã kết một thủ ấn, huyết khí bắt đầu khởi động, một bộ huyết y đỏ sậm bằng máu tươi nhanh chóng bao bọc lấy thân thể. Tiếp lấy, nắm tay Tử Nghiên lại hung hăng nện trên nền máu dịch âm trầm của huyết giáp, làm vang lên từng trận âm thanh như kim thiết va chạm. Giáp y kia có lực phòng ngự rất mạnh, dưới chiêu thức cuồng phong của Tử Nghiên mà vẫn có thể kiên trì không vỡ. Trên không, thân thể Phạm Lao lui về phía sau, tuy rằng giáp y ngăn được không ít lực lượng, bất quá còn sót lại kình lực, vẫn làm cho thân hình hắn cấp tốc lui về phía sau. Tại đây, trước vô số ánh mắt của mọi người, hắn bị một tiểu cô nương đấu vương giai cấp đánh cho chật vật như vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm phẫn nộ. Xa xa, vô số đệ tử nhìn Tử Nghiên bạo phát thần uy, đều là cảm thấy cực kỳ rung động. Trong nội viện, Tử Nghiên rất ít khi ra tay, cho dù là trong cường bản đại tái, do đủ loại nguyên nhân, cho nên cũng chưa từng hiển lộ thực lực quá mạnh mẽ như thế này, nên có không ít người không biết chuyện. Đối với thực lực của nàng vẫn có thái độ hoài nghi, nhưng mà hôm nay, sự hoài nghi đó đã tự động sụp đổ. Nàng có thể đầy lui một đấu hoàng cường giả, thực lực bực này, vị trí đệ nhất trên cường bảng, đích thật là không thể lay chuyển. Tiễn lại một quyền hung hăng nện lên giáp y kia, làm giáp y đã chịu đựng đến giới hạn rốt cục hoàn toàn vỡ tan. Giáp y vỡ tan, Tử Nghiên chưa kịp vui mừng, một cổ huyết khí nồng đậm lại từ trong cơ thể Phạm Lao bạo dũng mà ra.
Cổ khí thế mạnh mẽ kia, khiến Tử Nghiên phải lui về sau mấy bước, thân hình bị đẩy lui, Tử Nghiên chưa kịp phản ứng, liền nghe được tiếng quát khẽ âm trầm bên tai vang lên, huyết ma thủ. Theo tiếng quát vang lên, trên bầu trời cùng phong đột nhiên đại chấn, trong gió thậm chí còn mang theo một tia huyết tinh. Tử Nghiên nhanh chóng ngẩng đầu lên, mặt không khỏi biến sắc, chỉ thấy cách đó không xa, một bàn tay bằng máu khổng lồ tầm hai trượng, đột ngột xuất hiện, hung hăng hướng nàng đập xuống, Thịnh Liệt Sơn. Ngay lúc huyết thủ khổng lồ hung hăng đánh xuống, một tiếng hét lớn đột ngột vang lên, tiếng phá phong bén nhọn vang vọng, một đạo đạm kim sắc kình phong sắc bén bạo bắn từ phía chân trời, cuối cùng cùng huyết thủ oanh kích thật mạnh, nhất thời, chân trời như vang tiếng sét đánh, năng lượng mãnh liệt tùy ý trào ra, đem cả không gian kịch liệt rung động, thế công của đấu kỹ tất sát ngưng tụ, đã bị đánh tan. Phạm Lao cũng cực chấn động, hắn nhìn sắc mặt tái nhợt, đang thở hổn hển của Liễu Kình. Kinh dị trong mắt càng tăng, đệ tử nội viện mà đã mạnh đến mức này. Một kích này của hắn lúc trước, cho dù là đấu vương cường giả bình thường chống lại, cũng trọng thương tại đương trường, không nghĩ tới lại bị một tiểu tử chỉ mới bước được nửa bước chân vào đấu vương đánh tan, làm hắn không thể không kinh ngạc vạn phần. Thanh Yên kiếm cương. Phạm Lao còn đang thất thần, một bóng người xanh nhạt đột nhiên như thiểm lược lao tới đỉnh đầu hắn. Cánh tay phải vang lên một trận kiếm minh thanh thúy, năng lượng cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt. Toàn bộ thân kiếm đều được năng lượng bao phủ, thậm chí chung quanh thân kiếm còn hiện ra hơn 10 đạo lốc xoáy, điên cuồng xoay tròn. Sau tiếng quát lạnh, trường kiếm đột nhiên rời tay, cùng hơn 10 đạo lốc xoáy hợp nhất lại, cuối cùng hóa thành một đạo tia chớp mơ hồ lặng yên không một tiếng động, bắn thẳng đến đỉnh đầu Phạm Lao. Lâm Tu Nhai đánh lén nhanh như chớp, khi Phạm Lao phát hiện ra, kình khí khủng bố đã tới đỉnh đầu, hắn cũng đành từ bỏ chuyện thi triển đấu kỹ đối kháng, thân thể rung lên. Huyết khí phô thiên cái địa nhất thời từ đỉnh đầu trào ra, tựa như một biển máu, bóng kiếm màu xanh nháy mắt xuyên qua, tiến vào trong biển máu. Thân kiếm ẩn chứa kình lực khủng bố, trực tiếp làm biển máu kịch liệt rung lên, ngưng. Đột nhiên, Phạm Lao quát lạnh một cái. Biển máu chợt dao động, thanh trường kiếm đang sắp xuyến qua biển máu kia, lúc này như gặp phải vũng bùn, di chuyển càng thêm gian nan, trong biển máu ẩn chứa dính lực càng lúc càng cường thịnh. Rốt cục chỉ một lát sau, khi thanh kiếm còn cách đỉnh đầu Phạm Lao chừng hai thước, đã hoàn toàn ngưng trệ. Một kích ẩn chứa toàn lực, thế nhưng vẫn chưa tạo thành thương tổn gì cho Phạm Lao. Sắc mặt Lâm Tu Nhai hơi có chút biến hóa, thực lực chênh lệch giữa hắn và Phạm Lao quá lớn, hưu. Trong lúc Lâm Tu Nhai còn đang hoảng sợ, đột nhiên có tiếng phá gió từ trong biển máu truyền ra. Một đạo huyết thủ ấn đột ngột bạo bắn ra, hướng Lâm Tu Nhai còn chưa kịp né tránh, oanh kích thật mạnh. Phốc suý, Lâm Tu Nhai chịu một đòn nghiêm trọng, một ngụm máu tươi nhất thời từ miệng phun ra. Thân thể lung lay sắp đổ, đấu khí cánh sau lưng vốn mơ hồ, cũng bắt đầu trở nên như ẩn như hiện. Hiển nhiên, một kích này của Phạm Lao làm hắn bị thương không nhẹ. Liễu Kình thấy Lâm Tu Nhai bị trọng thương cũng biến sắc, còn đang định đi tới xem sao thì từ trong biển máu kia, một đạo huyết thủ ấn lại hướng hắn bạo bắn ra. Huyết thủ ấn tốc độ thật khủng bố. Mà... Liễu Kình sau khi thi triển một kích cực mạnh kia, thân thể cũng trở nên châm chạp hơn rất nhiều. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết thủ ấn càng lúc càng gần. Ngay lúc Liễu Kình sắp bị đánh trúng, một đạo thân ảnh nhỏ xinh đột nhiên thoáng hiện, nắm tay hung hăng vung về phía trước, nhất thời không khí xung quanh cấp tốc ngưng tụ. Cuối cùng, vô hình không khí pháo bị kình khí áp bách xuất hiện, bạo bắn ra, cùng huyết thủ ấn va chạm, làm cho huyết vụ bắn tung tóe lên trời. Phạm Lao ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tử Nghiên xuất hiện trước người Liễu Kình, song dực huyết sắc sau lưng đột nhiên vũ động, thân hình nhanh chóng di động, trong nháy mắt xông vào biển máu khổng lồ ngập tràn mấy trượng trên bầu trời kia, một đám tạp chủng. Các ngươi nhất định phải chết, trong biển máu, một trận cười lạnh lẽo của Phạm Lao chậm rãi truyền ra, ngươi cẩn thận. Tử Nghiên nhìn Phạm Lao lao vào biển máu, chợt nhíu mày lại, rồi hướng Liễu Kình nhắc nhở một tiếng, đang muốn hành động. Thì nhận thấy biển máu kia đột nhiên bốc lên, trong lòng lập tức căng thẳng, phệ huyết ấn. Tiếng quát lạnh từ biển máu vang lên, biển máu mãnh liệt quay cuồng, một đạo huyết thủ ấn tạo hình có chút kỳ lạ ám trầm từ biển máu bạo bắn ra, trên đường đi, tỏa ra từng trận huyết khí, Tử Nghiên cảm thụ được năng lượng ám trầm âm lãnh của huyết thủ ấn kia. Ánh mắt thoáng ngưng trọng, một chưởng đem Liễu Kình chấn lui về phía sau, hai nắm tay nhỏ bé toát ra một cổ quang mang mạnh mẽ sáng như ngọc. Hào quang chiếu lên, hai nắm tay nhỏ dần trở nên trong suốt, hai nắm tay nhỏ sáng loáng như ngọc chạm vào nhau,
dĩ nhiên lại bùng nổ một trận tiếng vang cực kỳ thâm thúy. Tử Nghiên sắc mặt ngưng trọng nhìn huyết thủ ấn to lớn kia, đột nhiên một mũi nhọn bằng ngọc bỗng nhiên trong cơ thể bạo dũng ra, oanh. Hai đấm vung ra trông rất thường nhưng lại giống như thả khối băng vào chảo dầu đang sôi trào, khoảng không trước mặt cũng là kịch liệt chấn động, một cổ kình khí cực kỳ mạnh mẽ thổi quét ra, cuối cùng cùng huyết thủ ấn kia va chạm, phanh. Âm thanh sơn băng địa liệt vang vọng cả bầu trời, vô số người cả kinh phóng mắt nhìn tới, hừ. Cổ kình khí khủng bố theo chỗ năng lượng va chạm bạo dũng ra, Tử Nghiên đứng gần nhất, nhất thời cúi đầu không khỏi phát ra tiếng kêu rên, cước bộ hơi chút hỗn loạn, cấp tốc lui về phía sau vài bước, mà biển máu cách đó không xa, cũng là nổi lên một trận dao động kịch liệt, đem kình khí cản lại, một con nhóc đấu vương không xứng đáng đứng ở đây. Một tiếng cười lạnh trào phúng vang lên, biển máu chợt rộng chừng mấy trượng nhất thời co rút lại còn chưa tới một trượng, nhưng màu sắc lại càng thêm ám trầm, hưu. Tiếng cười lạnh vừa vang lên, một đạo huyết thủ ấn cực kỳ ám trầm trong biển máu lại bạo bắn ra, vì chấn động khi nãy, khí huyết trong cơ thể Tử Nghiên có chút phú phiếm, nhưng nhìn công kích của Phạm Lao đánh tới so với lúc trước càng mạnh hơn, sắc mặt liền đổi, huyết thủ ấn trên bầu trời xẹt qua thành một hình vòng cung. Trước vô số đạo ánh mắt kinh hãi, nó như một tia chớp xuất hiện trước mặt Tử Nghiên không chút phòng bị, chết đi. Âm thanh cười quái dị từ trong biển máu vang lên đầy âm lãnh. Suy, ngay lúc huyết thủ ấn sắp nện thật mạnh xuống thân thể Tử Nghiên, đột nhiên có tiếng sấm nhàn nhạt phía chân trời vang vọng. Chợt, tất cả ánh mắt đang nhìn chăm chăm chiến trường nhất thời co rụt lại. Sau khi tiếng sấm vang lên chốc lát, một đạo bóng đen như quỷ mị xuất hiện trước mặt Tử Nghiên, tay vung lên, một cổ thanh sắc hỏa diễm hùng hồn thổi quét ra, dễ dàng đem huyết thủ ấn ngăn lại, hơn nữa còn đốt cháy thành hư vô. Một kích huyết thủ ấn rất mạnh kia của Phạm Lao lại dễ dàng bị đánh tan, Liễu Kình, Lâm Tu Nhai, thậm chí vô số đệ tử dưới mặt đất vẻ mặt đều khiếp sợ, nhưng khi một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, thì khiếp sợ kia nhất thời đã biến thành kinh hãi, ra tay độc ác như vậy với một cô gái, gọi ngươi là lão cẩu quả nhiên không hề bôi nhọ ngươi a. Trên bầu trời, hắc bào thanh niên khoanh tay đứng, một cổ khí thể cường hãn khủng bố như sóng biển bạo dũng ra, không hề kém Phạm Lao chút nào, đột nhiên xuất hiện một cổ hơi thở mạnh mẽ không kém đấu hoàng cường giả. Không chỉ làm vô số đệ tử xa xa trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả chiến trường hỗn loạn trên bầu trời cũng bởi vậy mà thoáng xuất hiện một chút yên tĩnh. Từng đạo ánh mắt quét về phía hơi thở bùng nổ, nhìn xem ngọn nguồn, đông đảo cường giả đều ngẩn ra, sau khi nhìn thấy người đang đối địch với Phạm Lao, sắc mặt nhất thời không nhịn được xấu đi. Hàng Phong cầm đầu đám người đó, sắc mặt tự nhiên càng thêm khó coi, tại đây thế lực đang quân bình, thực lực một đấu hoàng cường giả có ảnh hưởng không nhỏ. Nói không chừng còn có thể quyết định chiến đấu thắng bại cuối cùng. Với Tô Thiên, Hổ Kiền đang chờ cường giả nội viện tới mà nói, Tiêu Viêm đột nhiên bùng nổ, tuy rằng cũng làm bọn họ kinh ngạc, nhưng lúc này lại càng làm bọn họ kinh hỉ hơn. Tiêu Viêm không thể nghi ngờ là cứu binh xuất hiện cực kỳ đúng lúc, có hắn ra tay, chiến trường bên này ít nhất có thể giảm bớt một đấu hoàng cường giả, làm giảm bớt áp lực thật lớn cho các vị trưởng lão. Tiểu tử này quả nhiên còn lưu thủ, ta đã nói, có thể đem Vân Lam Tông bức thành bộ dáng kia, làm sao có thể không có con bài chân chính chưa lật. Hổ Kiền nhìn hơi thở Tiêu Viêm phát ra mạnh mẽ không kém gì mình, trong lòng nhịn không được khen ngợi một tiếng, chợt liếc mắt nhìn Hàng Phong đang chau mày, không khỏi cười lạnh nói, Hàng Phong, ngươi tốt nhất cầu nguyện viện trưởng sẽ không trở về quá sớm. Ánh mắt hơi hơi híp lại, Hàng Phong nhàn nhạt nói, dị hỏa là thiên địa kỳ bảo, người có duyên tất lấy được, nội viện ngươi dùng phương pháp phong ấn thế này, có thể là có chút không hợp quy củ a. Vậy lấy cho luyện dược sư các ngươi luyện hóa là hợp quy củ. Hổ Kiền châm chọc nói, Hàng Phong lông mày giật giật, không tranh võ mồm vô vị nữa, đang cùng Hổ Kiền đối chiến, ánh mắt lại là không ngừng hướng về phía Tiêu Viêm, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm nhận được trên người thanh niên này một cảm giác rất kỳ dị, loại cảm giác này tại sao lại xuất hiện. Trong lòng thì thào một tiếng, không có giải đáp, Hàng Phong chỉ đánh đem ánh mắt hướng về phía vòng chiến của Tô Thiên cùng Kim Ngân Nhị Lão, ba người có thực lực cực mạnh ở đây, trăm mét ngoài vòng chiến bọn họ đều không có ai khác, cái loại chiến đấu cao giai này tạo thành dư ba, cho dù bọn họ là đấu hoàng cường giả, cũng là không dám coi thường Kim Ngân Nhị Lão liên thủ cố nhiên có thể cùng đấu tông cường giả chiến đấu, bất quá muốn đánh bại Tô Thiên là không có khả năng, hơn nữa theo thời gian trôi đi, tất nhiên sẽ dần rơi vào thế hạ phong, đến lúc đó một khi Tô Thiên rảnh tay một chút, có lẽ phiền toán không nhỏ, xem ra ta phải nhanh chóng ra tay a. Ý niệm trong lòng nhanh chuyển động, một lát sau.
Hàng Phong ánh mắt dần trở nên băng lãnh, hai tay vừa lật, thâm lam hỏa diễm đột ngột từ lòng bàn tay bốc lên. Nhìn thấy tay Hàng Phong bốc lên thâm lam hỏa diễm, sắc mặt Hổ Kiền trở nên ngưng trọng rất nhiều. Lấy thực lực Hàng Phong hiện giờ sử dụng ra dị hỏa, bất cứ gã đấu hoàng cường giả nào cũng cực kỳ kiên kỵ, đấu khí hùng hồn trong cơ thể tự tràn ngập ra, đem quần áo chấn nát. Hổ Kiền chậm rãi phun ra một hơi, chợt một đạo như tiếng sấm nổ vang từ đầu lưỡi vọng lên, khác thường nổ vang giữa trời. Hổ Kiền cả người hơi thở đột nhiên mạnh lên rất nhiều. Muối cướp dị hỏa tử trong tay già nam học viện, đúng là người si nói mộng. Cười lạnh một tiếng, thân hình Hổ Kiền uốn éo, thân thể nháy mắt biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đã tới trước mặt Hàng Phong, chưởng phong giao nhau, sấm rền từng trận. Các ngươi trước tiên lui đi, để ta đối phó. Tiêu Viêm chậm rãi quay đầu, hướng Tử Nghiên cùng Liễu Kình phía sau, cười nói. Liễu Kình cùng Tử Nghiên ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm trước mặt, trên cơ thể tràn ngập khí thế hung hãn, không thua gì Phạm Lao đối diện. Người này trong một thời gian ngắn, thực lực đột nhiên khủng bố tăng vọt, hơn nữa loại tăng vọt này không thể lý giải được. Bọn họ tuy biết rằng Tiêu Viêm có một loại bí pháp trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, bất quá chỉ có thể tăng lên mấy tinh mà thôi, nhưng hiện tại là trực tiếp vượt lên hai giai A. Nuốt một ngụm nước miếng, Liễu Kình cảm thấy trong miệng một trận khô khốc, hắn vốn tưởng rằng trước kia Tiêu Viêm thi triển ra đấu kỹ mạnh mẽ kia đã là con bài tẩy cuối cùng rồi, nhưng hôm nay hắn mới hiểu được, khi hắn triệt để giải phóng thực lực, căn bản là không cùng một đẳng cấp A. Tiêu Viêm, ngươi ăn đan dược gì? Sao có thể trở nên mạnh như vậy? Tử Nghiên không nhịn nổi tò mò trong lòng, nhất thời không màng cơ thể đang bị Phạm Lao công kích có chút chảy máu, thần tình kinh ngạc nói, làm gì có đan dược mạnh như vậy? Tiêu Viêm cười kéo kéo đuôi ngựa của Tử Nghiên, chợt bị bất mãn lắc người tránh né, lúc này mới nói tốt lắm, tiểu tử kia mang Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai xuống đi, nơi này giao cho ta, chu miệng, Tử Nghiên có chút không muốn gật gật đầu được rồi, bất quá lão gia hỏa kia rất đáng giận. Ngươi phải giúp ta hung hăng giáo huấn hắn một chút, không thành vấn đề. Tiêu Viêm cười gật đầu, nhìn nụ cười sáng lạng kia, Phạm Lao cách đó không xa đột nhiên thấy lạnh cả người. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu đáp ứng, Tử Nghiên lúc này mới một tay giữ chặt Liễu Kình, sau đó thân hình chợt lóe, xuất hiện sau lưng Lâm Tu Nhai đôi cánh đấu khí đang biến mất dần, quơ tay một cái, nhanh chóng hạ xuống đất, về vị trí ban đầu đứng. Trên đỉnh cao, đám người Lâm Diễm, Nghiêm Hạo nhìn theo Tử Nghiên ba người trên trời hạ xuống, bước đến bên cạnh. Đối với sự hỏi thăm ân cần của đám người, Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai cũng chỉ cười lắc lắc đầu, chợt không hẹn mà cùng ngẩng đầu đem ánh mắt hướng lên bầu trời, nhìn Tiêu Viêm lại một lần nữa cùng Phạm Lao đối chiến. Một lát sau, đều là thở thật dài một hơi, liếc mắt nhìn nhau cười khổ, thở dài, nội viện cường bản bài danh đệ nhất, có lẽ là người kia mới đúng a, không nghĩ tới hắn có thể che giấu sâu như vậy. Đối với lời nói này, thân là đương sự, Tử Nghiên cũng không nghe răng chu miệng biểu tình, nàng cũng rõ ràng, lấy thực lực Tiêu Viêm thể hiện ra giờ phút này, cho dù là nàng, so ra vẫn còn kém nhiều lắm. Phía sau hai người, đám người Lâm Diễm cùng Nghiêm Hạo, cũng là cười khổ gật gật đầu, Tiêu Viêm lúc này đột nhiên thể hiện ra thực lực khủng bố, cũng làm bọn họ cực kỳ rung động, không nghĩ tới ngươi còn có con bài bực này chưa lật, khó trách con ta thất thủ trong tay ngươi. Trầm sắc mặt nhìn Tiêu Viêm hơi thở mênh mông, Phạm Lao âm trầm nói, đối phó hắn, không cần tốn sức đến như vậy. Tiêu Viêm cười, nhìn chăm chăm Phạm Lao ánh mắt chậm rãi trở nên băng lãnh, ngươi cũng là người trong Hắc Giác vực, cũng hiểu được nơi đó sinh mệnh rẻ như thế nào, ngươi, giết thì giết, chẳng quản thân phận của hắn, đừng nói là con của ngươi, cho dù là ngươi huyết lão cẩu, chết rồi cũng chẳng ai quan tâm. Nghe vậy, Phạm Lao nhất thời giận dữ cười lớn, khá lắm, tiểu tử cuồng vọng. Đừng tưởng có thực lực đột nhiên tăng vọt là có thể nắm chắc phần thắng, Phạm Lao ta sống nhiều năm như vậy, còn trường hợp gì chưa thấy quá, ngươi một tên mao đầu tiểu tử, còn không có tư cách cùng ta nói chuyện. Tiêu Viêm khóe miệng hơi hơi nhếch lên, không cùng lão gia hỏa bị chạm tự ái nói nhảm, bấm tay bắn ra, thanh sắc hỏa diễm nháy mắt theo đầu ngón tay bạo dũng ra, giống như hai cái trường tiên lửa, hung hăng vung một cái, nhất thời một cổ tiếng sét hỗn loạn nóng cháy đánh vang vọng lên. Cảm thụ được bên ngoài cơ thể Tiêu Viêm dần dần cuồn cuộn hỏa diễm, Phạm Lao sắc mặt chậm rãi dần trở nên ngưng trọng lên, tuy rằng ngoài miệng nói vậy xong, bất quá đối với Tiêu Viêm lúc này, hắn trong lòng lại là không dám có một tia khinh thường, bởi vì công pháp của hắn thiên hướng âm hàn, tối kỵ đấu khí hỏa bạo, dương hỏa thuộc tính, mà Tiêu Viêm không chỉ có thuộc tính là hỏa, mà còn khống chế dị hỏa linh vật, bởi vậy hai người đối chiến, Phạm Lao nhất định chịu thiệt, lúc trước bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn,
không hiểu tại sao hôm nay thực lực Tiêu Viêm tăng mạnh, khả năng khống chế hình dạng và độ nóng dị hỏa lại càng thêm tinh thuần. Cho nên, đối mặt với đối thủ khó giải quyết bực này, Phạm Lao đã không còn giữ được thái độ đối đãi lúc trước của hắn với Tiêu Viêm. Tay áo bào vung lên, mấy trượng rộng thùng thình biển máu kia nhất thời quay cuồng dựng lên, mà thân hình Phạm Lao cũng là lần nữa ẩn trong đó. Biển máu này là công pháp hắn đã tu luyện đến tình trạng lô hỏa thuần thanh, sử dụng đấu khí ngưng hóa ra, bao lấy thân thể, mặc kệ công kích hay trình độ khôi phục đấu khí, đều sẽ được biển máu này tăng cường, lại còn có thể trợ giúp ẩn tàng thân hình. Phạm Lao kia có thể trong hắc giác vực tàn bạo kia thành lập huyết tông, hơn nữa còn đem phát triển đến làm bá chủ một phương, chính là nhờ công lao của biển máu này. Theo thân thể Phạm Lao biến mất trong biển máu, nhất thời hơi thở cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, tràn ngập phía chân trời kia, mùi máu tươi cũng nhanh chóng tăng vọt, tới cuối cùng, chung quanh bầu trời to lớn kia, đều mơ hồ mang một chút màu đỏ sậm. Xa xa phía dưới, vô số đệ tử mở to mắt nhìn khoảng không trên trời tràn ngập huyết sắc nhàn nhạt. Cho dù là cách khá xa, nhưng mùi máu tươi kia vẫn là xộc thẳng vào mũi, làm không ít người tâm ý phát lạnh, hành động dư thừa. Nhìn thấy Phạm Lao bành trướng khí thế, Tiêu Viêm lại là nhẹ nhàng cười, bấm tay bắn ra thanh sắc hỏa diễm trong cơ thể, phô thiên cái địa thổi quét ra, nhất thời trong thiên địa độ nóng tăng vọt, mà chân trời tràn ngập màu đỏ sậm kia, cũng giống như sôi lên, như dầu bị đun sôi, thời gian ngắn ngủi, cấp tốc tan rã, làm vô số người cả người đỏ sậm huyết tinh. Phía chân trời biến mất sạch sẽ, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Phạm Lao đang ẩn trong biển máu, Tiêu Viêm cười, ngón tay chậm rãi vương, sau đó chỉ thẳng hướng biển máu, thời gian lúc này thoáng đình trệ, nháy mắt sau, tràn ngập vô tận hỏa diễm, cấp tốc bay tới, trong vô số ánh mắt kinh ngạc, nhanh chóng ngưng tụ thành một biển lửa, mà bên trong nó, là một mảnh huyết khí từ biển máu cấp tốc bay ra, biển máu ta cũng đốt a, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.